Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 54. Có chút nhãn lực sao? Mạc Phàm lắc đầu, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Cứ xem là vậy đi. Vậy cậu đoán xem bản thiếu gia là ai, đoán đúng, bản thiếu gia có thể xử lý nhẹ tay với cậu. Người thanh niên mặc hồng bào nói. Thần sứ đại nhân, như vậy không hay lắm đâu. Một đệ tử nho môn ở bên cạnh nghe thấy lời người thanh niên mặc hồng bào nói, lo lắng nói. Mạc Phàm khiến tông môn ẩn thế bọn họ xấu mặt, mấy trăm năm qua chưa từng xảy ra chuyện như vậy, sao có thể xử lý nhẹ. Bản thiếu làm gì cần cậu xen mồm vào à? Người thanh niên mặc hồng bào nhíu mày, lạnh lùng liếc đệ tử nho môn kia. Anh ta chỉ muốn chơi đùa với Mạc Phàm mà thôi, đè ép nhuệ khí của Mạc Phàm xuống, sao có thể tha thứ cho Mạc Phàm dễ dàng. Thân thể đệ tử nho môn kia chấn động, trong chớp mắt sắc mặt tái mét, không dám mở miệng nữa, mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trên trán anh ta xuống. Tiểu tử, cậu dám đoán không? Người thanh niên mặc hồng bào mỉm cười nói. Trúc gia bọn họ là một trong mấy đại gia tộc hiếm có ở thành Liệt Dương, nắm trong tay phần lớn tài nguyên ở nơi này, uy danh không phải loại nô lệ hạ đẳng Kỳ Lân huyết gia có thể so sánh. Anh sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn người thanh niên mặc hồng bào một cái, vươn một tay ra. Keng một tiếng, trường kiếm trong tay một đệ tử tông môn ẩn thế đứng bên cạnh được hắn rút ra. Vẻ mặt mọi người ở đây đều thay đổi, không ít người lấy pháp khí, hoặc tạo pháp ấn, cảnh giác nhìn Mạc Phàm. Vẻ mặt người thanh niên mặc hồng bào cũng thay đổi, trong mắt lộ ra chút sắc lạnh. Tiểu tử, cậu có ý gì đây? Anh biết thanh kiếm này do ai tạo ra không? Mạc Phàm phủi thân kiếm, lạnh nhạt hỏi. Thứ rác rưởi này, sao bản thiếu có thể biết được? Người thanh niên mặc hồng bào nói với vẻ khinh thường. Anh ta luôn mang theo pháp bảo trên người, còn đều do đại sư ở tu chân giới tạo ra, mỗi một kiện đều là cực phẩm. Loại pháp khí do đệ tử ngoại môn sử dụng trên thế gian, Mạc Phàm hỏi anh ta vấn đề này giống như hỏi một người luôn uống rượu nổi tiếng chai rượu bình dân này được sản xuất ở hầm rượu nào. Mạc Phàm vung tay ném, kiếm quay về trong vỏ của đệ tử tông môn ẩn thế kia. À, vậy gia tộc như nhà anh, sao tôi có thể biết được, cần phải biết sao? Sở dĩ hắn biết Kỳ Lân huyết gia, là vì Kỳ Lân huyết gia có một thứ rất đặc biệt tên là Kỳ Lân Ngọc Kiệt. Thứ này chỉ có Kỳ Lân huyết gia mới biết luyện chế, tuy luyện chế rất thô ráp, nhưng là đồ tốt cứu mạng chữa thương. Nếu được hắn hơi thanh lý chút, công hiệu sẽ càng mạnh hơn. Ví dụ như có thể chữa trị vết thương do lửa thánh trên người Tiểu Lan, còn chữa khỏi chân và tay của bàn tử. Bởi vì chiến tranh giữa tu chân giới và ma tộc bùng nổ, cho nên Kỳ Lân Ngọc Kiệt ít đi nhiều, hắn từng chỉ điểm Kỳ Lân huyết gia luyện chế Kỳ Lân Ngọc Kiệt, cho nên liếc mắt một cái là nhận ra người của Kỳ Lân huyết gia. Hắn đang lo không có dược tốt để chữa trị cho Tiểu Lan và bàn tử, bây giờ có rồi. Còn người thanh niên mặc hồng bào này, ở tu chân giới nhiều thanh niên mặc đồ như vậy lắm, hắn chỉ quen một số người nổi tiếng ở tu chân giới, người thanh niên này là ai, sao hắn biết được? Người thanh niên mặc hồng bào nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc bén, gương mặt đỏ bừng như bị người ta tát một cái. Trúc gia bọn họ có tiếng là đại sư khống chế hỏa ở thành Liệt Dương, có thể nói là thành một phái riêng ở phương diện ngự hỏa. Mạc Phàm nhận được nô lệ hạ đẳng như Kỳ Lân huyết nô, vậy mà không nhận ra Trúc gia bọn họ, đây rõ ràng là làm nhục Trúc gia bọn họ. Tiểu tử, cậu có biết cái giá phải trả khi làm nhục Trúc gia chúng tôi không? Người thanh niên mặc hồng bào vỗ mạnh lên trên bàn đá, tức giận nói. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng lên cao. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, đi đến bên cạnh đình. Các người tới Mạc gia tôi là vì chuyện này sao? Hửm. Người thanh niên mặc hồng bào nheo mắt lại, kìm nén lửa giận. Tức giận với một phàm nhân, chẳng khác nào mình nhe răng trợn mắt tức giận với một con kiến, vốn dĩ không đáng, cũng không cần thiết. Tiểu tử, đám tần vô nhai ở trong tay cậu đúng không? Thanh niên mặc hồng bào vênh mặt hất hàm sai khiến hỏi. Vấn đề kế tiếp. Mạc Phàm không trả lời, nói thẳng. Phong vô duyến thần sứ lúc trước bị cậu giết sao? Người thanh niên mặc hồng bào hỏi. Trước khi mỗi thần sứ hạ giới đều để lại hồn đăng, nếu bị giết chết, chắc chắn hồn đăng sẽ nhắc nhở. Một trong những mục đích anh ta tới Mạc gia là điều tra nguyên nhân hồn đăng của Phong vô duyến tắt. Vấn đề này cũng không cần phải hỏi, kế tiếp. Mạc Phàm nói tiếp. Tuy Phong vô duyến không phải do hắn giết,
nhưng nếu Lang Vương Ca-mần không giết Phong Vô Duyến, hắn cũng ra tay. Lúc này giải thích với thanh niên mặc hồng bào này là vô ích, cũng không cần phải giải thích. Cậu! Người thanh niên mặc hồng bào nhíu mày, lửa giận anh ta mới kìm nén xuống lại lập tức dâng lên. Ý của cậu là, cậu không chỉ muốn làm địch với ngoại môn, còn giết thần sứ của Thiên Ngoại Thiên. Người thanh niên mặc hồng bào trầm giọng hỏi. Mạc Phàm lắc đầu, lúc này thần sứ mới của tông môn ẩn thế đến Mạc gia, còn hỏi những vấn đề này như nước chảy mây trôi. Hắn không trả lời, rời mắt nhìn lão giả đeo kiếm kia. Ông có thể buông tay xuống, nếu tôi muốn giết ông, thực lực trúc cơ là đủ rồi. Năm đó hắn chỉ điểm Kỳ Lân Huyết gia chế thuốc, cũng dùng số tiền lớn chuộc người của Kỳ Lân Huyết gia làm nô lệ, sau đó Huyết gia trở thành bộ tộc của hắn. Vì thế tộc trưởng Huyết gia có nói một bí mật liên quan tới sinh tử của Huyết gia cho hắn, bí mật này có thể khiến hắn giết chết bất luận một người nào của Huyết gia. Lão giả đeo kiếm nhíu mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ do dự, vẫn thu tay về. Nhưng không thả lỏng cảnh giác chút nào. Kỳ Lân Ngọc Kiệt, ông có mang thứ này theo không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Có. Lão giả đeo kiếm cũng không giấu giếm, nói thẳng. Đưa toàn bộ Kỳ Lân Ngọc Kiệt trên người ông cho tôi không giết các ông cũng có thể còn sống rời khỏi Giang Nam. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lão giả đeo kiếm nhíu mày, trong mắt là do dự, cuối cùng nhìn về phía người thanh niên mặc hồng bào. Thiếu gia, cậu xem chuyện này làm thế nào? Mục đích bọn họ tới đây không phải muốn ra tay với Mạc Phàm, chỉ muốn tìm hiểu tình huống, thuận tiện nhìn xem có thể không ra tay mà khiến Mạc Phàm khuất phục hay không. Tình huống hiện giờ đã hiểu biết gần hết, chắc chắn Mạc Phàm không phải loại người sẽ chịu cúi đầu. Trái lại là bọn họ hơi kích động, đến thẳng trang viên Mạc gia, lúc tới nơi này thì dễ, muốn chạy thì không đơn giản như vậy, nhất là khi Mạc Phàm không muốn để bọn họ đi, bọn họ có thể rời khỏi Giang Nam hay không còn chưa biết được, không giết chúng tôi. Người thanh niên mặc hồng bào lắc đầu cười, giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. Tuy mục đích bọn họ tới đây không phải là ra tay, nhưng không bị động tới mức cần Mạc Phàm quyết định sinh tử của bọn họ. Mạc Phàm, cậu muốn dùng Kỳ Lân Ngọc Kiệt để cứu người đúng không? Người thanh niên mặc hồng bào hơi nhếch miệng, hỏi. Bình thường Kỳ Lân Ngọc Kiệt đều dùng để chữa thương, anh ta cũng mang theo không ít trên người. Anh muốn thế nào? Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, nói. Đương nhiên là cho, nhưng không thể cho cậu tùy tiện được, nhất là không thể cho không, cậu muốn đồ của tôi. Ít nhất phải lấy ra một số lý do tôi không thể không đưa. Vẻ mặt người thanh niên mặc hồng bào đăm chiêu, cười nói. Anh ta có thể cho Mạc Phàm Kỳ Lân Ngọc Kiệt, thứ này vốn dĩ không đáng giá đối với anh ta, chỉ cần có huyết thúc đây, anh ta có thể dùng Kỳ Lân Ngọc Kiệt không hết. Nhưng đồ của anh ta, sao có thể để một người địa cầu muốn lấy thì lấy. Ít nhất phải giống như con chó hoặc tên ăn xin, vẫy vẫy đuôi hoặc quỳ xuống ăn xin. Lý do không giết các người còn chưa đủ sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt hỏi. Lý do không giết chúng tôi thì đủ rồi, nhưng bản thiếu không biết cậu có bản lĩnh giết được chúng tôi hay không? Người thanh niên mặc hồng bào cười nói. Mạc Phàm phong ấn đám Tần Vô Nhai, là người rất giỏi trong mắt người địa cầu, nhưng ở trong mắt anh ta chỉ như một đám kiến tranh chấp, trong đó có một con kiến may mắn thắng. Anh ta thì khác, ngự hỏa thuật của trúc gia anh ta vốn dùng để chiến đấu. Mà anh ta lại là chiến tu được trúc gia bồi dưỡng đặc biệt, từ nhỏ đã vì chiến đấu mà sinh ra. Tuy anh ta chỉ mới tới kim đan hậu kỳ, nhưng cao thủ nguyên anh bình thường đều không phải đối thủ của anh ta, càng không phải nói nơi thiếu thốn linh khí như địa cầu bồi dưỡng ra một người miễn cưỡng mới được xưng là tu sĩ kim đan. À, cho nên anh muốn thử xem mình có thể chết hay không à? Mạc Phàm cười khẽ hỏi. Chuyện này thì không cần phải thử, kết quả chỉ có một. Cả Mạc gia không có bất luận nơi nào uy hiếp được bản thiếu, thử chuyện này cậu sẽ thua vô cùng thê thảm, bản thiếu không có hứng thú với chuyện nắm chắc, không bằng như vậy, khi tới tôi nghe nói cậu rất am hiểu dùng hỏa, pháp thuật hệ hỏa của cậu đốt chết không ít người, đúng lúc bản thiếu cũng rất thích nghịch lửa, còn mới tu thành một loại hỏa diễm, nếu cậu có thể dập tắt hỏa diễm này, tôi sẽ tặng cậu Kỳ Lân Ngọc Kiệt miễn phí, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi Mạc gia. Nếu cậu thua, ngại quá, có khả năng hỏa diễm của tôi không tắt đi. Muốn đốt trang viên Mạc gia cậu một thời gian. Trước khi anh ta hàng lâm tới địa cầu, đúng lúc tu thành chân hỏa Bắc Minh lưu ly chân hỏa đặc biệt của trúc gia, còn chưa tìm được người để thử. Nếu Mạc Phàm kiêu ngạo như vậy,
vậy thì thử trên người Mạc Phàm một lần được rồi. Thiếu gia, không thể. Sắc mặt lão giả đeo kiếm thay đổi, vội vàng ngăn cản. Tu vi của ông ta như thanh niên mặc hồng bào, đều là kim đan hậu kỳ. Nhưng ông ta thân là người của Kỳ Lân huyết gia, huyết mạch Kỳ Lân trong cơ thể không chỉ khiến ông ta có thể luyện chế Kỳ Lân Ngọc Kiệt, còn khiến ông ta rất mẫn cảm với khí tức nguy hiểm. Mạc Phàm nhìn như chỉ mới ngưng tụ thần nguyên, ngay cả kim đan đều không có, nhưng tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Tuy Bắc Minh Lưu Ly chân hỏa của người thanh niên mặc hồng bào rất lợi hại, nhưng vừa mới luyện thành, rất dễ thương tổn tới gốc rễ. Nhớ đâu xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, có khả năng ông ta không thể công đạo với Trúc gia. Huyết thúc, chú là thiếu gia Trúc gia, hay là tôi đây? Người thanh niên mặc hồng bào nhíu mày, vô cùng bất mãn lạnh giọng hỏi. Một tiểu tử trên địa cầu có gì phải sợ, chỉ vì tiểu tử này, lão già này đã quấy nhiễu nhã hứng của anh ta 2-3 lần, điều này khiến những đệ tử ngoại môn nghĩ gì về anh ta. Thiếu gia bất giận, lão nô chỉ là. Sắc mặt lão giả đeo kiếm khó coi, quỳ một gối trên đất. Trước khi rời khỏi Mạc gia, đừng để tôi lại nghe thấy giọng chú nữa, nếu không. Người thanh niên mặc hồng bào không nói tiếp nữa, nhưng ý uy hiếp rất rõ. Trên mặt lão giả đeo kiếm lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không rên một tiếng lùi sang một bên, quả thực không phát ra bất cứ âm thanh gì nữa. Người thanh niên mặc hồng bào cười lạnh lùng, ánh mắt lại nhìn Mạc Phàm lần nữa. Mạc Phàm, cậu cảm thấy thế nào, có dám chơi với bản thiếu không? Mạc Phàm nhìn lão nô đứng bên cạnh người thanh niên mặc hồng bào, lông mày hắn hơi nhíu lại, nhưng lập tức giãn ra. Anh thật sự muốn chơi với tôi sao? Mạc Phàm thản nhiên hỏi. Thế nào, cậu không dám à, cậu yên tâm đi, hỏa diễm này của tôi lan tương đối chậm, các cậu vẫn có thời gian chuyển đi trước khi Mạc gia bị đốt thành cho tàn, nếu cậu quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, không phải tôi không thể giúp cậu dập tắt hỏa diễm này. Người thanh niên mặc hồng bào cười đắc ý nói. Không dám sao, như vậy đi, nếu tôi không dập tắt được, tông môn ẩn thế các anh muốn tôi làm gì tôi sẽ làm theo, nhưng nếu anh thua, Kỳ Lân huyết nô này của anh thuộc về tôi. Mạc Phàm bĩu môi nói. Hửm. Người thanh niên mặc hồng bào nhíu mày, con mắt đảo liên tục. Tuy anh ta không thích lão già này lắm, nhưng vẫn còn rất nhiều tác dụng. Không những cung cấp Kỳ Lân Ngọc Kiệt thuốc tiên chữa thương cho Trúc gia bọn họ, cũng là người có lực chiến đấu mạnh. Một khi lão giả này bị Kỳ Lân huyết trong cơ thể khống chế, sẽ hoàn toàn rơi vào trong trạng thái điên cuồng, ngay cả anh ta cũng không phải đối thủ của lão già kia. Trúc gia có thể ngăn lão già kia, chỉ có cha anh ta. Nếu như thua lão già kia, anh ta quay về Trúc gia sẽ bị trách không ít. Chỉ trong phút chốc tươi cười khinh thường xuất hiện trên mặt anh ta. Tiểu tử, lá gan của cậu đúng là không nhỏ, cậu chắc chắn muốn chơi với tôi như vậy à? Bắc Minh Lưu Ly chân hỏa của anh ta chỉ có Nam Ly Lưu Sa và Ngũ Căn Huyền Thủy mới dập tắt được, một khi dính vào một chút phải ngăn cách với hỏa diễm, nếu không phàm là nơi có linh khí sẽ trở thành nơi bị hỏa diễm đốt. Chắc chắn Nam Ly Lưu Sa và Ngũ Căn Huyền Thủy không có trên nơi rách nát như địa cầu, Mạc Phàm dùng thứ gì để dập lửa, dùng nước bọt sao? Cho nên Mạc Phàm vốn dĩ không có khả năng thắng, cũng không có khả năng đạt được huyết nô của Trúc gia bọn họ. Trái lại anh ta là người được Cơ Như Long nhờ vả, anh ta sẽ giúp Cơ Như Long giáo huấn Mạc Phàm, để Cơ Như Long nợ anh ta một ân tình. Là thần sứ của tông môn ẩn thế trên địa cầu, anh ta vừa mới hàng lâm, liền giải quyết chuyện này một cách hoàn mỹ. Chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy, có gì phải do dự? Anh nói hơi nhiều rồi đó, bắt đầu đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Người thanh niên mặc hồng bào nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc lạnh. Tiểu tử này sắp chết tới nơi rồi, vậy mà còn dám nói như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ trong phút chốc, vẻ mặt anh ta khôi phục như thường. Mạc Phàm kiêu ngạo cũng không kiêu ngạo được lâu đâu, anh ta sẽ để Mạc Phàm cảm nhận được tư vị khóc không ra nước mắt. Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, cười khẽ. Ngón tay khẽ búng ra, một ngọn lửa cỡ đầu người xuất hiện. Ngọn lửa này màu u lam. Giống như quỷ hỏa, chậm rãi bay về phía không trung. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, hơi nóng đốt sáng tâm hồn con người lập tức xuất hiện. Ngoại trừ Mạc Phàm và lão giả đeo kiếm ra, những người khác đều cảm thấy không khỏe, linh khí trong cơ thể như nước sôi nóng bỏng, không thể khống chế được. Chỉ trong phút chốc hỏa diễm liền bay lên trên Lạc Tiên Đình.
Trận pháp trên đỉnh sáng vài cái, đã bị hỏa diễm u lam này thiêu hủy. Không có trận pháp bảo vệ, hỏa diễm cháy lên cột đỉnh nhanh chóng lan về trước, thế lửa càng lúc càng to. Người thanh niên mặc hồng bào cười đắc ý, trên mặt lại giả bộ áy náy. Ngại quá, tôi mới luyện thành hỏa diễm này, vẫn chưa khống chế thuần thục lắm, không ngờ nó lại bay lên lương đình nhà cậu. Nếu cậu thắng, ngoại trừ tặng huyết nô và kỳ lân ngọc kiệt cho cậu, tôi có thể đền cho cậu một lương đình nữa. Giọng điệu tràn đầy ý đùa giỡn. Bắc Minh Lưu Ly Hỏa. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, không quan tâm lắm hỏi. Tiểu tử, ánh mắt cậu không tệ đâu, bây giờ biết bản thiếu là ai rồi chứ? Người thanh niên mặc hồng bào hơi nhếch miệng, cười đắc ý nói. Một người ở trên địa cầu như Mạc Phàm có thể biết hỏa diễm này, phần lớn là đạt được điển tịch liên quan, không thể không biết thân phận của anh ta. Đệ tử của Huyền Hỏa Tông sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Người thanh niên mặc hồng bào nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Huyền Hỏa Tông là tông phái lớn nhất ở Liệt Dương Tinh, công pháp Liệt Dương Cửu Thiên Hệ Hỏa rất nổi tiếng ở tu chân giới, tuy trúc gia bọn họ rất nổi tiếng ở thành Liệt Dương, nhưng kém xa Huyền Hỏa Tông, vốn dĩ không thể so sánh nổi. Nếu là đệ tử của Huyền Hỏa Tông, cần dùng thứ này sao? Người thanh niên mặc hồng bào hừ lạnh một tiếng nói. Những đệ tử của Đại Tông Môn, trừ phi là không nổi bật ở bên trong tông môn, nếu không sẽ không có cơ hội tới nơi như thế này làm thần sứ, trái lại địa vị rất cao, nhưng không có tác dụng với tu vi và lịch duyệt. Giống như nếu không phải có được một chút tích lũy, có thể khiến anh ta sau này vào những đại môn phái, anh ta cũng không muốn tới. Quả thật anh không phải người của Huyền Hỏa Tông, người của Huyền Hỏa Tông có huyền hỏa lệnh ở trong người, bình thường tu luyện đều là Bắc Minh huyền hỏa, cao cấp hơn Bắc Minh lưu ly chân hỏa của anh một chút. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm vừa nói những lời này, người thanh niên mặc hồng bào nắm chặt tay vang răng rắc. Những lời này của Mạc Phàm không khác gì rắc muối lên vết thương của anh ta, thậm chí còn bỏ thêm ớt cây vào bên trong. Tiểu tử, cậu nói cái gì? Nếu anh không phải người của Huyền Hỏa Tông, vậy càng không thể là người của Hỏa Thần Môn. Mạc Phàm nói tiếp. Phốc, thiếu chút nữa người thanh niên mặc hồng bào phun ra một ngụm máu. Hỏa Thần Môn còn cao cấp hơn Huyền Hỏa Tông, tuy vẫn chưa nằm trong top 10 đại tông môn ở tu chân giới, nhưng đứng trong top 100 thì không thành vấn đề. Huyền Hỏa Tông chỉ là một nhánh của Hỏa Thần Môn, ngay cả Huyền Hỏa Tông mà anh ta cũng không vào được, sao có thể là người của Hỏa Thần Môn? Tiểu tử, tôi thấy cậu cố ý đúng không? Người thanh niên mặc hồng bào đỏ mắt, trầm giọng nói. Cố ý, là anh bảo tôi đoán mà. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Trong số tông phái hắn biết có tu sĩ cấp thấp tu luyện Bắc Minh lưu ly chân hỏa chỉ có Huyền Hỏa Tông và Thần Hỏa Môn, những tông phái khác hắn không biết, cho nên chỉ có thể đoán theo hai phương hướng này. Cậu, người thanh niên mặc hồng bào nhíu mày, trong mắt lóe lên hung quang, nhưng không có biện pháp nào. Quả thật là anh ta bảo Mạc Phàm đoán, nhưng mà không ngờ sẽ có kết quả này, tự mình đào hố chôn mình ngã rất thảm. Chỉ trong phút chốc anh ta khôi phục như thường. Tiểu tử. Cậu biết không ít tông phái ở thiên ngoại thiên, nhưng vẫn nên nhanh dập tắt Bắc Minh lưu ly chân hỏa của tôi đi, nếu không có khả năng Mạc gia cậu sẽ bị hủy thành cho tàn đó. Người thanh niên mặc hồng bào lạnh lùng nói. Mạc Phàm có những năng lực này thì thế nào, còn có thể biến ra thứ gì để dập tắt Bắc Minh lưu ly chân hỏa của anh ta? Không dập tắt được, vậy đợi khóc đi. Còn nữa, bản thiếu là trúc thiên cực thiếu gia trúc gia ở Liệt Dương Tinh, nếu Mạc gia các cậu bị thiêu hủy. Hoan nghênh người Mạc gia cậu tới Trúc gia tôi báo thù. Trúc Thiên Cực cười mỉa nói. Trúc gia. Mạc Phàm nhíu mày, suy nghĩ một lát. Hẳn là cậu từng nghe nói tới Trúc gia tôi rồi đúng không? Trúc Thiên Cực thấy vẻ mặt Mạc Phàm thay đổi, trong mắt hiện lên chút đắc ý, nâng một chén trà lên hỏi. Tôi từng nghe nói tới hỏa thần Trúc Dung trong 12 vu tổ, anh không phải vu tộc, chắc là không liên quan tới Trúc gia anh đúng không? Mạc Phàm liếc mắt đánh giá Trúc Thiên Cực một cái, nghiêm túc hỏi. Trong số người họ Trúc, hắn chỉ biết nhất mạch của Trúc gia vu tộc. Tuy Trúc gia đều có tóc đỏ, nhưng không ai thích mặc hồng y. Hơn nữa trên người Trúc gia trời sinh đã có hỏa vu văn, tính cách rất dễ nổi nóng, hai câu không hợp sẽ ra tay, sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa như Trúc Thiên Cực, cho nên rất dễ phân biệt. Răng rắc, chén trà trong tay Trúc Thiên Cực vỡ nát, trà trong chén cũng chảy đầy đất. Lúc này anh ta ước gì tát mình hai cái. Anh ta đã bị vấn đề này làm tức đến thổ huyết,
vì sao còn nói tiếp đề tài này nữa, đây rõ ràng là tự tìm khổ để ăn. Trúc gia vu tộc, tuy không phải là môn phái siêu cấp như hỏa thần môn, nhưng là cao thủ số 1 số 2 trong tất cả trúc gia, có thể nói là tung hoành ở tu chân giới, nếu trúc gia bọn họ có liên quan tới trúc gia vu tộc, cũng không tới mức co đầu rút cổ ở nơi nhỏ bé chật hẹp như liệt dương tinh. Lúc này anh ta có loại cảm giác, anh ta không phải là tiên nhân từ tu chân giới tới, trái lại giống như tiểu bối vô danh ở tu chân giới, thân phận địa vị còn không bằng Mạc Phàm người ở trên địa cầu. Tiểu tử, cậu đủ rồi đó, rốt cuộc cậu có dập tắt Bắc Minh lưu ly chân hỏa của tôi hay không? Trúc Thiên Cực hơi phát điên nói. Thứ này sao? Trên mặt Mạc Phàm đều là lạnh nhạt, nhìn thoáng qua hỏa diễm đã bao trùm lương đình. Ý niệm của hắn vừa động. Đang định ra tay thì Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết đi theo đường núi tới. Anh xem ai tới này. Tiểu Vũ kéo tay Tiểu Tuyết nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong đôi mắt lạnh lùng xuất hiện nhu hòa. Mấy ngày nay hắn luôn bận rộn đủ chuyện, mỗi lần quay về Mạc gia đều vội vàng rời đi, từ khi hắn từ Hồng Kông về chưa từng gặp Tiểu Tuyết. Trái lại hắn muốn đi gặp Tiểu Tuyết, nhưng chuyện Viên Trọng Dương bị giết, hắn còn chưa nghĩ ra được nên giải thích với Tiểu Tuyết thế nào. Dù sao Viên Trọng Dương cũng là ông ngoại Tuyết Nhi là người phụ nữ hắn nhất định phải giải thích. Tuyết Nhi, sao em lại tới đây? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Em là con dâu chưa qua cửa của Mạc gia, anh không tới tìm em không thể tới tìm anh sao? Tuyết Nhi hơi nhếch miệng, nói với vẻ nghịch ngợm. Mạc Phàm cười khẽ, trong mắt hiện lên chút cảm xúc. Với hiểu biết của hắn về Tiểu Tuyết, xem ra Tiểu Tuyết không vì chuyện của Viên Trọng Dương mà giận hắn. Ít nhất là bây giờ không có. Hai đời này có thể gặp được một người phụ nữ hiền huệ lại hiểu chuyện như thế, đúng là phúc khí của hắn, cũng là phúc khí của Mạc gia. Anh, chị dâu vốn bận chuyện Bạch gia, em nói với chị dâu anh quay về, chị dâu lập tức tới đây, chị dâu đối xử tốt với anh như vậy, anh phải nắm thật chắc, đừng để chị ấy chạy mất. Tiểu Vũ ngẩng đầu, đưa tay Tiểu Tuyết cho Mạc Phàm. Phốc, có nghe thấy không, Mạc Phàm Mạc tiên sinh hoa hạ. Tiểu Tuyết không nhịn được bật cười, nói. Tuân mệnh. Mạc Phàm nắm chặt tay Tiểu Tuyết, nói. Đợi hắn giải quyết những chuyện vặt này, nhất định phải chuẩn bị hôn lễ thật lớn cho Tiểu Tuyết, sau đó luôn ở bên Tiểu Tuyết một thời gian. Trúc Thiên Cực ở bên cạnh vốn kìm nén một bụng đầy lửa giận lập tức như điên rồi. Mạc Phàm, rốt cuộc cậu có dập tắt hỏa diễm này không? Mạc Phàm vả mặt anh ta liên tục mấy lần, lại ân ái ở trước mặt anh ta. Hoàn toàn coi anh ta như không tồn tại, sao anh ta có thể nhịn được. Lúc này Mạc Phàm mới nhìn về phía đám Trúc Thiên Cực, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiểu Vũ em thử hỏa diễm này xem. Mạc Phàm nói với Tiểu Vũ. Để cô nhóc này thử, Mạc Phàm, cậu điên rồi à, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, để đứa bé nghịch lửa sẽ rất nguy. Trúc Thiên Cực vốn sửng sốt, sau đó cười âm dương quái khí nói. Mạc Phàm không tự mình dập lửa lại bảo một đứa bé làm, đúng là không biết sống chết. Anh ta còn chưa nói xong, chỉ thấy Tiểu Vũ phồng má dùng lực hút, Bắc Minh lưu ly hỏa trên lương đình đều được cô hút vào trong bụng. Hỏa diễm không còn lại chút nào, Tiểu Vũ vỗ bụng như người không có chuyện gì. Đám Trúc Thiên Cực lập tức sửng sốt, cả người ngây ra như phỗng. Chuyện này, không chỉ có Trúc Thiên Cực, đám đệ tử của tông môn ẩn thế cũng sửng sốt. Ánh mắt không ít người nhìn Tiểu Vũ đã thay đổi, khi Trúc Thiên Cực hàng lâm sơn ngoại sơn, từng có trưởng lão thần cảnh một tông môn không phục, muốn thử thực lực của Trúc Thiên Cực. Trúc Thiên Cực đã dùng Bắc Minh lưu ly hỏa này, đốt trưởng lão quỳ xuống cầu xin tha thứ kia, trưởng lão này dùng hết pháp thuật và pháp khí đều không thể dập tắt hỏa diễm này. Nếu không phải cuối cùng Trúc Thiên Cực thu hồi hỏa diễm này, tất nhiên trưởng lão kia sẽ biến thành xương khô. Hỏa diễm lợi hại như vậy ngay cả cao thủ thần cảnh đều không làm gì được, vậy mà tiểu nha đầu Mạc gia này lại há miệng nuốt hỏa diễm vào. Lão giả đeo kiếm cũng không ngờ sẽ có chuyện này, Bắc Minh lưu ly hỏa không tính là có cấp bậc cao ở tu chân giới, chỉ có thể xem là chân hỏa hạ cấp, nhưng dù sao cũng là chân hỏa hữu linh bất diệt. Trừ phi là thứ khắc chế hỏa diễm này, nếu không rất khó dập tắt nó. Cho dù là ông ta dính một chút hỏa diễm này, cũng chỉ có thể lập tức vứt linh khí ở phần đó, như vậy mới không có kết cục bị hỏa diễm cắn nuốt. Tuy nuốt hỏa diễm của người khác không phải là chuyện hiếm thấy, phàm là người trong cơ thể có hỏa diễm càng cao cấp hơn, đều có thể nuốt hỏa diễm cấp thấp. Theo ông ta biết không có quá 10 người trên địa cầu có thể khống chế chân hỏa,
không ai có thể luyện thành hỏa diễm càng cao cấp hơn Bắc Minh Lưu Ly Hỏa. Nhưng xem ra trên người nha đầu này có ít nhất một hỏa diễm cao cấp hơn Bắc Minh Lưu Ly Hỏa, nếu không đã không có khả năng không bị sao. Anh, hình như hỏa diễm này lợi hại hơn hỏa diễm em nuốt lúc trước một chút, vậy mà có thể ngăn cản phệ hỏa quyết của em. Tiểu Vũ sờ miệng nói. Ở độ tuổi và tâm tính này của Tiểu Vũ, lại được mọi người cưng chiều, bảo Tiểu Vũ thành thật luyện công gần như không thể, cho nên một tháng trước hắn lựa một bộ công pháp khá đơn giản thô bạo cho Tiểu Vũ, thôn thiên phệ hỏa quyết của thần tộc thượng cổ, lấy hồng liên nghiệp hỏa trong cơ thể làm cơ sở, không ngừng nuốt hỏa diễm khác sẽ tăng tu vi. Đây là lý do vì sao hắn không tự mình ra tay, trái lại để Tiểu Vũ hấp thu những hỏa diễm này. Lúc trước Tiểu Vũ nuốt lưỡng muội chân hỏa của hắn, phu hỏa của Vu Thần giáo và mấy loại hỏa diễm, quả thật những hỏa diễm này yếu hơn Bắc Minh Lưu Ly hỏa một chút, sau khi hấp thu có phản phệ là chuyện bình thường. Chỉ cần hấp thu hỏa diễm này, tu vi của Tiểu Vũ sẽ tăng mạnh. Đừng vùng vẫy nữa, nhà đầu chết tiệt kia, cô cho rằng hỏa diễm của bản thiếu dễ nuốt như vậy à, nuốt thế nào thì nhổ ra thế đó cho bản thiếu. Sắc mặt Trúc Thiên Cực khó coi như gan heo phơi mấy ngày, tức giận nói. Từ lúc 3 tuổi anh ta đã bắt đầu tu luyện, cuối cùng 18 tuổi cũng ngưng tụ ra Bắc Minh Lưu Ly Hỏa, Mạc Phàm không ra tay, lại để một nha đầu nuốt hỏa diễm này, chuyện này còn mất mặt hơn lúc trước. Chuyện này còn chưa tính, Bắc Minh Lưu Ly Hỏa của anh ta chỉ lợi hại hơn hỏa diễm bình thường một chút. Điều này làm anh ta không thể nhịn được nữa, sao Bắc Minh Lưu Ly Hỏa của anh ta có thể bị hỏa diễm này nuốt sạch được. Tay anh ta vừa động, một đốm lửa Bắc Minh Lưu Ly Hỏa xoay tròn trong lòng bàn tay anh ta. Bắc Minh Lưu Ly Hỏa này vừa xuất hiện, Tiểu Vũ lập tức nhíu chặt mày. Anh, em đau bụng, hỏa diễm kia sắp. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm, ấm ức nói. Không đợi Tiểu Vũ nói xong, Mạc Phàm nheo mắt lại, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh. Trong một tay hắn xuất hiện ấn ký liên hoa, ấn lên lưng Tiểu Vũ, ấn ký liên hoa này vừa sáng lên, lúc này lông mày Tiểu Vũ mới giãn ra. Trong tay còn lại của hắn xuất hiện hỏa diễm lam văn kim sắc, hóa thành một trường kiếm ngọn lửa. Trường kiếm dài ra, trực tiếp để lên cổ Trúc Thiên Cực. Anh dám động Bắc Minh Lưu Ly Hỏa của anh nữa thử xem. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thôn thiên phệ hỏa quyết của Tiểu Vũ còn thiếu chút nữa mới được, Bắc Minh Lưu Ly Hỏa xem như bị dập tắt, vậy mà tên này dám ra tay quấy rối, muốn chết à? Giọng nói giống như chui từ trong địa phủ cửu U ra. Xung quanh ngoại trừ Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết, vẻ mặt những người khác đều ngẩn ra. Nhất là Trúc Thiên Cực và lão giả đeo kiếm, sắc mặt càng âm trầm gần như có thể vặn ra nước. Trong lòng hai người còn khiếp sợ hơn Tiểu Vũ nuốt hỏa, mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Tam muội chân hỏa, còn không phải là tam muội chân hỏa bình thường. Trúc Thiên Cực trợn mắt há miệng nói. Chân hỏa chia làm cửu cấp, Bắc Minh Lưu Ly Hỏa là tam cấp, cao nhất không vượt qua tứ cấp. Tam muội chân hỏa là chân hỏa cửu cấp. Mạc Phàm có thể khống chế tam muội chân hỏa cửu cấp thì không nói, tam muội chân hỏa mà Mạc Phàm tạo ra cũng không phải là tam muội chân hỏa đơn thuần, uy lực còn mạnh hơn cả tam muội chân hỏa. Chuyện này, nếu vừa rồi Mạc Phàm dùng hỏa diễm này, Bắc Minh Lưu Ly Hỏa của anh ta không chỉ bị hấp thu dễ dàng, giết chết mọi người ở đây cũng rất dễ. Chỉ trong chớp mắt anh ta cảm thấy mặt mình nóng rát, có kích động muốn tìm cái lỗ chui xuống. Rất lâu sau, ý niệm của Trúc Thiên Cực vừa động, không cam lòng dập tắt chân hỏa trong tay. Cậu, sao một người địa cầu như cậu có được loại hỏa diễm này? Anh ta là tu tiên giả đến từ tu chân giới, cũng không luyện ra được tam muội chân hỏa, chỉ có thể nắm giữ Bắc Minh Lưu Ly Hỏa, người địa cầu này lại có được hỏa diễm như vậy, chuyện này khiến anh ta có cảm giác ngôi vị hoàng đế bị một tên ăn xin chiếm lấy. Bây giờ thua rồi chứ, anh giao Kỳ Lân Ngọc Kiệt rồi cút khỏi đây. Hay là để tôi giết anh đây? Mạc Phàm không đáp lạnh giọng hỏi ngược lại. Hắn là một người ở địa cầu, giỡn gì thế? Ở trong mắt Trúc Thiên Cực hắn là người địa cầu, ở trước mặt y tiên bất tử hắn, sao Trúc Thiên Cực không phải là một con kiến? Trúc Thiên Cực nắm chặt tay, nhưng lập tức buông lỏng ra. Ngón tay giữa của anh ta sáng lên, một hộp ngọc xuất hiện trong tay anh ta. Đây là Kỳ Lân Ngọc Kiệt mà cậu muốn, bản thiếu thua. Quả thật anh ta xem thường Mạc Phàm rồi, nhưng chuyện này chưa xong đâu, Mạc Phàm đối xử với anh ta như thế nào, anh ta sẽ trả lại gấp bội nhanh thôi. Chỉ có cái này sao, hết rồi à? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm, tôi đã đưa cho cậu Kỳ Lân Ngọc Kiệt rồi,
chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi Mạc gia cậu, không gây khó dễ cho cậu nữa, cậu đừng nghĩ tới Kỳ Lân huyết nô, tôi sẽ không đưa cho cậu. Trúc Thiên Cực nghiến răng nói. Kỳ Lân huyết nô không chỉ có thể luyện chế Kỳ Lân Ngọc Kiệt, còn là tử sĩ vô cùng trung thành. Chỉ cần anh ta nguyện ý, Kỳ Lân huyết nô sẽ không do dự tìm chết vì anh ta. Nô lệ như vậy cho dù tốn vạn khối linh thạch cũng không mua được, sao có thể vì một trò chơi mà đưa cho Mạc Phàm. Không đưa, thôi, để tôi tự lấy. Mạc Phàm nhíu mày, thản nhiên nói. Nếu hắn thua, chắc chắn Trúc Thiên Cực sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu Trúc Thiên Cực thua, những thứ hắn nên đạt được càng không thể thiếu. Vẻ mặt Trúc Thiên Cực sửng sốt, sau đó anh ta quát lão giả đeo kiếm. Huyết thúc, chú còn thất thần làm gì, định đợi tôi bị giết mới ra tay sao? Lão giả đeo kiếm nhíu mày, tiếng kiếm kêu vang lên, trường kiếm huyết sắc ở phía sau ông ta ra khỏi vỏ. Kiếm quang chớp lóe, ông ta biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã tới bên cạnh Tiểu Tuyết, trường kiếm huyết sắc đang để ngang trên cổ trắng nõn của cô. Mạc tiên sinh, vị tiểu thư này đắc tội rồi, mong cậu thả thiếu gia nhà tôi ra. Lông mày Trúc Thiên Cực nhướn cao, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vị mỹ nữ kia là vị hôn thê của cậu đúng không? Dáng vẻ rất xinh đẹp đó, nhưng mà không nên tới nơi này, chỉ là nếu đến đây rồi, ngại quá, thứ này cũng không thể cho cậu, chúng ta sẽ mang vị hôn thê của cậu rời đi. Trúc Thiên Cực cất cái hộp đi, cười nói. Lão già này không làm được nhiều chuyện tốt, nhưng có một số chuyện cũng không tệ. Nếu vị hôn thê của Mạc Phàm ở trong tay, không chỉ Kỳ Lân huyết nô không đưa cho Mạc Phàm, Kỳ Lân Ngọc Kiệt cũng không thể đưa. Người xấu, buông chị dâu tôi ra. Nếu không tôi đốt các người. Tiểu Vũ nắm chặt tay, hỏa diễm màu vàng phun về phía lão giả ở phía sau Tiểu Tuyết. Lão giả không dám khinh thường, tay còn lại dựng thẳng lên, miệng thốt ra mấy âm phù kỳ lạ, một màn hào quang có đường vân huyết sắc xuất hiện trước người ông ta, chắn hỏa diễm màu vàng ở bên ngoài. Mạc Tiểu Thư, cô không phải đối thủ của lão phu, tiên sinh, chuyện hôm nay hay là cứ vậy thôi, tôi thả vị Tiểu Thư này, cậu để chúng tôi rời đi. Tôi có thể cho cậu Kỳ Lân Ngọc Kiệt. Lão giả đeo kiếm nói. Huyết thúc, chú nói gì đó, chú không nghe hiểu ý của tôi sao, nơi này đến lượt chú quyết định à? Trúc Thiên Cực nghe thấy lời huyết nô nói, nhíu mày quát. Anh ta đã nói không cho Mạc Phàm, còn mang vị hôn thê của Mạc Phàm, một tên nô lệ cũng dám tự chủ trương. Chuyện này, lão giả đeo kiếm nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khó xử. Mạc gia không chỉ có Mạc Phàm. Thực lực của Tiểu Vũ đều vượt xa suy nghĩ của ông ta, nếu không phải tu vi của cô thấp hơn ông ta nhiều, chỉ riêng hỏa diễm của Tiểu Vũ đều khiến ông ta gặp phiền phức. Nơi này lại là địa bàn của Mạc gia, nếu có thể rời đi vẫn nên rời đi trước thì hơn. Nếu không có khả năng muốn chạy cũng không chạy được. Hửm, Trúc Thiên Cực lạnh lùng liếc lão giả đeo kiếm một cái. Dạ, thiếu gia. Lão giả đeo kiếm do dự một lát, thì không nói gì thêm. Mạc Phàm. Cậu lập tức lấy hỏa kiếm này ra, sau đó để chúng tôi mang bạn gái cậu rời đi, hay là cậu cho tôi một kiếm, huyết thúc cũng cho bạn gái cậu một kiếm, xem hai chúng tôi người nào chết trước. Trúc Thiên Cực cười nói. Tuy hỏa diễm của Mạc Phàm lợi hại, nhưng anh ta không phải là quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp, nếu thật sự muốn ra tay, chết trước chỉ có thể là bạn gái Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không thèm nhìn kiếm của lão giả đeo kiếm để trên cổ Tiểu Tuyết. Ngoại trừ các anh có thể rời đi ra, anh còn muốn gì nữa? Mạc Phàm thản nhiên hỏi. Trúc Thiên Cực nhướn mày, trước mắt lập tức sáng lên. Vừa rồi bị Mạc Phàm làm thành như vậy, cho nên anh ta hơi mơ màng, nếu không phải Mạc Phàm nhắc nhở, có khả năng anh ta cứ ngốc như vậy. Anh ta bị Mạc Phàm vả mặt liên tục như thế, cứ thế rời đi sao được? Giao hỏa diễm của cậu cho tôi có thể khiến bạn gái cậu ăn ít khổ cực. Trúc Thiên Cực cười nói. Loại chân hỏa cửu cấp trở lên này sao có thể do người địa cầu nắm giữ, muốn nắm giữ cũng phải là người như anh ta. Còn nữa không? Trên mặt Mạc Phàm vẫn không có chút gợn sóng, lạnh nhạt hỏi. Nếu cậu đồng ý phế bỏ tu vi của mình theo chúng tôi tới Sơn Ngoại Sơn, tôi có thể thả bạn gái cậu, thế nào? Trúc Thiên Cực nói tiếp. Nếu có thể phế Mạc Phàm, cho dù Mạc Phàm lợi hại mấy cũng không thể tạo nên gợn sóng gì. Chuyện này sẽ được giải quyết hoàn toàn. Những chuyện này đều có thể. Mạc Phàm khẽ nhúc nhích môi, nói. Vậy cậu còn thất thần làm gì, không nhanh ra tay đi.
Trúc Thiên Cực khẽ nâng mí mắt, trầm giọng hỏi. Những chuyện này đều có thể, nhưng anh cảm thấy anh có mạng tới lấy sao? Mạc Phàm nheo mắt lại, cao giọng quát. Âm thanh như lòng giống mới vang lên, một cơn kình phong như gió bão cuồng liệt lao từ người Mạc Phàm ra xung quanh. Bùm một tiếng, màn hào quang huyết văn xung quanh lão giả đeo kiếm nứt ra. Sắc mặt lão giả thay đổi, huyết kiếm trên tay vừa định để sát vào cổ Tiểu Tuyết, ấn ký kỳ lân huyết sắc ở chỗ mi tâm ông ta đột nhiên sáng lên, cái tay cầm kiếm của ông ta vỡ ra như biến thành hạt cát huyết sắc, huyết kiếm rơi lên trên đất. Sắc mặt lão giả đeo kiếm thay đổi, tay còn lại muốn nắm thanh huyết kiếm kia. Ông ta liền cảm thấy trước người phát lạnh, khí tức sắc bén như đao trực tiếp nhào về phía ông ta, giọng nói lạnh như băng vang lên theo. Tôi nói rồi, giết ông ngay cả tu vi trúc cơ cũng làm được, ông không cần một tay này nữa sao? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Người của kỳ lân huyết ra dám bắt Tiểu Tuyết, đúng là không biết sống chết. Đừng nói là chém nứt hai tay lão giả này, cho dù chia người ông ta ra làm mấy mảnh, cũng chỉ là một ý niệm trong đầu hắn. Vẻ mặt lão giả đeo kiếm ngây ngốc, tay còn chưa đụng vào huyết kiếm, thì không dám động nửa phần. Ông ta có cảm giác chỉ cần ông ta cử động tiếp, cái tay này sẽ giống như cái tay bên kia. Mạc Phàm thấy lão giả đeo kiếm không ra tay nữa, vươn tay về phía Tiểu Tuyết. Không bị dọa sợ chứ? Mạc Phàm dịu dàng hỏi. Em nhát gan như vậy sao? Tiểu Tuyết hờn dẫn liếc Mạc Phàm một cái, một tay nắm lấy tay Mạc Phàm, một tay nắm tay Tiểu Vũ, đứng bên cạnh Mạc Phàm. Vẻ mặt Trúc Thiên Cực ở phía đối diện ngẩn ra, trong chớp mắt sắc mặt anh ta khó coi, không còn đắc ý như vừa rồi. Huyết Thúc, chú làm gì vậy? Chú muốn rời khỏi Trúc gia chúng tôi, trở thành nô lệ của một người địa cầu sao? Trúc Thiên Cực lạnh giọng nói. Lão già này là cao thủ thần cảnh hậu kỳ, trong cơ thể lại có huyết mạch kỳ lân, cơ thể có thể so được với yêu thú, sao có thể bị Mạc Phàm quát một câu, cánh tay ông ta cứ vỡ như thế được. Thiếu gia, tôi. Vẻ mặt lão giả đeo kiếm lúng túng. Ông ta cũng không biết vì sao vừa rồi lại như vậy, giống như cánh tay ông ta không phải bị Mạc Phàm chặt đứt, mà tự mình tách ra. Bây giờ anh còn gì muốn nói? Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm, muốn ra tay thì cứ việc ra tay đi, giết tôi, Mạc gia các cậu cũng khó mà thoát được một kiếp. Trúc Thiên Cực cũng không sợ, lạnh lùng nói. Nếu Mạc Phàm là đệ tử của Đại Tông Môn ở tu chân giới, anh ta sẽ không do dự quỳ xuống cầu xin Mạc Phàm tha thứ. Nhưng Mạc Phàm chỉ là người địa cầu, anh ta muốn xem Mạc Phàm có lá gan này, dám giết anh ta không. Tai vạ khó mà tránh khỏi. Mạc Phàm lắc đầu, trên mặt đều là khinh thường. Anh muốn hỏa diễm này đúng không? Mạc Phàm thu hồi hỏa diễm trong tay, hỏi. Thế nào, bây giờ cậu muốn giao hỏa diễm này cho tôi sao? Trúc Thiên Cực nhớn mày hỏi. Há miệng. Mạc Phàm khẽ quát một câu. Trúc Thiên Cực há miệng giống như chúng ma pháp, không ngừng phát ra âm thanh kỳ lạ. Tôi không giết anh, nhưng tôi sẽ cho anh hỏa diễm này, có bản lĩnh tự mình giải hỏa diễm này đi, không có bản lĩnh, chậm rãi bị lửa đốt đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Có Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ ở đây, hắn không muốn giết người. Nhưng sẽ không tha cho Trúc Thiên Cực, không phải Trúc Thiên Cực rất thích nghịch lửa sao, vậy hắn sẽ để anh ta nếm thử tư vị của hỏa diễm mỗi ngày, cũng để anh ta nhìn những thế lực ngoại quốc, huyết ma còn có tông môn ẩn thế bị hắn thu thập sạch sẽ thế nào. Hắn đẩy tay về phía trước, hỏa kiếm như xà chui vào trong miệng Trúc Thiên Cực, biến mất trong cổ họng anh ta, lúc này miệng Trúc Thiên Cực mới khép lại. Mạc Phàm, cậu! Một tay Trúc Thiên Cực ôm cổ, đỏ mặt tức giận nói. Vậy mà Mạc Phàm gieo hỏa diễm trong cơ thể anh ta, đúng là buồn cười. Mạc Phàm không thèm để tới Trúc Thiên Cực, rời mắt nhìn lão giả đeo kiếm. Ông chuẩn bị đưa kỳ lân ngọc kiệt cho tôi, hay là để tôi tự tới lấy? Lão giả đeo kiếm liếc nhìn Trúc Thiên Cực, trên mặt lộ vẻ do dự. Thôi, để tôi tự tới lấy vậy, ngọc tới. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, nhẹ giọng quát. Ấn ký kỳ lân ở trên trán lão giả đeo kiếm lại sáng lên, cơ thể lão giả lập tức cứng đờ, tay còn lại của ông ta không nghe theo khống chế chui vào trong ngực ông ta, một cái túi như ý được ông ta lấy ra. Mạc Phàm vươn một tay ra, cái túi như ý này bay vào trong tay hắn. Hắn mở túi như ý này ra, từng khối ngọc như do hồng bảo thạch tạo ra xuất hiện ở bên trong, mỗi một viên to bằng đồng xu, có tổng cộng mười mấy viên, bên trên tràn đầy huyết khí và sinh cơ, đúng là kỳ lân ngọc kiệt.
Bây giờ các anh có thể đi. Mạc Phàm cất Kỳ Lân Ngọc Kiệt, hạ lệnh đuổi khách. Mạc Phàm, xem như cậu lợi hại. Trúc Thiên Cực nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, ước gì có thể xé nát Mạc Phàm. Anh ta đường đường là thần sứ ở dưới hạ giới, vừa đến địa cầu chưa tới một tuần, vậy mà bị một tiểu tử địa cầu gieo hỏa diễm trong người, nếu anh ta có thể nuốt trôi cục tức này, anh ta không phải là Trúc Thiên Cực. Thế nào, anh không muốn đi à? Tôi sẽ đi, nhưng mà cậu cũng cất kỹ thứ này đi, ngón tay Trúc Thiên Cực sáng lên, một ngọc bài xuất hiện trong tay anh ta ném đi, ném về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm vung tay lên, ngọc bài này trôi nổi trong không trung, xoay tròn. Ngọc bài này có thể nắm bằng một tay, toàn thân màu đỏ rực. Một mặt khác một ác long dương nanh múa vuốt và một thanh trường kiếm xuyên qua đầu ác long này, định ở trên đuôi, máu tươi bắn ra bốn phía. Một mặt khác có khắc hai chữ triện cổ, bất hưu. Nhìn thấy ấn ký này, ngoại trừ Mạc Phàm và Tiểu Vũ ra, vẻ mặt những người khác thay đổi. Nhất là Tiểu Tuyết, trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ lo lắng. Cô từng đọc một số thông tin liên quan tới tông môn ẩn thế trong sách cổ của Bạch Gia, trước đây Bạch Gia bọn họ cũng là một thành viên trong tông môn ẩn thế, chỉ vì càng ngày càng đi xuống, lúc này mới lựa chọn xuất thế. Trong những sách cổ liên quan tới tông môn ẩn thế, từng nhắc tới một lệnh bài đặc biệt. Tứ hải bát hoang, thiên hạ cửu châu, thử mệnh bất tử, thử lệnh bất hưu, bất tử bất hưu, bất hưu lệnh. Lệnh bài này vừa đưa ra, trừ phi đạt được mục đích. Nếu không sẽ là không chết không ngừng. Lần trước tông môn ẩn thế đưa ra lệnh bài này là ở thời chiến tranh, một số tu sĩ phương Tây làm sằng làm bậy ở Hoa Hạ, chọc giận tông môn ẩn thế. Tông môn ẩn thế phát ra bất hưu lệnh, chu sát tất cả tu sĩ phương Tây ở bên trong Hoa Hạ. Đuổi giết những tu sĩ phương Tây này từ Hoa Hạ tới bờ Tây Hải, mãi đến khi những lão gia hỏa ngủ say ra mặt mới kết thúc. Hiện giờ tông môn ẩn thế lại hạ bất hưu lệnh với Mạc gia. Đây là muốn đoạn tuyệt với Mạc gia hoàn toàn. Lệnh bài này tên là Bất Hưu Lệnh, là chu sát lệnh cao nhất của tông môn ẩn thế, bắt đầu từ ngày hôm sau khi cậu tiếp lệnh bài này, tông môn ẩn thế sẽ không chết không ngừng với Mạc gia. Nếu tôi đoán không nhầm, lệnh bài này cũng khiến hội ngũ lão trên địa cầu các cậu đứng về phía chúng tôi, tự giải quyết cho tốt đi, chúng ta đi. Trúc Thiên Cực nghiến răng lạnh lùng nói. Anh ta vốn không định dùng Bất Hưu Lệnh. Nếu Mạc Phàm ra tay ngoan độc với anh ta như vậy, không để lại cho anh ta chút mặt mũi nào, vậy thì đừng trách anh ta. Anh ta không chỉ muốn Mạc Phàm chết không có chỗ chôn, còn muốn Mạc gia biến mất khỏi địa cầu. Bây giờ không chỉ khắp thế giới muốn giết Mạc Phàm, qua hôm nay, Hoa Hạ cũng không có người bảo hộ Mạc Phàm, xem Mạc Phàm còn không chết hay không. Anh ta cười lạnh lùng, chừng Mạc Phàm một cái, xoay người mang theo những người khác rời đi. Ở chỗ cũ. Tiểu Tuyết nhìn Bất Hưu Lệnh trôi nổi trong không trung, do dự một lúc vẫn mở miệng nói. Tiểu Phàm, anh có dự định gì không? Mỗi đại thế lực ở ngoại quốc, tông môn ẩn thế, hội ngũ lão, còn có huyết ma vừa ra tay với Mạc gia, bốn thế lực này bất luận là thế lực nào đều như một ngọn núi to, nếu không có kế hoạch, cho dù là Mạc Phàm cũng rất có khả năng bị những ngọn núi to này chèn ép. Dù sao thế lực tứ phương, bất luận là thế lực nào đều không giống với trước đây. Thần Điện, Hắc Ám Giáo Đình, Thanh Bang, Phu Thần Giáo, Thứ Thần và những thế lực khác so với bốn thế lực này, quả thực như kiến càng và đại thụ. Chị dâu, lệnh bài này rất đáng sợ sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Lệnh bài này không chỉ đáng sợ, còn khiến Mạc gia biến thành cô độc, như vậy người khác sẽ dễ phá hủy hơn nhiều. Tiểu Tuyết nhíu mày, giải thích. Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật đầu, sau đó kéo tay Mạc Phàm, đôi mắt ngập nước nhìn về phía hắn. Anh, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, một tay vươn về phía Bất Hưu Lệnh kia. Quả thật một mình rất khó chống, nhưng chỉ cần một đốm lửa có thể thành một đám cháy, huống chi Mạc gia chúng ta không phải chỉ là một đốm lửa, anh sẽ tiếp nhận Bất Hưu Lệnh này. Tay Mạc Phàm hơi cử động, Bất Hưu Lệnh như sao băng bay vào trong tay hắn. Bùm một tiếng, trong chớp mắt Bất Hưu Lệnh hóa thành cho tàn, hỏa diễm lam văn kim sắc bốc cháy trên tay hắn. Một vùng tinh quang xuất hiện trong mắt hắn. Một đời này đã khác với trước, nhưng thực ra cũng không khác nhiều lắm, chỉ là Lâm gia và Lâm Khuynh Thiên kiếp trước biến thành một đám người khác, đó là Thần Điện, Hắc Ám Giáo Đình, Huyết Ma, Tông Môn Ẩn Thế. Nếu hắn không thể đánh bại những thế lực này, kết quả không chỉ giống như kiếp trước, có khả năng còn bi thảm hơn cả kiếp trước.
Kiếp trước hắn đã nếm đủ sinh ly tử biệt, cũng nếm đủ tuyệt vọng và không cam lòng. Bây giờ cho dù là thế lực nào chắn trước Mạc gia, hỏa diễm này của hắn sẽ diệt đối phương thành cho tàn, ai cũng đừng nghĩ để hắn dẫm lên vết xe đổ kiếp trước. Thế lực nước ngoài, huyết ma, tông môn ẩn thế và hội ngũ lão hợp lực lại, cũng tuyệt đối không được. Tiểu Phàm, anh đây là muốn. Tiểu Tuyết nhíu mày, lo lắng nói. Từ trước đến nay chuyện Mạc gia đều do Mạc Phàm xử lý, xem ra Mạc Phàm cũng muốn xử lý chuyện lần này một mình rồi. Yên tâm đi, đợi anh xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ kết hôn, anh sẽ giải quyết hết toàn bộ những thế lực này. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Đợi xử lý những người này xong, cũng đến lúc kết hôn với Tiểu Tuyết rồi. Vẻ mặt Tiểu Tuyết khẽ đổi, tuy lo lắng ở trên mặt không giảm đi, nhưng ba chữ vẫn truyền từ miệng cô ra. Em đợi anh. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm hôn lên trán Tiểu Tuyết một cái, nói. Ừm. Tiểu Tuyết gật đầu. Ba người đi xuống núi, bọn họ vẫn chưa đi xa, bóng dáng Trận Linh nhoáng lên một cái xuất hiện trước mặt bọn họ. Chủ nhân, Moria quay về rồi. Trận Linh cúi người nói. Nghe thấy câu này, trong mắt Mạc Phàm lóe lên lạnh lẽo. Tôi đã biết, anh lui ra đi. Dạ, chủ nhân. Trận Linh lập tức biến mất không thấy. Anh cứ bận việc của mình trước đi, em và Tiểu Vũ đi gặp cha mẹ, anh cẩn thận một chút. Tiểu Tuyết cười nhạt, kéo Tiểu Vũ rời đi. Mạc Phàm lắc đầu nhìn Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ, cười chua xót, thân thể nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ. Bên trong mật thất Mạc gia, không có nhiều người biết mật thất này lắm, chỉ có hắn, đám Trận Linh và Moria từng tiến vào. Lúc này trong mật thất ngoại trừ Mạc Phàm và Moria ra, còn có Bàn Tử và Hoàng Giao Giao. Chẳng qua Bàn Tử nằm trên một chiếc giường đá, toàn thân được quấn như xác ướp, chỉ có cơ thể là nhìn ra được đó là Bàn Tử. Toàn bộ băng vải màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ, trong không khí tràn ngập mùi thuốc đông y và mùi máu tươi. Tiểu Phàm, anh nhất định phải cứu Bàn Tử, người kia bảo Bàn Tử đối phó anh, khi cánh tay anh ấy bị kéo ra trước khi hôn mê cũng không chịu đồng ý. Hoàng Giao Giao khóc lóc như mít ướt, nói. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén ở trong mắt hắn lại dày đặc hơn một chút. Yên tâm đi, Bàn Tử sẽ không sao đâu, tôi sẽ xé người kia thành mảnh nhỏ. Mạc Phàm lạnh lùng nói, sát khí nồng đậm tỏa ra bốn phía từ người hắn. Tuy trên người Bàn Tử quấn vải, vết thương cũng được xử lý sơ qua, nhưng những thứ này không thể tránh thoát khỏi mắt hắn. Thực lực người ra tay với Bàn Tử mạnh hơn Bàn Tử rất nhiều, hoàn toàn có thể nói là hành hạ tới chết. Bàn Tử ngoại trừ hai tay bị hủy ra, hai chân bị đụng nát nhiều lần, xương cốt ở những nơi khác cũng cơ bản đều bị nội kình của người kia chấn vỡ. May mà công pháp Bàn Tử tu luyện là trước nội hậu ngoại, nếu không Bàn Tử không có biện pháp sống tới đây. Người này dám đối xử với huynh đệ của hắn như vậy, sao hắn có thể tha thứ dễ dàng? Hắn lấy cái túi như ý lấy được từ người lão giả đeo kiếm ra, dùng 5 viên kỳ lân ngọc kiệt. Ý niệm của hắn vừa động, trận pháp ba hình tròn kim sắc, thanh sắc, hồng sắc xuất hiện theo thứ tự ở trên không, dưới người và trên mặt đất chỗ Bàn Tử. Tay hắn dùng lực, 5 kỳ lân ngọc kiệt đều bị nghiền nát, 5 kỳ lân huyết sắc bay từ trong ra sông về phía Bàn Tử. Những kỳ lân này vừa biến mất vào trong cơ thể Bàn Tử, âm thanh đùng đùng vang lên trong cơ thể Bàn Tử ra, Bàn Tử vốn đang nằm yên lập tức cử động. Cùng lúc đó, trận pháp ba hình tròn xung quanh Bàn Tử đều sáng lên, quang mang ba màu hóa thành từng sợi mảnh như sợi tóc, biến mất vào trong cơ thể Bàn Tử. Mắt Mạc Phàm vừa khép lại, quang mang ba màu lóe lên bên trong. Ba sợi nhỏ ba màu này như điên rồi chui vào trong cơ thể Bàn Tử. Hai tay Mạc Phàm vũ động, 10 ngón tay gảy, khều, đẩy, cầm theo quy luật trong không trung, giống như đang gảy đàn. Theo những động tác này của hắn, ba sợi tơ kia như máy in 3D nhanh chóng đan vào thành đồ án hình một người trong cơ thể Bàn Tử, kim tuyến làm lưới thần kinh, thanh tuyến làm gân mạch, tơ hồng tạo thành khung xương, huyết quản, bắp thịt. Dệt thành một người hoàn chỉnh trong cơ thể Bàn Tử rất nhanh, bất luận là hình dạng lớn nhỏ đều giống Bàn Tử như đúc, không khác chút nào. Kỳ lân, Mạc Phàm khẽ quát. Lúc này nếu có nhãn lực sẽ nhìn thấy trong cơ thể Bàn Tử, cho dù là thân thể Bàn Tử, hay là toàn bộ cánh tay bị kéo đều biến thành vô số kỳ lân nhỏ. Những kỳ lân này chạy tới đồ án dựa theo Mạc Phàm dùng sợi tơ vẽ ra, nên ở nơi nào thì ở nơi đó, nên có dáng vẻ gì thì là dáng vẻ đó. Chỉ trong phút chốc chỗ Bàn Tử bị đánh nát khôi phục lại như thường,
cánh tay cũng hoàn hảo không tổn hao gì ở nơi nó cần xuất hiện, hai chữ truyền từ miệng hắn ra. Kết ngọc. Hai chữ này vừa vang lên, vô số kỳ lân nhỏ biến mất, khôi phục thành huyết nhục, khung xương, nội tạng khí quan ban đầu của bàn tử. Trận pháp ba màu kia cũng biến mất vào trong cơ thể bàn tử, biến mất không thấy. Ba màu trong mắt Mạc Phàm thu lại, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phàm, như vậy là được sao? Hoàng Giao Giao thấy Mạc Phàm dừng tay, hơi sửng sốt hỏi. Đã không có gì đáng ngại, một tiếng sau sẽ tỉnh lại. Năm ngón tay Mạc Phàm mở ra, toàn bộ băng vải trên người bàn tử nứt vụn. Bàn tử bị thương rất nghiêm trọng, nhưng nội tạng và đầu không tổn thương nặng lắm, cơ thể trải qua hắn trùng tố, sau khi tỉnh lại sẽ không như khi bị thương, không cần những băng vải này nữa rồi. À, Hoàng Giao Giao gật đầu, cũng không nghi ngờ. Những người khác không biết Mạc Phàm là ai, nhưng cô biết, Mạc Phàm là Mạc Đại Sư danh chấn thế giới, ung thư ở trước mặt Mạc Phàm đều chỉ là chuyện mấy châm. Mạc Phàm nói bản tử không sao, chắc chắn bản tử tốt rồi. Giao Giao, cô nhìn thấy người ra tay với bản tử không? Mạc Phàm hỏi, thực lực người này mạnh hơn bản tử rất nhiều, hành hạ bản tử đến gần chết, cuối cùng hoàn toàn có cơ hội giết bản tử nhưng không ra tay, tuyệt đối chỉ muốn hả giận. Hắn có cảm giác người này không đơn giản chỉ là trả thù hắn giải trừ huyết độc cho Kiêu Long mà ra tay. Toàn thân người kia đều bao phủ trong huyết phụ, tôi không thể thấy rõ người đó, nhưng tôi thấy giọng anh ta rất quen, hình như từng nghe thấy ở đâu rồi. Hoàng Giao Giao nghĩ một lát, nói. Sau khi cô được bàn tử đẩy ra, cô muốn nhìn gương mặt của người kia nhưng không thành công. Giọng nói rất quen thuộc sao? Mạc Phàm nhíu mày. Có biện pháp tra được người kia không? Hoàng Giao Giao lo lắng hỏi. Trừ phi anh ta không thương tổn đến bản tử, nếu không anh ta chạy tới thiên thượng địa hạ tôi đều tìm anh ta ra. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên sắc bén, nói. Người này dùng huyết quang che khuất gương mặt, chắc chắn là người hắn quen. Nhưng thật sự cho rằng huyết quang có thể che khuất thân phận anh ta à, nghĩ quá đơn giản rồi đó. Chủ nhân, đây là thứ Âu Dương tiểu thư đưa cho cậu. Moria tiến lên phía trước. Đưa cho Mạc Phàm một cái hộp. Mạc Phàm mở cái hộp này ra, bên trong là một mảnh da tóc. Đây là mảnh da bàn tử kéo từ trên người người kia xuống. Hoàng Giao Giao giải thích. Để tôi xem anh ta là ai. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Hắn vươn một tay ra, bùm một tiếng, hỏa diễm huyết sắc xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Cánh tay hắn vũ động, khắc họa trên không trung. Chỉ vài nét đơn giản. Một trận pháp hình tròn do than lửa tạo thành, theo phong cách cổ xưa, tang thương xuất hiện trước mặt hắn. Tay còn lại của hắn vung lên, tóc và da trong hộp lập tức bay về phía trận pháp. Tóc và da gặp hỏa diễm trên trận pháp lập tức bốc cháy, khói đen nồng đậm tỏa từ trong da. Nhưng mà khói đen không tản ra, trái lại hình thành một vùng màn khói quanh trận pháp, bao trọn trận pháp ở trong. Đúng lúc này, trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, bốn chữ truyền từ miệng hắn ra. Vọng nhãn vạn thiên. Bốn chữ này vừa vang lên, màn khói tựa như có con mắt đang mở, một đám ảnh bên trong màn khói như xuyên thời không nhanh chóng chớp lóe, rất nhanh liền đến tận cùng, một gương mặt hơi hung dữ xuất hiện bên trong màn khói. Sắc mặt Mạc Phàm và Hoàng Giao Giao cùng thay đổi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong đôi mắt hắn lóe lên giận dữ, sau đó khôi phục như thường. Là anh ta, vậy thì chẳng trách. Người trong màn khói không phải ai khác. Đúng là Trương Siêu bạn trai kiếp trước của chị họ. Khi ở Đông Hải, hắn phế hai chân Trương Siêu, Trương gia cũng vì mua la bàn kia mà nhà tan cửa nát, bởi vì từ đó về sau Trương Siêu không dây dưa với chị họ nữa, Trương gia cũng không có năng lực trả thù Mạc gia, nên hắn không đuổi tận giết tuyệt. Cho dù sau đó hắn nghe A Hào nói Trương Siêu mất tích, cũng không để ở trong lòng. Không ngờ người đánh bàn tử thành như vậy mà không giết, thực ra là Trương Siêu. So với lúc trước, Trương Siêu hiện giờ nhìn hơn 20 tuổi, thành thục hơn rất nhiều, dâm tà và hung ác trong mắt cũng nhiều hơn trước. Nếu lúc trước Trương Siêu là tiểu ngạ lang, Trương Siêu hiện giờ như mãnh thú viễn cổ nhốt rất lâu mới được thả ra. Nếu là anh ta, vậy chị họ mất tích có thể lý giải rồi. Mạc gia có nhiều người như vậy, nhưng cứ chọn chị họ để ra tay, chỉ có Trương Siêu mà thôi. Không phải anh ta mất tích rồi sao? Hoàng Giao Giao ngạc nhiên hỏi. Mất tích, nhưng không phải chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cho dù là người chết cũng có khả năng sống lại,
mất tích thì tính là gì? Ở tu chân giới có không ít ví dụ như vậy, một người chết nhiều năm khi xuất hiện, thực lực mạnh hơn trước vô số lần. Chúng ta làm sao bây giờ, hiện giờ thực lực của Trương Siêu rất lợi hại. Hoàng Giao Giao hỏi .sau khi bàn tử đạt được công pháp Mạc Phàm đưa, bình thường có thời gian đều tu luyện, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã tới Thiên Tiên Tông Sư. Bàn tử không biểu lộ thực lực ở trước mặt người khác, nhưng từng biến thành một người khác tới Thiếu Lâm Võ Đang, những người ở trong núi nhiều năm đều không phải đối thủ của anh ta. Nhưng hoàn toàn không đủ nhìn dưới tay Trương Siêu, giống như một con thú con gặp mãnh thú trưởng thành. Tôi sẽ tìm được anh ta, khiến anh ta vĩnh viễn không còn trên đời này. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đã cho Trương Siêu cơ hội, Trương Siêu còn dám ra tay với Mạc gia, ra tay với chị họ, vậy Trương Siêu đừng sống nữa. Mấy ngày này cô ở Mạc gia với bàn tử đi, đợi tôi quay về hãy rời đi. Mạc Phàm nói với Hoàng Giao Giao. Nguyệt Hạ Chi Dực, Pháp Thần Horus, Hải Thần và gia tộc Wiki sẽ theo tứ phương tới, chỉ sợ huyết ma đã xâm nhập không ít người vào Hoa Hạ, tông môn ẩn thế cũng hạ bất hưu lệnh, dựa theo những lời Âu Dương Nhược Tuyết nói lúc trước, chắc chắn hội ngũ lão không bảo vệ được Mạc gia mấy ngày. Nhưng chỉ cần hắn còn ở đây một ngày, hội ngũ lão sẽ không để trang viên Mạc gia bại lộ dưới vệ tinh của thế lực ngoại quốc. Dựa vào lực lượng khác, không ai có thể xông vào Mạc gia, hắn hoàn toàn có thể chuyên tâm đối phó những người đó. Đối với bàn tử và Hoàng Giao Giao mà nói, nơi an toàn nhất trên địa cầu là Mạc gia. Được. Hoàng Giao Giao gật đầu. Cần gì thì phân phó Trận Linh, anh ta sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của hai người, đợi bàn tử tỉnh lại, hai người ra khỏi mật thất này, sau đó nói câu xin lỗi với cậu ấy giúp tôi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua bàn tử nói. Một đời này tuy hắn cứu bàn tử trở về, không giống kiếp trước chỉ có thể nhìn cơ thể bàn tử dần trở nên lạnh lẽo, cuối cùng hóa thành tro tàn trong hỏa diễm, nhưng vết thương của bàn tử nặng hơn kiếp trước, đây cũng là chuyện hắn không thể chịu được. Không cần, nếu không có anh, có khả năng tôi và bàn tử không thể ở bên nhau, bây giờ kiêu ngạo lớn nhất của anh ấy là có người bạn như anh. Trên mặt Hoàng Giao Giao lộ ra rất nhiều cảm xúc, nói. Có cậu ấy làm bạn là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Trong mắt Mạc Phàm lộ ra chân thành, nói. Tuy một đời này hắn tiếp xúc càng ngày càng ít với bàn tử, nhưng sức nặng của bàn tử ở trong lòng hắn không giảm, còn tăng hơn. Tôi sẽ nói những lời này cho bàn tử, chắc là anh ấy sẽ hưng phấn mấy ngày không ngủ mất, Hoàng Giao Giao cười khanh khách nói. Cô cũng nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi an bài một số chuyện, sau đó đi gặp Trương Siêu một lần. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh nói. Được. Hoàng Giao Giao gật đầu. Mạc Phàm lại an bài Trận Linh vài câu, lúc này mới mang Moria và hỏa trận tràn ngập màn khói rời đi. Trong sảnh chính Mạc gia, vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc ngồi ở vị trí trung tâm. Chu Hiệt, Tần Kiệt, Chu Trường Hoàng, A Hào, Vong Linh Titan, Băng Ma, Liệt Hỏa, Bạch Tử Hàn tới gặp tôi. Mạc Phàm nói liên tiếp mấy cái tên, quát. Giọng nói không cao, nhưng truyền vào trong tai những người này ở mỗi góc Mạc gia. Những người này có người đang tu luyện, có người đang bận việc, bọn họ nghe thấy giọng nói này thì vẻ mặt thay đổi, bóng dáng nhoáng lên một cái nhanh chóng đến sảnh chính Mạc gia. Chỉ trong phút chốc tất cả đã tới đông đủ. Áp lực cường đại bao phủ bên trong sảnh chính. Bái kiến Mạc tiên sinh. Đám người này cùng nói. Mạc Phàm nhìn thoáng qua những người này, trong mắt lóe lên vui mừng. Những người này vốn không có thực lực mạnh, đây là nhóm hắn truyền công đầu tiên. Vong Linh Titan, Ác Linh Vương và Băng Ma vì thể chất đặc biệt, cộng thêm tu luyện pháp môn của hắn đã tới thần cảnh. Đám Chu Hiệt thì thiếu chút nữa, nhưng đã tới Tiên Thiên Tông Sư Hậu Kỳ, nửa bước thần cảnh. Cho dù không phải thần cảnh, cũng có thể phát huy ra thực lực thần cảnh. Ở nơi có linh khí cằn cỗi như địa cầu có thể tăng thực lực nhanh như vậy, đã không tệ rồi. Hắn vươn một tay ra, lấy tám nhỏ một to cái ngọc bàn ra. Hắn ném ra. Ngọc bàn bay tới trước mặt 9 người, cái nhỏ bay tới trước người đám Chu Hiệt, cái to thì bay tới trước người Bạch Tử Hàn. 8 người đến bát phương Hoa Hạ, phóng ngọc bàn này ở đó, đây là phương pháp sử dụng. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, 8 đạo quang bay về phía mi tâm 8 người, trong chớp mắt đã nhập vào trong mi tâm 8 người. Một số hình ảnh và chú ngữ xuất hiện trong đầu bọn họ. Sư phụ, đây là... Chu Hiệt cảm thấy khó hiểu hỏi. Mang tới bát phương. Thứ này sẽ dẫn tới một đám người,
nếu bọn họ truyền tống thông qua ngọc bàn này, mọi người quay về theo bọn họ, nếu không mọi người cưỡi ngọc bàn này tiến lên thiên lý, gặp được người xâm lấn Hoa Hạ, diệt, không để lại một ai. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút lạnh lẽo, nói. Nếu hắn có thể tăng lên một cảnh giới, có thể trực tiếp phân ra mấy mình hoành lập bát phương, cản toàn bộ những thế lực ngoại quốc này. Hiện giờ hắn vẫn chưa làm được bước đó, nhưng cũng không có vấn đề gì. Không phải những thế lực này muốn tiến vào Hoa Hạ từ mỗi phía sau, có thể. Nhưng nếu những người này không chơi theo quy tắc của hắn, vậy thì để 8 người này hoành sát bát phương. 9 ngọc bàn này là do hắn luyện chế lúc trước, chính vì chuẩn bị cho ngày hôm nay. Người tiến vào có thể truyền tống đến tổng bàn, ra có thể tiến lên thiên lý. Thứ này thì sao? Bạch Tử Hàn nhíu mày hỏi. Cái của cô sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Bạch Tử Hàn một cái. Đi để trên đỉnh Hoa Sơn, đợi người luận kiếm. Mạc Phàm nheo mắt lại, nói rất nghiêm túc. Luận kiếm ở Hoa Sơn. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Mạc Phàm. Bọn họ hiểu ý của Mạc Phàm muốn tụ tập kẻ địch ở bát phương trên đỉnh Hoa Sơn, sau đó diệt hết bọn họ. Chuyện này nghe có vẻ rất dọa người, nhưng mà... Mạc Phàm, có phải nên suy nghĩ thêm chuyện này hay không, ví dụ như dẫn dụ từng người tới Hoa Sơn, giết người này xong thì cho người khác vào. Bạch Tử Hàn hỏi. Mạc Phàm dẫn toàn bộ vào Hoa Sơn, có khả năng không phải Mạc Phàm đại sát bát phương, mà là Mạc Phàm bị bát phương tru diệt. Không cần thiết, tôi muốn tụ tập tất cả bọn họ lại, giết chết toàn bộ. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên sát ý, nói. Cho dù cậu có thể giết chết bọn họ, nhưng nếu bọn họ không chịu đến Hoa Sơn thì sao, dựa vào 8 bọn họ, có thể hoành sát bát phương sao? Bạch Tử Hàn nhíu mày, hỏi tiếp. Cô tiếp xúc với Mạc Phàm lâu như vậy, chuyện Mạc Phàm đã quyết định, khuyên Mạc Phàm cũng vô dụng. Nhưng Mạc Phàm không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho đám Chu Hiệt chứ. Trái lại cô không có gì nguy hiểm, nhưng đám Chu Hiệt thì không đơn giản như vậy. Chuyện này thì tôi tự có tính toán, thứ này cũng cho mọi người. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, một đám viên châu cỡ ngón cái bay từ trong cơ thể hắn ra. Những viên châu này có tổng cộng 9 viên, có 3 loại màu, bên trên khắc đường vân khác nhau. Nhưng lực lượng cường đại tới mức khiến người ta hít thở không thông lộ ra trong 9 viên châu này. Phong linh Titan, ác linh vương, băng ma đều quỳ một gối xuống, giống như rất kính sợ viên châu này. Đây là... Lông mày Bạch Tử Hàn nhướn lên hỏi. Lực lượng thần cảnh của tôi, mọi người cảm nhận một phen đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lần này đều là cường giả chân chính tới, như vậy ở nhà không có cường giả. Tích lũy ngàn năm khiến sau lưng những thế lực này lắng đọng như trường thành Hoa Hạ, củng cố như núi. Không nói đến thực lực của đám Chu Hiệt kém hơn một chút, cho dù là đám vong linh Titan muốn hoành thôi nhất phương cũng không dễ dàng, không cẩn thận bọn họ không giết được một người, trái lại còn bị đối phương giết chết. 8 người này có người là nô bộc của hắn, có người là gia đình của Mạc gia, còn có đồ đệ của Y Tiên Bất Tử hắn nữa, sao hắn có thể để bọn họ lấy thân mạo hiểm? Nhưng có lực lượng của hắn thì khác. 9 viên châu này có 3 tinh nguyên, 3 khí nguyên, 3 thần nguyên của hắn, thông qua mật pháp làm giá y trong cơ thể bọn họ, đám Bạch Tử Hàn có thể sử dụng được trước lực lượng mà chỉ hắn mới có thể sử dụng. Lực lượng của hắn cộng thêm công pháp cấp cao của mấy người, cho dù không đủ hoành thôi nhất phương, cũng có thể đảm bảo bọn họ không bị bất luận kẻ nào giết chết. Hơn nữa sử dụng lực lượng của hắn không chỉ không ảnh hưởng đến tu luyện của bọn họ, trái lại có ưu đãi không nhỏ khi bọn họ tiến vào thần cảnh. Hắn vung tay lên, 9 viên châu trực tiếp biến mất vào trong vị trí khác nhau trên cơ thể 9 người. Một viên khí nguyên tiến vào trong cơ thể Chu Hiệt, một viên thần nguyên tiến vào mi tâm Tần Kiệt. Một đám ấn ký khác nhau xuất hiện trên người bọn họ, xung quanh ấn ký này vươn ra một số sợi nhỏ như rễ cây lan tràn khắp nơi toàn thân 9 người. Chỉ trong phút chốc sợi nhỏ có ở khắp toàn thân bọn họ, quang mang nhàn nhạt xuất hiện trên 9 người, 9 người không khống chế được bay lên, từng khí tức vô cùng cường đại khác nhau tỏa từ người 9 người ra. Nếu lúc trước 9 người là nhiên, vậy bây giờ là thiên. Kinh ngạc, mừng rỡ như điên, nghi ngờ xuất hiện trên người bọn họ, Bạch Tử Hàn và Chu Hiệt luôn là người có vẻ bình tĩnh, lúc này nhìn lực lượng trong tay cũng không nhịn được kích động. Lực lượng cường đại này mạnh tới cỡ nào? Giọng nói như tiếng sấm truyền từ miệng vong linh Titan ra. Anh ta tu luyện dựa theo phương pháp Mạc Phàm cho,
không chỉ tu luyện ra một số linh khí, còn đến thần cảnh, nhưng lực lượng của anh ta so với lực lượng này của Mạc Phàm, đúng là kém rất xa. Một lát sau, lúc này 9 người mới thu lực lượng trên người vào trong cơ thể. Sư phụ, chúng con đều ra ngoài, vậy Mạc gia làm sao bây giờ? Tần Kiệt hỏi. Tần Kiệt vừa mới nói xong, một giọng nói truyền từ cửa đến. Mạc gia có tôi rồi, mọi người cứ yên tâm ra ngoài đi. Những người khác nhìn về phía người vừa nói, chỉ thấy một Mạc Phàm khác mặc bộ đồ trắng đi tới. Phía sau hắn trôi nổi nắm viên cầu màu sắc khác nhau, viên cầu này to hơn thần nguyên của Mạc Phàm nhiều, mỗi viên đều mang theo lực lượng khác biệt. Theo hắn đi tới, xung quanh lập tức yên lặng lại, làm cho người ta có cảm giác chỉ có mình hắn có thể đi lại. Nhìn thấy người này, vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Bọn họ đạt được thần nguyên của Mạc Phàm, lực lượng trong cơ thể đã xem như mạnh không thể tưởng tượng nổi, người này vừa tới, lực lượng toàn thân bọn họ không dám động, hoàn toàn bị lực lượng của người này áp trụ. Tôi không đi ra trễ chứ? Mạc Phàm áo trắng cười nhạt nói. Vẫn không tính là quá muộn. Mạc Phàm nhìn phân thân của mình, trong mắt hiện lên chút hớn hở nói. Phân thân này do ngũ hành linh thạch tạo thành, sau khi hắn quay về từ Nhật Quốc, liền bảo phân thân này đi hấp thu linh thạch sinh ra trong bí cảnh kia, không hấp thu xong thì không được đi ra. Xem ra bí cảnh kia đã không còn tồn tại, bây giờ phân thân này còn mạnh hơn hắn nghĩ nhiều. Mạc gia giao cho tôi đi, tôi sẽ không để một kẻ địch nào tiến vào trong Mạc gia. Phân thân Mạc Phàm cười nhạt, vô cùng tự tin nói. Mạc Phàm gật đầu. Thực lực của phân thân yếu hơn hắn một chút, nhưng không yếu hơn quá nhiều, đủ để đối phó với đám cá lọt lưới. Phân thân tìm vị trí không có ai, đứng ở đó. Đợi chúng ta rời khỏi Mạc gia, tôi sẽ đóng trận pháp, đồng thời dùng Sơn Hải Khư che Mạc gia lại. Chúng ta rời Giang Nam cũng sẽ được Thiên Hỏa Đại Trận che lại. Chỉ có ra mà không vào, nếu có người mở ra được hai tầng phong ấn, tôi sẽ lập tức truyền tống tới. Người ở trong Mạc gia, mọi người cứ yên tâm đi. Mạc Phàm giải thích. Chủ nhân, tôi thì sao? Moria ở bên cạnh Mạc Phàm hỏi. Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ, chỉ riêng cô là không có. Cô sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Moria một cái, ngón tay khẽ búng, một đạo quang biến mất vào trong cơ thể Moria. Cơ thể Moria lập tức biến thành trong suốt, nếu không nhìn kỹ gần như không cảm nhận được sự tồn tại của Moria. Cô theo tôi đi đối phó huyết ma. Mạc Phàm lạnh lùng nói. So với những thế lực ở nước ngoài, nguy hiểm nhất là đám huyết ma, trêu chọc hắn sâu nhất là huyết ma, đã có tung tích của huyết ma, hắn sẽ diệt huyết ma trước. Mọi người lên đường đi, chú ý an toàn. Mạc Phàm an bài. Đám Chu Hiệt hơi cúi người với Mạc Phàm, thân thể nhoáng lên một cái rời khỏi sảnh chính, bọn họ thu dọn chút đồ, cả đám rời khỏi Mạc gia. Đám Chu Hiệt rời đi hết, phân thân ra hiệu bằng mắt với Mạc Phàm, cười nhạt một tiếng tự động rời đi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua nơi ở của cha mẹ và Tiểu Vũ, trong mắt dấy lên hỏa diễm, hắn cũng đứng dậy khỏi ghế. Một bước đi ra, toàn bộ trận pháp trong trang viên Mạc gia sáng lên. Bước thứ hai, Sơn Hải Khư nhanh chóng to hơn, bao trọn Mạc gia ở bên trong. Bước thứ ba, Thiên Hỏa Lam Văn Kim sắc đầy trời như vì sao xuất hiện, hỏa diễm trướng to, hỏa diễm chi khí nồng đậm che kín bầu trời. Bước thứ tư, hỏa trận tràn ngập khói trước đó hóa thành một cánh cửa, Mạc Phàm và Moria đi vào bên trong. Giang Nam đóng lại, đại chiến nổi lên. Sau khi Mạc Phàm tiến vào cánh cửa đó, ở phía tây Hoa Hạ, giữa núi rừng có ít dấu chân người qua lại. Một ngọn núi giống như một yêu thú há to cái miệng rộng, trong miệng là một sơn động tối đen sâu không thấy đáy, theo gió núi thổi qua, bên trong khi thì truyền ra tiếng kêu giống như quỷ khóc, khiến người ta không rét mà run. Ở phía trước sơn động là một tiểu hồ có nước như máu, hồ nước không ngừng chảy vào trong sơn động, đứng từ xa nhìn giống như là yêu thú đang uống máu. Nơi này cách khu dân cư không xa, nhưng vì huyết hồ và sơn động mà có ít người tới đây. Phàm là người tiến sâu vào trong núi rừng này đều mất tích cả, khi xuất hiện sẽ được phát hiện ở trong huyết hồ, toàn thân không ngừng rỉ máu, giống như bị người ta tháo nước huyết dịch. Lúc này ở phía trước huyết hồ, tay chân Lý Thi Vũ bị huyết tuyến cột lấy để ở bên cạnh tiểu hồ. Cách đó không xa, một nam một nữ dẫm xuống hồ nước huyết sắc, muốn đi vào trong sơn động. Người đàn ông này mặc tây trang màu trắng giá trị xa xỉ, trên sống mũi là chiếc kính huyết sắc, cằm anh ta hơi nâng cao, dáng vẻ như không ai có thể bì nổi,
người này đúng là Trương Siêu. Người phụ nữ thì có mái tóc quăn, phía trên chỉ mặc một cái áo ngực màu đỏ, lộ rốn và một mảng da, phía dưới là một chiếc váy ngắn màu đỏ, chỉ có thể che khuất cái mông cong một cách khó khăn, trên eo có quấn một chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt tuyệt mỹ, khóe miệng hơi nhếch lên, dáng người xinh đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy huyết dịch sôi trào. Vị mỹ nữ này nắm tay Trương Siêu, đi cùng Trương Siêu vào bên trong. Nếu Mạc Phàm có ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra vị mỹ nữ này. Vị mỹ nữ này là thanh mai trúc mã của Trương Siêu, Tống Uyển Nhi. Trương Siêu, Tống Uyển Nhi, hai người bắt tôi tới đây là muốn làm gì? Không đợi hai người đi tới sơn động, Lý Thi Vũ nhíu mày quát. Cô vốn định về Đông Hải một chuyến với Moria, ai biết cô mới ra khỏi Giang Nam, Moria ở bên cạnh liền biến thành Tống Uyển Nhi. Cô thông qua bia luyện công tu luyện lâu như vậy cũng có thực lực trúc cơ, nhưng cô phát hiện mình không phải là đối thủ của Tống Uyển Nhi, phản kháng chưa được một lúc đã bị Tống Uyển Nhi bắt. Càng khiến cô giật mình chính là không lâu sau, Trương Siêu cũng xuất hiện, sau đó hai người này mang cô tới đây. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi dừng bước, Tống Uyển Nhi nghiêng đầu tháo kính xuống, con người huyết sắc liếc mắt nhìn Lý Thi Vũ một cái, vẻ đăm chiêu xuất hiện trong mắt cô ta. Cô giúp chúng tôi tiến vào Mạc gia, giúp chúng tôi giết hơn nửa người Mạc gia, tôi và Trương Siêu chuẩn bị đi vào ăn mừng một phen, cô có hứng thú không, chúng ta có thể chơi ba. Tống Uyển Nhi hơi nhếch miệng cười nói. Cái gì? Mắt Lý Thi Vũ mở to, vẻ mặt sửng sốt. Thế nào, không hiểu sao? Nể mặt chúng ta từng là bạn học, tôi nói cho cô nghe nhé, Trương Siêu biến thành dáng vẻ của cô tiến vào Mạc gia, sau đó huyễn hóa thành dáng vẻ Mạc Phàm giết không ít người Mạc gia, bây giờ hiểu rồi chứ? Tống Uyển Nhi cười mỉa nói. Không có khả năng, không có khả năng. Lý Thi Vũ lắc đầu, không tin nói. Cô ra vào Mạc gia không ai dám tra hỏi, Mạc Phàm là chủ nhân của Mạc gia, không ai dám làm trái. Nếu thật sự như lời Tống Uyển Nhi nói, vậy cô thật sự thành tội nhân. Tin hay không tùy cô, dù sao hôm nay cảm ơn cô, kế hoạch của chúng tôi thành công rồi, không biết bây giờ em họ cô có biểu cảm gì nhỉ, tôi đoán rất có khả năng sẽ cho cô một đao, nếu không phải vì cô sao Mạc gia có thể chết hơn nửa. Vẻ mặt Tống Uyển Nhi không quan tâm lắm, cười nói. Giải thích nhiều với cô ta như vậy làm gì, chúng ta đi chơi thôi. Trương Siêu nâng cầm Tống Uyển Nhi lên, cười quỷ dị nói. Thế nào, em nói chuyện vài câu với bạn gái cũ của anh ghen à, sư huynh. Một tay Tống Uyển Nhi đặt lên ngực Trương Siêu, hỏi. Ghen với cô ta, bây giờ cô ta là cái thá gì? Trương Siêu không thèm nhìn Lý Thi Vũ, nói với vẻ khinh thường. Trước đây anh ta nhìn chúng Lý Thi Vũ là vì lão cha cô, nên mới ở bên Lý Thi Vũ. Hiện giờ anh ta tu luyện huyết thần công, đã ngưng tụ thành huyết thần chi thể, dạng phụ nữ nào mà không chiếm được. Cho dù là minh tinh quốc tế, thậm chí là vương phi công chúa vương thất, chỉ cần anh ta nguyện ý, đều có thể khiến những người này như con chó cái ở trên giường anh ta. Chơi đùa người như vương phi, còn để ý những người bình thường ở thế tục sao? Người bình thường chỉ là con mồi đối với anh ta mà thôi. Anh đã không ghen, vậy chúng ta chơi cùng nhau đi, em nhớ rõ anh còn chưa có được cơ thể cô ta, nếu em đoán không nhầm, thì Vũ vẫn còn là xử nữ. Tống Uyển Nhi liếc mắt nhìn Lý Thi Vũ một cái nói. Em sẽ có hứng thú với con mồi sao, sư muội? Trương Siêu không động tâm nói. Giống như con người không có hứng thú với súc sinh, bây giờ anh ta ít động tâm với người phụ nữ bình thường. Trừ phi là người phụ nữ thường xuyên xuất hiện trong tivi hay người của vương thất, thế gia siêu cấp, nhà giàu có. Vậy cũng đúng, chúng ta vào thôi, sư huynh. Tống Uyển Nhi cười quyến rũ, làm nũng nói. Đợi một chút, hai người gạt tôi, hai người không thương tổn được người Mạc gia chúng tôi. Lý Thi Vũ thấy hai người sắp đi, bỗng nhiên nói. Vì sao lại nói như vậy? Tống Uyển Nhi nhướng mày, nói với vẻ đầy hứng thú. Nếu hai người thật sự giết không ít người Mạc gia, hẳn là sẽ không giết một phần, để lại một phần, ngoài ra nếu hai người thật sự giết không ít người Mạc gia, đã không cần thiết phải mang tôi tới đây, Lý Thi Vũ nói. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi mang cô tới đây phần lớn là muốn uy hiếp Mạc Phàm, nhưng người Mạc gia càng dễ uy hiếp Mạc Phàm hơn cô, hai người chỉ đưa cô tới phần lớn là vì Trương Siêu biến thành cô tiến vào Mạc gia cũng không thành công. Cô ở bên Trương Siêu lâu như vậy. Trương Siêu cao hứng hay mất hứng cô biết rõ, chắc chắn bây giờ Trương Siêu không vui.
cho nên cô kết luận Trương Siêu thất bại rồi. Lý Thi Vũ, cô vẫn khiến người ta chán ghét như trước, không sai, chúng tôi không thành công, nhưng đợi chúng tôi giết Mạc Phàm, trước đó có thành công hay không đều không quan trọng. Trương Siêu nhíu mày nói, giết Tiểu Phàm, chỉ dựa vào hai người sao? Lý Thi Vũ ngồi dậy, lạnh lùng nói, tuy cô không phải đối thủ của Tống Uyển Nhi, cũng không biết Trương Siêu và Tống Uyển Nhi bái sư phụ ở đâu, nhưng cô biết thực lực hiện giờ của Mạc Phàm. Đương kim thế giới, đến nay còn chưa xuất hiện người và nơi có thể giữ Mạc Phàm lại, Trương Siêu và Tống Uyển Nhi lấy gì để đối phó Mạc Phàm? Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Cô cảm thấy vì sao chúng tôi lại mang cô tới đây, chỉ cần Mạc Phàm có thể tìm được nơi này, vậy anh ta ở lại đây đi. Tống Uyển Nhi cười tự tin nói. Cô ta mới nói xong, bỗng nhiên sắc mặt Trương Siêu thay đổi, thân thể anh ta nhoáng lên một cái đến bên cạnh Lý Thi Vũ, bắt lấy Lý Thi Vũ đẩy ngã vào trong huyết hồ đến bên cạnh Tống Uyển Nhi. Cũng đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Hai người đúng là tự tin, tôi đến rồi đây. Mạc Phàm. Tống Uyển Nhi hơi híp mắt, trong mắt xuất hiện oán khí. Nếu bây giờ có người cô ta muốn giết, vậy tuyệt đối là Mạc Phàm. Ý niệm của cô ta vừa động, hai thanh huyết đao xuất hiện trong tay cô ta. Cô ta mới làm xong những chuyện này, một trận pháp hỏa diễm cỡ một người xuất hiện, trong trận pháp, một đại môn do xương khói làm thành xuất hiện. Bên trong đại môn, Mạc Phàm lạnh nhạt đi ra. Tiểu Phàm, Lý Thi Vũ nhìn thấy Mạc Phàm thì kêu lên. Hắn nhìn Lý Thi Vũ ở trong tay Trương Siêu, trong chớp mắt sắc bén trong mắt lại thịnh hơn vài phần. Đúng là chuyện tốt khó có được, người xấu thành đôi. Ở đây không chỉ có Trương Siêu, Tống Uyển Nhi cũng có mặt. Tiểu Phàm, đã lâu không gặp, không đúng, bây giờ nên gọi cậu là Mạc Tiên Sinh. Trương Siêu hơi nhếch miệng nói. Thả chị họ tôi ra, nói cho tôi biết sư phụ hai người là ai, bảo người đó tới gặp tôi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Trương Siêu và Tống Uyển Nhi, ra lệnh. Trên người hai người có mùi máu tanh nồng đậm, thực lực cũng không tệ, đã tương đương với bán thần cảnh, nhưng hai người không phải là căn nguyên của huyết độc. Nếu muốn diệt huyết độc, phải bắt đầu từ căn nguyên, nếu không sẽ như rau hẹ càng cắt sẽ mọc càng nhanh. Ôi, Mạc Tiên Sinh vẫn giống như xưa, thiếu chút nữa đã bị Mạc Tiên Sinh dọa sợ rồi, bảo chúng tôi thả chị họ anh, còn bảo sư phụ chúng tôi gặp anh nữa. Vậy nếu sư phụ chúng tôi không đến thì sao, có phải không cần thả chị họ anh nữa không? Tống Uyển Nhi cười trêu tức nói. Sư phụ hai người không được, những thứ mà hai người nuôi cũng đều xuất hiện cả đi, hai người cảm thấy mấy thứ này có tác dụng với tôi sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nhíu mày, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Huyết ấn trên tay bọn họ sáng lên, từng đôi mắt huyết sắc xuất hiện trong không khí. Rất nhanh một con cao 7-8 thước, cơ thể lớn lên giống kỳ lân, trên người tràn đầy lân phiến huyết sắc, phía trên con này còn có rất nhiều mãnh thú xuất hiện ở xung quanh. Có khoảng chừng mấy trăm con, tất cả đều vây quanh Mạc Phàm, trong đôi mắt như đèn lồng tràn đầy hung quang, cái mồm to như bồn máu trên gương mặt há ra, không ngừng gào rú với Mạc Phàm. Trong đó có mấy con cách Mạc Phàm rất gần, bay thẳng tới chỗ Mạc Phàm đánh móc gáy. Mạc Phàm không thèm nhìn mấy trăm mãnh thú này. Một tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí như roi vung tới chỗ mấy mãnh thú này, nhanh như thiểm điện. Bốp một tiếng, không đợi mãnh thú tới trước người Mạc Phàm đã bị roi quất trúng, những mãnh thú này đều nổ tung, huyết hoa rơi đầy đất. Huyết thú như vậy, xem ra hai người xâm nhiễm không ít người. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lẽo nói. Huyết độc xâm nhiễm người, linh hồn sẽ biến thành huyết thần, trở thành nô lệ của bọn họ. Huyết thần không chỉ ngũ hành khó diệt. Còn làm bẩn trận pháp và pháp bảo, rất khó đối phó, còn thiên biến vạn hóa, thật giả khó phân biệt. Huyết thần tử thoát ra, sẽ thai nghén những huyết thú này, cũng có thể nói những huyết thú này lớn bao nhiêu, sẽ có bấy nhiêu người bị Trương Siêu và Tống Uyển Nhi xâm nhiễm. Nhiều huyết thú như vậy, nhiều đến mức vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng chỉ hơi tính toán một chút hắn thoải mái hơn, nhìn tu vi của hai người cũng có thể nhìn ra bọn họ xâm nhiễm bao nhiêu người. Tu luyện huyết thần công, xâm nhiễm càng nhiều người tu vi sẽ càng tăng nhanh. Nếu tiếp tục lây nhiễm cho những người khác, tu vi của bọn họ cũng sẽ tăng lên. Như vậy sẽ hình thành một cái lưới lớn, càng tới gần căn nguyên thực lực sẽ càng mạnh. Hai người từ người bình thường đến bán thần cảnh, nếu phía dưới không có trăm vạn người bình thường hoặc mấy vạn tu sĩ,
bọn họ không thể được như bây giờ. Thế nào, chỉ đồng ý cho cậu đạt được cơ duyên, chúng tôi thì không có vận khí tốt à, nhưng phải thật sự cảm ơn cậu, không có cậu, có khả năng mấy đời chúng tôi vẫn không có biện pháp như hiện giờ, đều có thể thượng thiên nhập địa. Trong mắt Trương Siêu lóe sáng huyết quang, hỏi. Các người không đụng vào tuy không thể thượng thiên nhập địa, thì còn có mấy đời, nhưng hiện giờ hai người không có kiếp sau nữa đâu. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vậy sao, vậy nhìn xem hôm nay cậu chết ở đây, hay là chúng tôi không có kiếp sau? Trương Siêu cười hung ác nham hiểm. Anh ta không nhiều lời với Mạc Phàm, một tay vươn ra, một huyết kiếm dài nhỏ xuất hiện trong tay anh ta, trên thân kiếm sáng lên hào quang. Huyết thú bị Mạc Phàm chém vỡ lập tức sống lại, biến thành một số huyết thú nhỏ xông về phía Mạc Phàm. Những huyết thú khác tạo ra huyết ảnh, toàn bộ đều xông về phía Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt cả bầu trời đều có bóng dáng của huyết thú, tiếng thú giống vang trời. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những huyết thú này một cái, trên mặt không có chút biểu cảm. Thân thể hắn chấn động, tam muội chân hỏa xuất hiện trên người hắn, giống như một quả bom hạng nặng bùng nổ ra, hỏa diễm như sóng biển cao trăm mét lan tràn ra xung quanh. Những huyết thú đến bên cạnh Mạc Phàm, vừa mới tiếp xúc vào sóng lửa liền biến thành tro tàn, giống như là giấy. Mạc Phàm cũng không ngừng từ đấy, một bạo âm truyền từ miệng hắn ra. Trá! Âm phù này vừa vang lên, chín chữ trá triển cổ vĩ đại theo sóng âm lan ra xung quanh. Phàm là huyết thú đụng tới chín âm phù này, đụng tới chỗ nào thì trực tiếp biến mất. Chín âm phù đến chỗ nào, liền biến thành huyết thú trống rỗng một vùng, sau đó bị tam muội chân hỏa của Mạc Phàm thiêu thành tro tàn. Chỉ trong chớp mắt huyết thú ít đi mấy chục con, trong mắt những con huyết thú khác hiện lên vẻ sợ hãi, nhìn về phía Mạc Phàm. Sắc mặt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi khó coi, đây là lần đầu tiên bọn họ chính mắt nhìn thấy Mạc Phàm ra tay, không ngờ Mạc Phàm đáng sợ hơn bọn họ nghĩ nhiều. Tuy những huyết thú này không tính là gì đối với bọn họ, chỉ là một số nô lệ không có trí tuệ mà thôi, nhưng bị Mạc Phàm giết nhiều như vậy, bọn họ vẫn thấy đau lòng, hơn nữa bọn họ truyền bá huyết độc một phần là thông qua những huyết thú này. Mạc Phàm, cậu dám đánh trả, tôi sẽ giết chết chị họ cậu. Một tay Trương Siêu nắm lấy đầu Lý Thi Vũ, để trường kiếm huyết sắc ngang cổ cô, lạnh lùng nói. Tiểu Phàm, đừng để ý tới chị, em giết hai người này đi. Lý Thi Vũ kêu lên. Tiện nhân cô muốn chết à, vậy tôi chém một tay cô trả cậu ta trước. Ánh mắt Trương Siêu hung ác, không do dự nâng huyết kiếm trong tay lên, lập tức chém về phía tay Lý Thi Vũ. Anh không làm được gì đâu. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, nói. Ý niệm của hắn vừa động, 18 hắc cầu trên người lập tức xuất hiện, trong chớp mắt gió, đất cát ở xung quanh dừng lại. Không chỉ như vậy, Trương Siêu nâng huyết kiếm lên cũng dừng lại theo, hai người vẫn duy trì tư thế và biểu cảm lúc trước. Tử! Mạc Phàm lạnh giọng quát. Một chữ tử vang lên, cơ thể Trương Siêu và Tống Uyển Nhi không có chút phản kháng, trực tiếp nứt vụn, hóa thành từng phiến huyết châu trôi nổi trong không trung. Một tay Mạc Phàm vươn ra. Lý Thi Vũ bay về phía hắn. Một tay hắn ôm lấy chị họ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh khôi phục lại như thường, thân hình Trương Siêu và Tống Uyển Nhi dâng từ trong huyết hồ lên. Hai người không chỉ không có chút lo lắng, trái lại còn cười nham hiểm. Mạc Phàm, cậu có biết vì sao thực lực của chúng tôi không bằng cậu, nhưng dám dụ cậu tới đây không? Trương Siêu hỏi, khí tức quỷ dị dập dờn ra xung quanh. Hửm! Mạc Phàm nhíu mày. Đừng nhìn nữa, tôi nói cho anh biết, nơi này là một hiến tế trận, anh giết nhiều tế phẩm như vậy, bây giờ anh còn có thể cử động được sao? Tống Uyển Nhi cười đắc ý nói. Mạc Phàm kỷ chiến thành danh, tuy tốc độ tu luyện của bọn họ không thể sánh bằng Mạc Phàm, nhưng không tự đại tới mức dựa vào một đám huyết thú có thể đủ liều mạng với Mạc Phàm. Nhưng đối phó với người như Mạc Phàm, không cần thiết phải dùng thực lực của mình. Nơi này là nơi chôn xương cùng kỳ mãnh thú thời thượng cổ, sau đó thành nơi tế tự của huyết phu tộc. Dâng sinh mệnh huyết thú, sẽ đạt được lực cùng kỳ vô cùng cường đại. Một khi huyết phu tộc gặp được kẻ địch cường đại, sẽ dụ kẻ địch tới nơi này, dựa vào lực lượng này tiêu diệt kẻ địch. Bọn họ đưa Lý Thi Vũ tới đây, chính là vì chuyện này. Tống Uyển Nhi vừa mới nói xong, hai luồng hỏa ở mắt sơn hình thú phía sau huyết hồ bỗng nhiên cháy lên. Dưới chân Mạc Phàm, một đồ án cùng kỳ huyết sắc xuất hiện, từng sợi xúc tua huyết sắc vươn từ trong đồ án ra, quấn lấy tay chân Mạc Phàm.
Cùng lúc đó, trong một mắt núi hình thú, hồng quang bắn ra trong ánh lửa kia, chiếu thẳng lên người Mạc Phàm. Phá! Mạc Phàm nhíu mày, tay hắn chấn động muốn thoát khỏi những xúc tua này. Nhưng mà được hồng quang này chiếu lên, trong chớp mắt sức lực trên tay hắn biến mất. Vẻ mặt Mạc Phàm thay đổi, trong mắt xuất hiện chút dị sắc. Đây là... Có phải rất bất ngờ hay không, đường đường là Mạc tiên sinh ngay cả mấy xúc tua cũng không tránh thoát được, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người ta cười đến mức rụng răng. Tống Uyển Nhi nói với vẻ trêu tức. Hơi bất ngờ trong mắt Mạc Phàm chỉ rằng co một lát, liền biến mất toàn bộ. Khi hắn tới nơi này đã cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng không ngờ ở đây có cùng kỳ chi hồn. Cùng kỳ là một trong những ma thú, có thể khống chế lực sợ hãi, khiến đối phương rơi vào trong sợ hãi không có một chút lực phản kháng, cho dù là cao thủ nguyên anh kỳ, cũng khó mà ngăn cản được lực lượng khủng bố của cùng kỳ. Nhưng loại ma thú này không có nhiều ở tu chân giới, vậy mà từng xuất hiện trên địa cầu. Hai người cảm thấy thứ này có thể giam tôi bao lâu? Mạc Phàm thản nhiên nói. Chỉ là lực khủng bố của cùng kỳ chi hồn mà thôi, yếu hơn cùng kỳ chân chính rất nhiều. Giam được hắn một lúc, sao có thể giam được hắn cả đời? Giam được một lúc là đủ rồi. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi không nói nhiều, cơ thể vừa động, huyết hồ tạo ra sóng nước cao hơn 10 thước hai bên bọn họ. Không đợi sóng nước hạ xuống, bọn họ đã tới bên cạnh Mạc Phàm. Huyết kiếm và huyết đao trong tay bọn họ không do dự đâm vào huyệt thái dương và mi tâm Mạc Phàm. Thấy hai người sắp đâm vào người Mạc Phàm, hai vòng xoáy xuất hiện trong không gian trước người Mạc Phàm, huyết kiếm huyết đao của hai người đâm vào trong vòng xoáy không chỉ không đâm tới Mạc Phàm, trái lại là Trương Siêu đâm về phía Tống Uyển Nhi, Tống Uyển Nhi đâm về phía Trương Siêu. Không chỉ như vậy, khi hai vòng xoáy này xuất hiện, hai thanh đoản đao của Moria vươn ra, đâm về phía tim hai người. Hai người này vốn nhíu mày, sau đó cười quỷ dị. Bọn họ không thèm để ý tới Mạc Phàm nữa, binh khí trong tay đỡ đoản đao của Moria, dưới chân vừa động, thân thể lùi về phía sau. Trong vòng xoáy, hai tay Moria cầm đoản đao, lắc vòng eo động lòng người đi ra. Quả nhiên anh còn mang theo người khác tới đây, thế nào, đường đường là Mạc đại sư mà không tự tin như vậy à, sợ một mình không mang được chị họ, nên mang theo một người tới giúp đỡ. Tống Uyển Nhi âm dương quái khí nói. Mạc Phàm nhíu mày, hắn mang Moria tới chẳng qua là mượn lực không gian của Moria tới nơi này thông qua trận pháp. Nhưng Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nghĩ thế nào thì cứ là thế đó đi. Moria, rời đi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua thú sơn kia, vội vàng nói. Moria hơi nhíu mày, không đợi cô phản ứng kịp, ấn kỳ cùng kỳ cũng xuất hiện dưới đất, trong một con mắt khác của thú sơn bắn một đạo quang ra. Chiếu lên trên cơ thể cô. Moria giống như Mạc Phàm, bị xúc tua không tính là thô to quấn chặt lấy, không thể nhúc nhích. Vẻ mặt Mạc Phàm hơi đổi, trong mắt lóe lên sắc lạnh. Sau đó thế nào? Sau đó à, cô còn chưa ra tay sao, tiện nhân. Bỗng nhiên huyết quang trong mắt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi đại phóng, trầm giọng ra lệnh. Theo huyết quang trong mắt hai người sáng lên, bỗng nhiên Moria ở trước người Mạc Phàm sửng sốt. Huyết quang tương tự cũng nở rộ trong mắt cô, lóe lên sắc bén. Ngay sau đó một thanh đao do huyết ngọc tạo thành xuất hiện trong tay cô, lấy khí thế sét đánh không kịp che tại lập tức đâm về phía người Mạc Phàm. Huyết thần đao. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lộ ra vài phần sắc lạnh. Huyết độc có thể khiến người ta biến thành hai loại sinh vật huyết thần tử và huyết thú. Huyết thần đao là lấy huyết thú đốt hỏa diễm sinh mệnh và huyết thần tử rèn luyện liên tục mà thành. Cả quá trình cho dù là huyết thú hay huyết thần tử đều còn sống, thủ pháp luyện chế vô cùng tàn nhẫn. Bởi vì yêu cầu luyện chế rất cao, rất khó luyện chế thành huyết thần đao, trong tình huống bình thường trên vạn huyết thần cấp cao và huyết thú, hoặc trăm vạn huyết thần trung cấp, huyết thú mới luyện chế thành công. Đương nhiên uy lực mạnh không giống bình thường. Nếu những người khác bị huyết thần đao đâm trúng, trên cơ bản là khó giải, sẽ trở thành đồ ăn của huyết thần đao. Cho dù là hắn bị chuôi đao này đâm trúng, cũng chỉ có thể tạm thời ép độc này xuống, muốn loại trừ chỉ có thể tăng thực lực lên một tầng nữa hoặc tìm dược liệu không có khả năng tồn tại trên địa cầu. Nhưng nếu bây giờ hắn bị huyết thần đao này đâm trúng, chuyện sau đó sẽ phiền phức hơn nhiều. Hắn không quan tâm Moria bị làm sao, trong mắt chớp lóe tinh quang, 18 hắc cầu ở trên người lại lóe lên, một tay hắn dùng lực kéo, xúc tua trên cánh tay như dây thun bị kéo ra. Keng!
Ngay lúc huyết thần đao đâm tới trước ngực hắn, hai ngón tay hắn lóe sáng kim quang chặn huyết thần đao trong tay Moria chỉ cách tim hắn một ngón tay. Phá! Ngón tay hắn khẽ chấn động, huyết thần đao bị chấn thành mảnh nhỏ. Sắc mặt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi khẽ đổi, đau lòng nhìn thoáng qua huyết thần đao kia. Huyết thần đao này là bọn họ tốn rất nhiều công sức mới luyện chế ra được, vì thanh đao này bọn họ tốn không ít huyết thú và huyết thần tử, thậm chí trong đó còn có hàng cao cấp, một thanh thần khí như vậy lại bị Mạc Phàm làm hỏng rồi. Mạc Đại Sư không hổ là Mạc Đại Sư, nhưng cho dù thế nào hôm nay Mạc Đại Sư đều phải chết ở đây. Tống Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, huyết quang ở trong mắt lại thịnh hơn vài phần. Chỉ nghe phập một tiếng, âm thanh dao găm xuyên vào trong cơ thể vang lên. Cơ thể Mạc Phàm run lên, sắc mặt hắn trắng bệch, giống như bị sét đánh. Hắn nhíu mày chậm rãi nhìn về phía sau, trong mắt Lý Thi Vũ lóe sáng huyết quang, khóe miệng cười quỷ dị giống Tống Uyển Nhi như đúc, cũng cầm huyết thần đao tương tự ở trong tay, thanh đao đã đâm vào tim hắn từ phía sau. Thanh đao hơn một thước chỉ còn lại chuôi đao, máu tươi không ngừng chảy ra, tách tách nhỏ giọt trên đất. Tươi cười vì thực hiện được xuất hiện trên mặt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi. Huyết thần đao đâm vào trong cơ thể Mạc Phàm, biến thành chất lỏng chảy trong cơ thể hắn, rất nhanh đã biến mất hoàn toàn ở bên trong. Thế nào, Mạc tiên sinh, tư vị của huyết thần đao thế nào, nhất là khi bị người thân của mình đâm một đao, hẳn là rất thoải mái đúng không? Tống Uyển Nhi hơi nhếch miệng. Cười đắc ý nói. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chẳng qua Moria chỉ là mồi nhử mà thôi, tuy lãng phí một thanh huyết thần đao, nhưng chỉ cần đâm trúng Mạc Phàm, như vậy cũng đáng. Trùng thần thuật, đúng không? Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng kim quang, lạnh giọng hỏi. Trùng thần thuật là một loại bí thuật huyết tu có thể sử dụng, nhập huyết thần của mình vào trong cơ thể những người khác. Nếu trùng thần thuật được kích hoạt, cho dù là người khác hay người bị trúng chủng thần thuật đều khó phát hiện. Cơ bản lúc phát hiện chủng thần thuật đã kích hoạt, đều giống như bây giờ. Nếu Moria và chị họ trúng huyết độc, hắn sẽ phát hiện ra, chỉ có thứ này mới tránh thoát khỏi mắt hắn. Loại thuật này chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng xong huyết thần nhập thể sẽ tự động tản đi. Mạc tiên sinh đúng là Mạc tiên sinh, chuyện gì cũng không thể thoát khỏi mắt anh. Tống Uyển Nhi khiêm tốn giả khen ngợi cười nói. Rõ ràng là đang khen ngợi Mạc Phàm, nhưng trong giọng điệu đều là ý trào phúng. Từ khi Mạc Phàm khiến cô ta mất hết mặt mũi ở hồ bơi, cô ta đã đợi ngày này. Không phải Mạc Phàm bảo vệ Lý Thi Vũ sao, vậy để Lý Thi Vũ đâm Mạc Phàm một đao. Bọn họ tìm cách hơn một năm, cuối cùng cũng thành công rồi. Mạc Phàm, không phải cậu được xưng là thần thoại, thiên hạ không có ai ngăn được sao, cậu thử giải trừ huyết thần đao này xem. Trương Siêu nói với vẻ khinh thường. Lúc này nhận ra chủng thần thuật thì có lợi ích gì, giống như người bị giết trong phim, đã chết mới biết người giết mình là ai, biết thì có thể làm gì. Lúc hai người nói, chỗ tim Mạc Phàm bị huyết thần đao đâm, huyết dịch màu đỏ như trùng tử dọc theo huyết quản lan ra xung quanh, nhanh chóng hình thành một mạng nhện. Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt xanh trắng bất định, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy từ trán hắn xuống. Hắn hoàn toàn có thể áp trụ huyết thần đao, nhưng dưới lực khống chế của cùng kỳ, thực lực toàn thân hắn không thể phát huy, chỉ có thể nhìn huyết thần đao lan tràn trong cơ thể hắn. Mạc Phàm, sao không nói gì thế, tôi còn tưởng Mạc tiên sinh rất khó đối phó, không ngờ chỉ như vậy mà thôi, uổng phí chúng tôi coi trọng cậu như vậy, ha ha. Trương Siêu hơi nhếch miệng, cười đắc ý. Siêu ca, đừng cao hứng quá sớm, Mạc tiên sinh không phải người bình thường. Người bình thường có thể làm một lần nửa tiếng, Mạc tiên sinh có thể trụ được hơn nửa tiếng, cuối cùng sẽ cho hai ta một lần lôi đình nhất kích, không biết đại tiểu thư Bạch gia thích anh ta ở điểm nào, so với lôi đình nhất kích, em thích một lần nửa tiếng hơn. Tống Uyển Nhi mỉm cười nói. Lôi đình nhất kích, ha ha. Trương Siêu cười khinh thường. Thời gian bị huyết thần đao đâm vào càng lâu, sẽ càng phiền phức, thanh huyết thần đao trong cơ thể Mạc Phàm là do anh ta luyện chế. Anh ta cảm nhận được rõ huyết thần đao đang ăn mòn lực lượng của Mạc Phàm, càng ngày càng mạnh. Bây giờ Mạc Phàm không giải được huyết thần đao, lát nữa sẽ thành máu loãng, càng không thể có lôi đình nhất kích. Hai người nói xong chưa? Mạc Phàm ở phía đối diện lạnh lùng nói. Ô ô, Mạc tiên sinh hoa hạ chúng ta tức giận rồi, tôi sợ quá, Mạc tiên sinh đừng sốt ruột, chúng ta là bạn học một thời gian, một năm không gặp, đâu nhanh nói hết như vậy, đúng rồi, Mạc tiên sinh.
tôi nhớ rõ lúc ấy anh từng nói, nếu tôi lại ra tay với Thi Vũ sẽ khiến tôi hối hận, lúc anh nói những lời này rất uy phong, anh có thể nói cho tôi nghe lần nữa không? Tống Uyển Nhi không vội giết Mạc Phàm, trêu tức hỏi. Nếu Mạc Phàm đã rơi vào trong bẫy của bọn họ, sao có thể khinh địch tha cho Mạc Phàm, ít nhất phải đòi lại tất cả món nợ, nói ra những lời tàn nhẫn. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, không vì những lời Tống Uyển Nhi nói mà có chút gợn sóng. Nếu hai người chưa nói xong, tôi đề nghị hai người nói hết luôn đi, nếu hai người nói xong, tôi đề nghị hai người nên sử dụng hết tất cả thủ đoạn, ví dụ như còn huyết thần đao khác, nếu tay hai người còn mà nói. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không thể không nói, quả thật bẫy hai người sắp xếp không tệ, thành công khiến hắn rơi vào trong bẫy. Nếu đổi thành sư phụ bọn họ, có lẽ còn có khả năng giết được hắn, chỉ có hai người này thì kém xa. Cho dù hai người còn huyết thần đao khác, cũng chỉ tạo thành thương tổn nhất định với cơ thể hắn, muốn giết hắn không đơn giản như thế. Nếu hai người này không giết hắn trước khi lực cùng kỳ biến mất, vậy đợi bị hắn tàn sát đi. Lúc trước hắn chỉ phế đôi chân Trương Siêu, không giết hai người. Lần này hai người không chỉ xâm nhiễm nhiều người như vậy, còn ra tay với Mạc gia và chị họ, chết một vạn lần cũng không bù được sai lầm bọn họ phạm phải. Hửm! Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nhướn mày, sau đó nhìn nhau cười, giống như nhìn một kẻ ngu ngốc. Huyết thần đao đã đủ khiến Mạc Phàm không làm gì được, vậy mà Mạc Phàm khuyên bọn họ tiếp tục ra tay, Mạc Phàm đây là não bị uống nước hay là cam chịu? Mạc tiên sinh cảm thấy huyết thần đao vẫn chưa đủ sao, quả nhiên Mạc tiên sinh không hổ là Mạc tiên sinh, người bình thường vốn dĩ không đủ để chúng tôi dùng thanh đao này, vậy mà Mạc tiên sinh bị huyết thần đao đâm vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng mà đáng tiếc. Luyện chế huyết thần đao quá phiền phức, nếu Mạc tiên sinh không giải huyết độc của Kiêu Long, chúng tôi sẽ luyện được nhiều thêm, hiện giờ chỉ có hai thanh đao như vậy, đã dùng xong rồi. Tống Uyển Nhi giang tay, dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Huyết độc ở Kiêu Long cũng là do hai người hạ sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt hỏi. Không sai, bên trong Kiêu Long đều là cao thủ, nếu như biến bọn họ thành huyết thần tử hết, vậy thì tốt quá, đáng tiếc lại bị cậu phá hỏng rồi. Trương Siêu cũng không giấu giếm, bởi vì huyết thần đao còn chưa luyện thành hoàn toàn, lúc này mới nhịn đến bây giờ. Như vậy, trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, lên tiếng. Thế nào, Mạc tiên sinh sẽ giáo huấn hai bạn học cũ này vì Kiêu Long sao? Tống Uyển Nhi không sợ hãi nói. Hai người vẫn chưa xứng để tôi giáo huấn, nếu hai người muốn giữ mạng, vẫn nên gọi sư phụ mình ra thì hơn. Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng nói. Hai bọn họ chỉ là người lan truyền, muốn diệt thì phải diệt sư phụ bọn họ mới được. Hắn vừa mới nói xong, Trương Siêu hừ lạnh với vẻ khinh thường. Nỏ mạnh hết đà, vậy mà còn kiêu ngạo như vậy. Tống Uyển Nhi thì che miệng cười, vẻ mặt ngả ngớn. Quả thật chúng tôi không xứng để Mạc tiên sinh ra tay giáo huấn, trái lại tôi muốn giúp Mạc tiên sinh giáo huấn hai người kia đúng là đáng ghét, Mạc tiên sinh đối xử tốt với bọn họ như vậy. Vậy mà bọn họ lại ra tay với Mạc tiên sinh, để bọn họ tự đâm mình mấy đao nhé, Mạc tiên sinh thấy thế nào? Tống Uyển Nhi nói xong trong mắt chớp lóe huyết quang trong mắt Moria và Lý Thi Vũ cũng sáng lên. Trong mắt hai người chớp lóe huyết quang, sau đó biến mất hoàn toàn, hai người chậm rãi khôi phục lại. Cùng lúc đó, gợn sóng xuất hiện trong huyết hồ, hai thanh huyết đao ở giữa gợn sóng bay lên, rơi vào trong tay Lý Thi Vũ và Moria. Thanh đao chĩa về phía Mạc Phàm. Cũng đúng lúc này, thần trí hai người khôi phục hoàn toàn. Hai bọn họ nhìn thấy vết thương trên người Mạc Phàm, cùng với tư thế của mình thì sắc mặt thay đổi. Leng keng, huyết đao trong tay rơi xuống đất. Moria nhíu chặt mày, đôi mắt đảo liên tục, lúc này lập tức quỳ trên đất. Chủ nhân tha mạng, tôi. Lý Thi Vũ vốn giơ tay che miệng, vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó vội vàng bịt vết thương không ngừng chảy máu của Mạc Phàm. Tiểu Phàm, chuyện này, đây là làm sao vậy? Cô nhớ rõ chắc chắn Trương Siêu muốn giết Mạc Phàm, cô cầm một thanh đao đâm tới, sao có thể đâm vào Mạc Phàm? Mạc Phàm nhíu mày, hắn còn chưa mở miệng Tống Uyển Nhi đã xen miệng trước. Thi Vũ, cô không nhớ rõ à, Mạc tiên sinh tới cứu cô lại đâm anh ta một đao, cũng vì một đao này của cô, Mạc tiên sinh xong rồi, chắc là cô cũng xong rồi. Còn cả Moria nữa, bởi vì sai lầm của cô, thiếu chút nữa Mạc gia bị diệt, Mạc tiên sinh tha cho cô lại lấy oán trả ơn,
nếu tôi là cô tôi sẽ lập tức đâm mình mấy đao. Tống Uyển Nhi khẽ mở môi son, nói rất rõ ràng. Lúc nói chuyện, từng vòng sóng gợn màu đỏ mang theo khí tức quỷ dị dập dờn ở xung quanh. Dưới sóng gợn màu đỏ này, mỗi chữ trong câu Tống Uyển Nhi nói đều đâm thẳng vào lòng Lý Thi Vũ và Moria. Trong mắt hai người không xuất hiện hồng quang nữa, nhưng vẻ mặt thay đổi, xấu hổ và tự trách lóe lên, cơ thể bọn họ không tự chủ được run rẩy. Huyết huyễn ma âm, Moria tỉnh lại cho tôi. Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh giọng quát. Huyết huyễn ma âm tương tự với đại diễn ma âm hắn sử dụng lúc trước, thông qua lời nói khống chế tư tưởng đối phương. Chẳng qua huyết huyễn ma âm thông qua nhược điểm cảm xúc của đối phương để khống chế đối phương, ví dụ như áy náy và tự trách của chị họ và Moria hiện giờ. Đại diễn ma âm còn thông qua mấy âm phù nguyên thủy nhất, đánh thẳng vào tiếng lòng người ta, khiến đối phương làm một số chuyện. Một người tâm trí đủ kiên định có thể kháng cự, nếu không sẽ không chống lại được. Thực lực của chị họ quá yếu không ngăn được huyết huyễn ma âm, Moria có quan hệ chủ tớ với hắn, thực lực mạnh hơn chị họ nhiều, khả năng không bị khống chế sẽ cao hơn một chút. Giọng nói vừa vang lên, Moria không chỉ không tỉnh lại, trái lại vươn một tay ra, huyết đao rơi trên đất keng một tiếng, bay vào trong tay cô, chậm rãi đâm về phía tim. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi đều nhướng mày, khóe miệng nhếch lên tươi cười đắc ý. Mạc Phàm, xem ra những lời cậu nói không có tác dụng, năm đó cậu nói một câu khiến thuộc hạ của tôi đánh gãy hai chân tôi, tư vị lúc đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Trương Siêu cười âm hiểm nói. Siêu ca, không phải những lời Mạc Tiên Sinh nói không có tác dụng, mà là có khả năng Mạc Tiên Sinh quá tốt với Moria, cho nên Moria quá xấu hổ, đành phải lấy cái chết tạ tội. Tống Uyển Nhi cười nói. Nói xong trong đôi mắt cô ta lóe lên trêu tức. Nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Tiên Sinh, hai bọn họ một người là nô lệ của anh, một người là chị họ anh muốn ai trong số bọn họ chết trước? Hai bọn họ bất luận là ai chịu một chút thương tổn, hai người đều sẽ hối hận vì tu luyện huyết thần công. Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, trầm giọng nói. Ô, Mạc Tiên Sinh lại tức giận rồi, đây mới là Mạc Tiên Sinh người ta biết, Mạc Tiên Sinh chuẩn bị khiến chúng tôi hối hận thế nào, giết chúng tôi. Hay là khiến chúng tôi hồn phi phách tán, hoặc giết người nhà chúng tôi, nếu là cái đầu, chúng tôi mỏi mắt chờ mong, nếu là cái sau, có khả năng anh không thể làm được, bởi vì bọn họ đều không có biện pháp để anh giết. Tống Uyển Nhi vẫy tay, mấy huyết ảnh bay từ trong cơ thể cô ta ra. Cùng lúc đó, hai huyết thú đến bên cạnh cô ta, trên mặt huyết thú và huyết thần tử hiện lên sủng nịnh. Trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, bên trong xuất hiện sắc bén. Hai người vì tu luyện huyết thần công, giết người nhà của mình sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Một khi biến thành huyết thú và huyết thần tử, giống như thú vật lệ quỷ không có bao nhiêu tình cảm của mình, trừ phi gặp được người thân của mình, mới có khả năng khôi phục một chút linh trí khi còn sống. Thái độ của những huyết thú và huyết thần tử đối với Tống Uyển Nhi cộng thêm những lời Tống Uyển Nhi mới nói, rất có khả năng là Tống Uyển Nhi đã giết người nhà mình. Chỉ là một số người nhà mà thôi. Có gì phải kỳ lạ? Trong mắt Trương Siêu hiện lên vẻ khinh thường, không thèm để ý nói. Khi anh ta nhìn người có quan hệ huyết mạch với mình bị xâm nhiễm, vì tăng tu vi trên phạm vi lớn, anh ta gần như không do dự hạ ngay huyết độc lên người nhà anh ta. Phải biết rằng đây là cơ hội thành tiên thành thánh, sao có thể vì mấy người phàm mà ảnh hưởng tới tiền đồ sau này của anh ta? Dù sao con người luôn phải chết, chết do bệnh tật và trong tay thời gian. Còn không bằng khiến anh ta tăng tu vi. Hai người đúng là đáng chết. Mạc Phàm nhíu chặt mày, lạnh lùng nói. Không có biện pháp, không phải tất cả mọi người đều gặp được truyền thừa tốt như Mạc Tiên Sinh. Ngoài ra tu vi của Mạc Tiên Sinh tăng quá nhanh, chúng tôi không có biện pháp nào chỉ có thể lựa chọn như vậy. Mới mau chóng tới được ngày này, nếu anh chỉ là Mạc Phàm, không phải Mạc Tiên Sinh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như thế. Bọn họ chết có trách thì phải trách anh. Trong mắt Tống Uyển Nhi hiện lên oán độc, nói. Nếu Mạc Phàm không có được truyền thừa, sao có thể đấu lại bọn họ, cũng sẽ không xảy ra chuyện phía sau. Truyền thừa. Nghe hai người nói, sắc bén trong mắt Mạc Phàm lại thịnh hơn vài phần. Hắn coi như là chiếm được truyền thừa đi, nhưng trong hơn 1000 truyền thừa hắn có được, có rất nhiều công pháp giết người nhà để tăng tu vi, nhưng cho dù mạo hiểm lội qua, cho đến bây giờ đều không dùng phương pháp như vậy. Thậm chí có một lần khi ở tu chân giới, Huyền Nguyệt Tiên Tử muốn dùng cơ thể hiến tế cho hắn, đều bị hắn từ chối.
Cho dù hắn chết, cũng không dùng phương pháp như vậy. Cho dù tôi còn là tôi trước đây, sau này các người vẫn như bây giờ. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, nói từng chữ một. Sư phụ hắn từng nói rồi, nhân tâm vô ma, bất hội nhập ma. Kiếp trước Trương Siêu và Tống Uyển Nhi không tu luyện huyết thần công, nhưng sau đó đối xử với người thân của mình cũng không tốt hơn chỗ nào. Sau khi Trương Siêu và Tống Uyển Nhi ở bên nhau, Trương Siêu vì cướp đoạt phụ nữ với cha anh ta lại ra tay giết cha anh ta, Tống Uyển Nhi thì đuổi người nhà cô ta ra khỏi nhà, cũng sai vệ sĩ lái xe đâm chết anh trai mình. Cho nên truyền thừa không hề thay đổi một người, sở dĩ không khác biệt, bởi vì hắn vẫn luôn như vậy, chỉ là trước đây không có cơ hội biểu hiện. Vậy sao, trước đây chúng tôi bắt nạt chị họ cậu, đã bị cậu đánh cho hoa rơi nước chảy, bây giờ cậu nhìn xem có khác với trước đây hay không, nếu cậu đoán sai, hai bọn họ sẽ chết đó. Trương Siêu cười hỏi. Anh ta vừa nói câu này xong, trường đao trong tay Lý Thi Vũ và Moria đã tới trước ngực từng người. Thanh đao sắc bén đâm rách áo và da bọn họ, máu tươi chảy từ đao ra, rơi từng giọt xuống. Dù vậy hai người giống như không cảm nhận được, thanh đao đâm vào trong cơ thể. Theo thanh đao đâm vào, tươi cười đắc ý trên mặt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi càng ngày càng đậm. Hai người thật sự muốn chết như vậy à? Trong xúc tua cùng kỳ, Mạc Phàm nắm chặt tay lạnh giọng hỏi. Giọng nói trầm thấp, giống như truyền từ dưới nền đất ra. Thế nào? Cậu tới thử giết chúng tôi một lần xem. Trương Siêu cười khinh thường nói. Hiện giờ ở trong mắt bọn họ, Mạc Phàm chỉ như một con thú bị giam đang không ngừng vùng vẫy, vốn dĩ không cần phải sợ. Hai người chậm chạp không ra tay với tôi, cố ý kích tôi nổi giận, là muốn để lực lượng huyết thần đao dung nhập vào trong cơ thể tôi hoàn toàn đúng không? Hai người đây là sợ huyết thần đao không khống chế được tôi hoàn toàn, bị tôi giết chết. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh. Lạnh lùng hỏi. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nhíu mày, trong mắt lộ ra dị sắc. Phải thì thế nào, không phải thì thế nào. Đổi lại là những người khác, chỉ cần chúng huyết thần đao, bọn họ hoàn toàn không cần phải lo lắng. Mạc Phàm thì khác, Phàm là người lơ là với Mạc Phàm đều chết, nếu huyết thần đao không khống chế được Mạc Phàm hoàn toàn, đừng đi động vào Mạc Phàm thì hơn. Có phải hay không đều không khác gì nhau, với uy lực huyết thần đao của hai người. Cho dù hai người chọc giận tôi thành công, muốn dung nhập vào trong cơ thể tôi hoàn toàn, không biết phải đợi bao lâu, nhưng không phải hai người hy vọng lực lượng của huyết thần đao dung nhập vào trong cơ thể tôi hoàn toàn sao, tôi sẽ làm như hai người mong muốn. Mạc Phàm nheo mắt lại, không còn một chút do dự. Lực cùng kỳ có hạn, nhưng đợi lực cùng kỳ biến mất, chị họ và Moria đã bị bọn họ giết chết rồi. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi luyện chế huyết thần đao này, tuy luyện thành, nhưng gần như tương đương với tàn phẩm, muốn xâm nhiễm hắn hoàn toàn, ít nhất phải 7 ngày trở lên, hắn không đợi được lâu như vậy. Hai người muốn cái gì, hắn sẽ cho bọn họ cái đó. Huyết hải vô biên, hồi đầu vô ngạn. Mạc Phàm khẽ quát một câu, kinh văn huyết sắc cổ xưa tang thương, huyết tinh, tà dị xoay tròn lấy hắn làm trung tâm. Kinh văn huyết sắc này vừa xuất hiện, tốc độ huyết tuyến đang lan tràn trong cơ thể hắn tăng vọt. Chỉ trong chớp mắt đã thành cái lưới lớn ở khắp nơi trên cơ thể Mạc Phàm. Bỗng nhiên đôi mắt Mạc Phàm biến thành màu đỏ, ở giữa đồng tử cũng biến thành hình dạng của huyết thần đao. Mái tóc vốn không dài nhanh chóng dài ra, chỉ trong chớp mắt đã tới bên hông, màu sắc cũng biến từ màu đen sang màu trắng. Chỉ trong phút chốc, khí tức trên người Mạc Phàm thay đổi lớn, so với tiên nhân lạnh lùng lúc trước, hiện giờ Mạc Phàm như vương tử ma tộc, toàn thân đều lộ ra ma khí huyết tinh nồng đậm. Cùng lúc đó, bỗng nhiên khí kình như bão tỏa từ người hắn ra, nhấc lên cuồng phong lan ra xung quanh. Tươi cười trên mặt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi cứng đờ, vẻ mặt thay đổi theo. Đây là huyết thần công, vậy mà cậu cũng tu luyện huyết thần công. Văn tự trên người Mạc Phàm không giống hoàn toàn với huyết thần công mà bọn họ tu luyện, nhưng ít nhiều gì cũng có điểm tương tự. Hơn nữa Mạc Phàm vận chuyển công pháp này, trong chớp mắt lực lượng huyết thần đao được phát huy tới cực hạn. Ngoại trừ huyết thần công, không có công pháp khác có thể thôi động huyết thần đao. Huyết thần công, loại công pháp cấp bậc này không có tư cách để tôi tu luyện. Đôi mắt huyết sắc của Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Siêu và Tống Uyển Nhi, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ và khinh thường, nói. Huyết tổ sinh ra trong huyết hải vô biên, thỉnh thoảng gặp phải một khối huyết bia, lúc này mới thành huyết hải khắp thiên hạ là của huyết tổ, kinh văn trên huyết bia có tên là huyết hải ma kinh.
Huyết hải ma kinh trải qua huyết tổ sửa chữa, lưu truyền ra rất nhiều bản cũ, cấp bậc tối đa cũng thấp nhất là huyết thần công. Một khi tu luyện loại công pháp này, cho dù là đến cấp bậc nào, đều là nô lệ của huyết tổ, chỉ cần huyết tổ nguyện ý, hoàn toàn có thể hấp thu lực lượng trên người bọn họ. Công pháp như vậy, tất nhiên hắn sẽ không tu luyện. Hắn muốn tu luyện, cũng phải là công pháp cấp bậc như huyết hải ma kinh. Cùng kỳ là ma thú trong huyết hải, hắn tu luyện huyết hải ma kinh, tất nhiên lực của cùng kỳ sẽ biến mất. Tuy hắn không nguyện ý tu luyện ma công kia, nhưng đây là biện pháp duy nhất hắn có thể lập tức cứu trị họ và Moria. Ngoài ra đây cũng là một trong những biện pháp loại bỏ huyết ma. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nhíu mày, trong lòng xuất hiện một chút dự cảm không hay. Trên cả địa cầu chỉ có sư phụ bọn họ biết huyết thần công mới đúng, nhưng rõ ràng công pháp Mạc Phàm sử dụng còn mạnh hơn huyết thần công mà sư phụ bọn họ tu luyện. Thần ma nhất niệm, ma vực vô biên. 10 ngón tay Mạc Phàm nắm chặt, cao giọng quát. Toàn bộ văn tự huyết sắc ở xung quanh hắn dung nhập vào trong cơ thể hắn, một đạo cột sáng huyết sắc phóng từ người hắn lên trời, cắm thẳng tận trời, bầu trời vốn trong xanh trong chớp mắt mây đen dày đặc, lôi điện huyết sắc như du long xuyên qua rất nhanh trong tầng mây. Bùm bùm, âm thanh lôi điện đinh tai nhức óc vang lên, mùi huyết tinh vô cùng nồng đậm từ trên trời giáng xuống, giống như cả bầu trời đang đổ máu. Trong tiếng sấm cuồn cuộn, cột sáng thu lại, lộ ra Mạc Phàm tóc dài mắt màu huyết sắc ở bên trong. Nhiệt xúc, còn không lấy xúc tua của ngươi ra. Huyết quang trong mắt Mạc Phàm chớp lóe, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thú sơn phía sau Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nói. Vù vù, ở chỗ mắt thú sơn, hỏa diễm nung đưa một lát thì tắt, đồ án cùng kỳ dưới chân Mạc Phàm, xúc tua và cột sáng ở trên người hắn biến mất. Mạc Phàm vươn hai tay ra, rút hai trường đao đâm vào ngực chị họ và Moria ra, hai đạo thanh quang rơi lên người bọn họ, vết thương nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong mắt hắn nở rộ hai đạo huyết quang, giống như máy quét qua người Lý Thi Vũ và Moria một lần, xác nhận hai người không sao, lúc này hai chữ truyền từ miệng hắn ra. Tỉnh lại! Giọng nói này vừa vang lên, vẻ mặt hai người sửng sốt, lúc này mới lấy lại tinh thần. Moria, cô mang chị họ tôi rời khỏi nơi này trước đi. Mạc Phàm lạnh lùng ra lệnh. Tiểu Phàm, em không sao chứ? Lý Thi Vũ thấy Mạc Phàm như vậy, lo lắng hỏi. Cô từng thấy dáng vẻ Mạc Phàm khi lộ ra tiên thiên chi thể, nhưng chưa từng thấy Mạc Phàm như bây giờ. Hiện giờ Mạc Phàm cho cô cảm giác rất tà dị, lãnh khốc, giống như ma binh vô cùng tà ác, cho dù là cô cũng không dám tới gần. Em không sao, bây giờ có chuyện là hai bọn họ, đợi em xử lý xong hai người này, sẽ mang chị quay về. Mạc Phàm nhìn lướt qua Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nói. Thực lực của hai người không cao. Không chỉ có thể khiến hắn trúng một nhát của huyết thần đao, còn có thể khiến hắn không thể không tu luyện huyết hải ma kinh, quả thật đúng là không đơn giản. Nhưng hai người này cũng khiến hắn lâu rồi chưa phẫn nộ như vậy. Biểu tiểu thư yên tâm đi, chủ nhân không sao đâu, chúng ta đi trước đi. Moria khuyên. Lý Thi Vũ nhìn Mạc Phàm, do dự một lát, lại nhìn thoáng qua Trương Siêu và Tống Uyển Nhi ở cách đó không xa, lúc này mới rời đi theo Moria. Lý Thị Vũ và Maria vừa rời đi, huyết quang trên người Mạc Phàm đại phóng, lôi điện huyết sắc ở trên bầu trời cũng hạ xuống bùm bùm, dày đặc giống như hạt mưa, cả huyết hồ giống như ngày tận thế. Tôi sẽ cho hai người cơ hội để lại di ngôn, nói đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, giọng nói trầm thấp truyền thẳng vào trong lòng hai người. Chuyện này, trong mắt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi đều là vẻ khó mà tin được, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi, cuối cùng cũng không cười nổi. Một người bị huyết thần đao đâm trúng không lập tức chết đi, huyết thần đao sẽ không ngừng hấp thu thần hồn và tinh huyết người đâm trúng dưới khống chế của chủ nhân, có thể nói là cả quá trình không thể sống được. Rõ ràng Mạc Phàm trúng huyết thần đao của bọn họ, thậm chí bọn họ còn có thể cảm nhận được lực lượng của huyết thần đao trong cơ thể Mạc Phàm, nhưng bọn họ không có biện pháp khống chế Mạc Phàm thông qua huyết thần đao. Trái lại huyết thần chi lực cường đại trên người Mạc Phàm còn đáng sợ hơn bọn họ, gần như có thể so được với sư phụ bọn họ. Phải biết rằng bọn họ đã tu luyện huyết thần công một thời gian, huyết thần công mạnh yếu liên quan tới xâm nhiễm bao nhiêu người. Cho dù Mạc Phàm tu luyện công pháp huyết thần công cao cấp hơn, nhưng chỉ tu luyện một lát, sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Sao có chuyện này được? Trương Siêu không cam lòng nói. Nếu tu vi của Mạc Phàm hơn bọn họ,
anh ta sẽ tâm phục khẩu phục, Mạc Phàm chỉ tu luyện huyết thần công một lát vậy mà cũng mạnh hơn bọn họ, điều này khiến anh ta có cảm giác tu luyện như con chó. Đối với anh mà nói là không có khả năng, nhưng đối với tôi thì không là gì cả. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, trên người chớp lóe huyết quang. Huyết thần công kém xa huyết hải ma kinh, nếu lấy toán học để so sánh, một cái sẽ là thuyết tương đối, biết rõ thuyết tương đối lại đi học toán tiểu học, còn cần 6 năm sao? Còn tu luyện huyết thần công cần đi xâm nhiễm những người khác, bởi vì huyết thần công là công pháp cấp thấp, đường đường là huyết tổ cần xâm nhiễm những người khác sao? Mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt ra, khe hở vĩ đại lan tràn ra xung quanh, thân thể hắn cũng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, răng rắc, một đạo lôi điện huyết sắc rơi xuống trước người Trương Siêu và Tống Uyển Nhi, Mạc Phàm cũng đến trước người hai người, cách hai người chỉ nửa thước. Trên hai tay hắn chớp lóe huyết quang, không thèm nhìn hai người đánh về phía trước. Rõ ràng hai trường này không nhanh, nhưng hồ quang huyết sắc vờn quanh hắn xuất hiện, không đợi hai người phản ứng kịp, liền khắc ngực hai người. Bùm bùm, hai tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, vẻ mặt hai người ngạc nhiên bay về phía sau như diều đứt dây, chỗ ngực có một cái động lớn. Hai người bay hơn 10 mét, lúc này mới phản ứng kịp. Sắc mặt bọn họ khó coi, gần như không do dự, ba chữ truyền từ miệng bọn họ ra. Huyết thần đột, ba chữ vang lên, trên người bọn họ xuất hiện huyết quang, hai người như hai đạo sao băng huyết sắc lao về nơi xa, tốc độ vô cùng nhanh. Bọn họ tu luyện huyết thần công, trên cả địa cầu đều đã là khu vực bọn họ săn bắn. Bọn họ chỉ tu luyện một năm đã có tu vi hiện giờ, đợi một thời gian nữa chắc chắn có thể tiêu diệt Mạc Phàm. Không đợi hai người bay xa, Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, cả huyết hồ chấn động, một đạo sấm sét vang lên theo. Tiếng sấm vang lên xong Mạc Phàm đi sau tới trước, chắn trước mặt hai người. Với huyết thần độn sơ sài của hai người, cũng muốn thoát khỏi tay tôi sao? Hai tay Mạc Phàm chạm nhau, một đạo đao khí huyết sắc hơn 10 trượng xuất hiện trong tay hắn, giống như nguyệt nha huyết sắc vĩ đại chém hai người từ phía đối diện. Nếu hắn có thể tu luyện huyết hải ma kinh, sao có thể không sử dụng bí kỹ và thuật pháp của huyết tu? Trong chớp mắt huyết đao này đã tới trước mặt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi. Trong mắt hai người lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyết thần độn phải trả giá bằng tổn thất lượng lớn thực lực, hóa cơ thể bọn họ thành một thứ gì đó không có trong ngũ hành, do đó đạt được tốc độ khó mà tưởng tượng được, bình thường dùng để chạy trốn. Bọn họ từng dùng độn thuật này thoát khỏi tay mấy lão quái vật đang bế quan, những quái vật này chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi, không làm được gì, trong đó có không ít người được xưng là tốc độ số một thiên hạ. Nhưng bọn họ sử dụng huyết thần độn mà vẫn không nhanh bằng Mạc Phàm, ở trước mặt Mạc Phàm, bọn họ như gà con bị lão ưng để mắt tới. Tôi liều mạng với cậu. Trương Siêu nổi giận thét lên một câu, huyết đao to lớn xuất hiện trong tay, lập tức chém về phía đao khí cự nguyệt của Mạc Phàm. Mắt Tống Uyển Nhi khẽ đảo, trong hai tay mỗi tay cũng xuất hiện một thanh cự kiếm dài mấy chục thước. Nhưng cự kiếm trong tay cô ta chỉ lướt qua đao khí cự nguyệt của Mạc Phàm một cái. Liền mượn lực nhanh chóng lùi về sau. Mới vừa rời khỏi không xa, cơ thể cô ta và cả cự kiếm trong tay cùng nứt ra, hóa thành vô số huyết thần tử và huyết thú cỡ con mèo nhỏ bay đi bốn phương tám hướng. Cô ta đã nếm một lần thiệt trên tay Mạc Phàm, nếu huyết thần độn không thể thoát được, vậy thì tìm biện pháp chạy trốn khác, mà không phải chống chọi. Lúc này chống chọi với Mạc Phàm, tuyệt đối là lựa chọn ngu ngốc. Trương Siêu thấy Tống Uyển Nhi bỏ lại anh ta chạy trốn. Lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt tràn đầy lửa giận. Rầm, một tiếng kinh thiên động địa vang lên, huyết đao trong tay Trương Siêu vỡ nát dưới cự nguyệt của Mạc Phàm, cự nguyệt mang theo Trương Siêu cùng tiến sâu vào thú sơn, đất đá văng tung tóe. Tống Uyển Nhi, tiện nhân nhà cô. Vươn từ trong sơn thể ra, Trương Siêu kêu lên. Sư huynh, anh phải cố lên, em đi tìm sư phụ báo thù cho anh. Vô số Tống Uyển Nhi cười từ bốn phương tám hướng. Hoàn toàn không nghe ra ai mới là Tống Uyển Nhi. Sư phụ cô tôi sẽ tự mình nói với anh ta, không cần cô đi báo tin, cô cũng ở lại cho tôi, huyết nhật đương không? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Hắn đã tu luyện huyết hải ma kinh, nếu lại để Tống Uyển Nhi trốn thoát, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nói xong trong mắt hắn lóe lên một văn tự cổ xưa, huyết quang chói mắt lập tức phóng từ trong mắt hắn ra, giống như hai đợt huyết nhật đương không? Trong chớp mắt xung quanh đều là một vùng đỏ như máu. Trong phạm vi huyết sắc, những huyết thú và huyết thần tử giống như khí cầu gặp hỏa,
gần như đều nứt toác ra hóa thành huyết vụ, chỉ còn lại mấy huyết thú và huyết thần tử tỏa ra khói đen cuồn cuộn, tiếng kêu thê lương của Tống Uyển Nhi truyền từ miệng một số huyết thần tử ra. Đừng, đừng mà! Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái đến trước mặt những huyết thú và huyết thần tử này. Hắn vươn một tay ra, một đại thủ ấn huyết sắc lập tức xuất hiện trong không trung. Đại thủ vồ trong không trung, trực tiếp chộp lấy những huyết thần tử và huyết thú này. Cơ thể hắn lại động, như thần sấm đến trên thú sơn, đại thủ ấn vỗ mạnh vào bên trong sơn thể. Tiếng rầm rầm, bùng nổ, tay hắn lay động một lát mới dừng lại, khóe miệng Tống Uyển Nhi chảy máu, toàn thân vô cùng chật vật xuất hiện trong đại động hình sơn thủ, cách Trương Siêu không xa. Một lát sau hai người đều bị Mạc Phàm ấn lên trên thú sơn, không còn vênh váo đắc ý như vừa rồi. Bây giờ hai người còn lời gì muốn nói? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người hỏi. Mạc Phàm, cậu muốn giết thì giết đi, nếu cậu có thể giết chết chúng tôi hoàn toàn. Trương Siêu nghiến răng nói. Thỏ khôn có ba hang, vì đối phó Mạc Phàm, anh ta chỉ mang tới phần lớn huyết thần tử của mình, không phải là toàn bộ. Mạc Phàm giết anh ta ở đây, không lâu sau phân thân anh ta sẽ cường đại như bây giờ, chỉ vậy thôi sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Còn nữa tôi mà chết đi, Giang Nam sẽ trở thành biển máu, cậu muốn giết thì cứ giết đi. Trương Siêu cười gằn nói. Anh ta giấu trong Giang Nam không ít huyết thần tử và huyết thú, bọn họ ngay cả Mạc gia đều có thể xông vào, khiến Giang Nam biến thành biển máu có khó gì. Nếu Giang Nam biến thành biển máu, đây đều là lỗi của Mạc Phàm. À, Mạc Phàm hơi lên tiếng, kêu về phía hư không. Quỷ Mị Nhi, cô còn đang làm gì thế? Giọng nói này vừa vang lên, trên không Giang Nam xuất hiện một gương mặt to lớn, gần như bao trùm cả bầu trời. Gương mặt này đội vương miện trên đầu, mặt như hoa đào, trong quyến rũ không mất đi uy nghiêm, trong mỹ lệ là tinh tế, giống như nữ đế nhân gian hằng lập thiên không, vọng nhãn thiên hạ. Gương mặt to lớn này vừa xuất hiện, không ít người như cảm ứng được nhìn về phía bầu trời. Đó là... Đúng lúc này, thụ nhãn có bốn vòng đường vân mở ra chỗ mi tâm gương mặt to lớn này, quan sát Giang Nam. Cùng lúc đó, một đám quỷ mị cũng xuất hiện ở trong không khí. Xung quanh mỗi quỷ mị đều có rất nhiều liên hoa lam văn kim sắc, mắt bọn họ không giống với trước đây, từ u lục biến thành cửu u nhãn tứ cấp như quỷ mị nhi. Những con mắt này mở ra, không ít người vẫn có dáng vẻ trước đây, nhưng có một số người lập tức biến thành huyết ảnh nhàn nhạt. Không lâu sau, tất cả huyết ảnh đều lộ ra. Thiên hỏa, diệt! Giọng nói này vừa vang lên, thiên hỏa giống như tìm được mục tiêu, đóa liên hoa mở ra, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh những huyết ảnh đó. Thu tất cả huyết ảnh vào trong hoa, hỏa diễm hoa mỹ dấy lên. Chỉ trong chớp mắt trong từng đóa liên hoa ở Giang Nam, một đám bóng người phát ra tiếng kêu thê lương biến mất ở trong liên hoa. Chỉ sau một chén trà nhỏ, Giang Nam không còn nửa huyết ảnh. T. Dên Thú Sơn, một tay Mạc Phàm vươn ra, một thị nữ mặc trang phục thời đường diện mạo xinh đẹp bay từ trong tay hắn ra, biến thành người bình thường đứng trước người hắn một thước. Quỷ Ngọc Nhi bái kiến chủ nhân. Tất cả huyết ảnh ở Giang Nam đã được giải trừ, mời chủ nhân ra chỉ thị. Thị nữ mặc trang phục thời đường để hai tay trước bụng, quỳ trên mặt đất, cung kính nói với Mạc Phàm. Dáng vẻ tao nhã, cơ thể đẫy đà đoan trang đều hiện ra trước mặt Mạc Phàm. Đây là một phân thân của Quỷ Mỹ Nhi, dị thể đồng hồn với Quỷ Mỹ Nhi, cho dù cách xa ngàn dặm cũng có thể ra lệnh với Quỷ Mỹ Nhi. Trừ người Mạc gia, tất cả tu sĩ khác không thể tiến vào Giang Nam. Người vi phạm chết. Mạc Phàm ra lệnh. Dạ, chủ nhân. Mỹ nữ mặc trang phục thời đường cúi đầu với Mạc Phàm, biến mất trên tay hắn. Lúc này ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm mới nhìn về phía Trương Siêu. Giang Nam đã không có khả năng biến thành biển máu, trái lại hai người có thể đi chết đi. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi cùng sửng sốt, ngay tại vừa rồi, chỉ trong phút chốc bọn họ mất đi toàn bộ liên hệ với những người bị xâm nhiễm ở Giang Nam. Nhất là Trương Siêu, vừa rồi anh ta còn rất khí thế, bây giờ giống như một khinh khí cầu bị chọc thủng. Chuyện này, Mạc Phàm vươn hai tay ra, hai vòng xoáy huyết sắc xuất hiện, cơ thể Trương Siêu và Tống Uyển Nhi lập tức nâng lên. Quả thật người tu luyện huyết thần công khó trừ tận gốc, cho dù để lại một huyết thần tử, không lâu sau bọn họ cũng có thể khôi phục. Nhưng vấn đề này không tồn tại đối với hắn. Cửu đạo luân hồi, nhìn xem tôi có thể giết hai người hoàn toàn không.
Vòng xoáy trong tay Mạc Phàm lập tức biến thành một vòng, lực hút cường đại sản sinh ra. Hai người trực tiếp bay vào trong tay Mạc Phàm, bị Mạc Phàm xách lên như hai con gà con. Sắc mặt hai người thay đổi, giống như gan heo phơi nắng mấy ngày. Mạc Phàm, đừng giết chúng tôi không phải là căn nguyên, nếu anh đồng ý tha cho tôi có thể mang anh đi tìm sư phụ của chúng tôi, anh giết sư phụ tôi mới diệt trừ được căn nguyên. Tống Uyển Nhi cảm nhận được dị thường trong cơ thể, chỉ trong chớp mắt vội vàng nói. Lực lượng trước đó của Mạc Phàm cùng lắm chỉ hủy diệt được phần lớn huyết thần tử trong cơ thể bọn họ, nhưng lực lượng hiện giờ của Mạc Phàm có thể hủy diệt căn nguyên bọn họ. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ thật sự bị Mạc Phàm giết. Chỉ cần hôm nay sống sót dưới tay Mạc Phàm, có khả năng bọn họ sống lâu hơn Mạc Phàm. Dù sao bây giờ có không biết bao nhiêu thế lực đang đối phó Mạc Phàm. Tiện nhân, dẫn cậu ta đi gặp sư phụ, có phải cô điên rồi không, cô biết kết cục phản bội sư phụ là gì không hả? Trương Siêu nghe thấy lời Tống Uyển Nhi nói, nhíu mày quát. Nếu phản bội có thể sống, anh ta cũng sẽ không do dự mang Mạc Phàm đi gặp sư phụ bọn họ như Tống Uyển Nhi. Nhưng lúc trước có người phản bội sư phụ bọn họ, tu vi bị lấy sạch thì không nói, cơ thể còn bị sư phụ bọn họ xé sống ra nuô huyết thú, kết cục vô cùng thê thảm. Bọn họ mang Mạc Phàm tới đó có lẽ có thể sống lâu một lát, nhưng chỉ chết thảm hơn. Đúng là tôi điên rồi, nhưng tôi còn chưa sống đủ mà. Tống Uyển Nhi nói với vẻ khinh thường. Mang tôi đi gặp sư phụ cô sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Không sai, sư phụ tôi đang bế quan, chỉ có chúng tôi mới có thể tiến vào, nếu anh có thể giết sư phụ tôi, thì có thể diệt trừ tất cả huyết độc ở trên địa cầu, không chỉ như vậy, chỉ cần anh đồng ý thả tôi. Tôi có thể trở thành người của anh bảo tôi làm gì cũng được, cho dù là. Tống Uyển Nhi hơi nhếch môi, cười quyến rũ nói. Lúc nói chuyện ngón tay cô ta khẽ gảy trong không khí theo quy luật, mỗi lần gảy một cái, thì có một văn tự huyết sắc biến mất trong không khí. Cô không gạt tôi đấy chứ? Mạc Phàm nắm lấy cái tay đó của Tống Uyển Nhi hơi dùng lực, lạnh lùng hỏi. Chúng ta là bạn học, sao tôi dám gạt anh? Tống Uyển Nhi cười nói. Vậy huyết lạc thư trên tay cô là gửi cho ai đây? Mạc Phàm nheo mắt lại, nhìn thoáng qua tay vừa gảy của Tống Uyển Nhi, hỏi. Huyết lạc thư, là phương pháp đưa tin mà huyết tu hay sử dụng. Chỉ cần cử động ngón tay, thậm chí gật đầu lắc đầu đều có thể truyền tin tức trở về, vô cùng bí ẩn, nhưng có thể lừa được hắn sao? Mắt Tống Uyển Nhi mở to, vẻ mặt sửng sốt, trong chớp mắt sắc mặt khôi phục như thường. Cô ta chuẩn bị nói trước tình hình ở đây cho sư phụ. Như vậy nếu Mạc Phàm đồng ý đi với cô ta, cho dù Mạc Phàm chết hay sư phụ cô ta chết, cô ta đều có thể sống sót, ai biết bị Mạc Phàm phát hiện rồi. Mạc tiên sinh, anh đang nói gì thế, huyết lạc thư gì chứ, tôi không hiểu lắm. Tự cho là thông minh, cô không hiểu cũng không sao, tôi sẽ đi giết sư phụ cô, nhưng không cần hai người dẫn đường, hai người nên đi chết đi thì hơn. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, vòng xoáy trên tay nhanh chóng chuyển động. Sắc mặt Tống Uyển Nhi và Trương Siêu thay đổi, cơ thể bọn họ lập tức bị hút vào trong vòng xoáy. Chỉ trong phút chốc cơ thể bọn họ đã bị hút vào trong hơn nửa. Lúc hai người sắp rơi hoàn toàn vào trong vòng xoáy, một đại thủ huyết sắc trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ lại, lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai bay thẳng về phía chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn chẳng quan tâm Trương Siêu và Tống Uyển Nhi, một tay lấy thế nâng trời không do dự đánh về phía trước, một huyết thủ ấn vĩ đại cũng xuất hiện theo, đụng vào huyết thủ đột nhiên đánh xuống. Chỉ trong chớp mắt hai đại thủ đụng vào nhau. Bùm, một tiếng thật lớn, vô số đạo lôi điện nổ tung trong không trung, tiếng sấm ù ù giống như vô số bom nổ tung trong không trung. Từng đạo khe hở xuất hiện ở nơi hai huyết thủ ấn tiếp xúc, giống như vũ khí tiên tiến bay vút ra, muốn khuếch tán ra xung quanh. Khe hở đến chỗ nào, cho dù là núi hay cây cối đều bị hủy diệt hết, nơi không bị hủy diệt thì vô cùng bừa bộn. Năng lượng cường đại dao động rằng co ra tận 10 dặm, lúc này mới dừng lại. Trong bụi đất, tiếng sấm tắt đi, một vòng xoáy huyết sắc xuất hiện trên bầu trời cách Mạc Phàm không xa. Xung quanh vô số huyết khí như nước chảy tụ tập về phía vòng xoáy này. Theo huyết khí nhập vào, vòng xoáy càng ngày càng sâu. Lực lượng khiến tim người ta đập nhanh tỏa từ trong vòng xoáy ra bốn phía. Tống Uyển Nhi và Trương Siêu như nhìn thấy cứu tinh, thân thể nhoáng lên một cái liền đến bên cạnh vòng xoáy huyết sắc này,
Mạc Phàm không có ý ngăn cản, hai mắt nheo lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vòng xoáy huyết sắc. Không lâu sau, một bóng người đi từ trong ra. Người này mặc áo gió, mái tóc dài buông xóa ở sau lưng, khuôn mặt anh tuấn trắng xanh và đôi mắt huyết sắc mang theo vài phần tà dị, hơn nữa khiến người ta cảm thấy nguy hiểm khó mà nói rõ. Người này vừa xuất hiện, huyết thú ở gần đó đều quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu lên. Sư phụ, Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nhìn thấy người thanh niên này, cúi người quỳ lại. Cậu ta là Mạc Phàm sao? Hai tay người thanh niên để ở sau lưng, nhìn chằm chằm Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Dạ, sư phụ. Tống Uyển Nhi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười nói. Cô ta chỉ nói cho sư phụ nhiệm vụ thất bại thông qua huyết lạc thư, không ngờ sư phụ cô ta tự mình tới. Lần này thì hay rồi, có khả năng bọn họ không phải chết trên tay Mạc Phàm. Thú vị, chúng huyết thần đao không chỉ không bị khống chế, còn tu ra huyết thần lực. Người thanh niên nói với vẻ đầy hứng thú. Chỉ là phân thân thôi sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn người thanh niên này một cái, thản nhiên nói. Người thanh niên này mạnh hơn Tống Uyển Nhi và Trương Siêu nhiều, cũng là người gieo huyết độc lên người Trương Siêu và Tống Uyển Nhi. Nhưng người thanh niên này chỉ là phân thân. Bởi vì trên người người đầu tiên tu luyện huyết thần công, không chỉ có huyết thú đi kèm, ở chỗ mi tâm sẽ có một viên huyết nhãn. Người này không có hai thứ này, cho nên người này không phải là đầu nguồn. Quả thật tôi không phải đầu nguồn, nhưng đủ để đối phó cậu. Người thanh niên cười lạnh lùng, tự tin nói. Tuy chỉ là phân thần nhưng cũng được, lần này không được, sẽ nhanh đi ra thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lần sau, tôi đến đây rồi, cậu còn có lần sau sao? Người thanh niên giang hai tay, trường kiếm huyết sắc xuất hiện trong tay anh ta. Tuy anh ta chỉ là phân thân, nhưng có thực lực tương đương với Mạc Phàm. Cho nên Tống Uyển Nhi và Trương Siêu không khống chế được huyết thần đao, anh ta thì không thành vấn đề. Mạc Phàm là người trúng huyết thần đao, cho dù tu ra huyết thần lực thì thế nào? Ở trước mặt anh ta, Mạc Phàm chỉ như một người bị thương, không chịu nổi một kích. Vậy anh có biết vì sao anh có thể tới đây không? Mạc Phàm lắc đầu cười, nói với vẻ khinh thường. Thế nào? Người thanh niên nhướng mày, tò mò hỏi. Anh ta vừa mới nói xong, chỉ nghe vù một tiếng. Hai thanh huyết kiếm một trái một phải đâm vào trong cơ thể anh ta, không phải người khác đúng là Trương Siêu và Tống Uyển Nhi. Hai người là... Lần này không chỉ vẻ mặt người thanh niên sửng sốt, ngay cả Tống Uyển Nhi và Trương Siêu cũng ngây ngẩn cả người. Rõ ràng bọn họ không nghĩ sẽ ra tay với người thanh niên, nhưng không biết vì sao vừa rồi bọn họ lại ra tay. Trùng thần thuật, không đúng. Người thanh niên nhíu mày hỏi. Một khi thi triển trùng thần thuật, người chúng loại thuật này sẽ không có bất luận thần trí gì, hiện giờ Tống Uyển Nhi và Trương Siêu đều tỉnh táo. Trùng thần thuật, tôi sẽ không dùng loại pháp thuật bỏ đi đó, tôi biết một số khống thần thuật cao cấp hơn trùng thần thuật nhiều. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trùng thần thuật có vẻ khó phát hiện, nhưng vẫn là công pháp cấp thấp của huyết tu. Công pháp hắn dùng có tên là huyết thần thuật, không cần tiếp xúc với đối phương cũng có thể thi triển. Hơn nữa đối phương biết rõ chúng thuật này, không chỉ không giải được còn nguyện ý làm theo ý đối phương, giống như tiềm thức mình muốn đi làm. Cho nên pháp thuật này cao cấp hơn trùng thần thuật rất nhiều. Cho nên Uyển Nhi cầu cứu tôi, là ý của cậu sao? Tươi cười trên mặt người thanh niên biến mất, lạnh giọng hỏi. Sao lại có chuyện này? Mắt Tống Uyển Nhi mở to, lùi về phía sau mấy bước, trong chớp mắt trên gương mặt quyến rũ không còn huyết sắc. Rõ ràng là cô ta muốn gửi tin cho sư phụ, ai biết thực tế là cô ta bị Mạc Phàm khống chế làm chuyện này. Vừa rồi cô ta còn tự hào vì mình thông minh, xem ra cô ta tự hào hơi sớm rồi. Anh cảm thấy tôi không đồng ý để anh tới, anh có thể tới được sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Không phải Tống Uyển Nhi và Trương Siêu thích dùng phương pháp khống chế người khác như trùng thần thuật và huyết huyễn ma âm sao, vậy hắn sẽ cho bọn họ nếm thử tư vị bị trúng pháp thuật này. Còn người thanh niên kia, hắn vốn tưởng là đầu nguồn huyết độc tới, như vậy hắn có thể diệt trừ huyết độc hoàn toàn. Cho nên lúc này hắn mới khiến Tống Uyển Nhi gọi anh ta ra. Tuy chỉ là một phân thân, nhưng có thể diệt trừ một số trước. Theo phân thân này, lại đi tìm đầu nguồn hẳn là không xa rồi. Sư phụ, chúng con. Vẻ mặt Tống Uyển Nhi sợ hãi và tuyệt vọng, nói. Không có khả năng Mạc Phàm sẽ tha cho cô ta,
cô ta vì chúng pháp thuật của Mạc Phàm mà khiến sư phụ mình rơi vào nguy hiểm, còn đâm sư phụ cô ta một đao, cho dù sư phụ cô ta không chết, người bị giết đầu tiên có thể là cô ta. Chuyện này lát nữa tính với hai người, còn không cách xa tôi một chút, cần tôi giết hai người trước sao? Trong mắt người thanh niên chớp lóe sắc bén, nói. Sắc mặt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi khó coi, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy hung dữ, vội vàng lùi sang một bên. Bọn họ trúng pháp thuật của Mạc Phàm, không biết lúc nào sẽ phát tác, vẫn nên cách xa sư phụ bọn họ một chút thì hơn, nhớ đâu lại bị Mạc Phàm khống chế vậy thì không hay rồi. Ý niệm của người thanh niên vừa động, trong chớp mắt vết thương bị Tống Uyển Nhi và Trương Siêu đâm khôi phục lại, đôi mắt huyết sắc của anh ta lóe sáng như đao phong nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu hao phí nhiều tâm tư như vậy để tôi tới đây, là muốn làm gì thế? Người thanh niên lạnh lùng nói, trên mặt không có chút lo lắng. Bị hai phế vật đâm một đao thì thế nào, cho dù Mạc Phàm cộng thêm hai phế vật cũng không phải đối thủ của anh ta, vốn dĩ không ảnh hưởng tới đại cục. Anh ta muốn giết Mạc Phàm, vẫn là chuyện vô cùng dễ dàng. Tôi gọi anh tới cũng không có chuyện gì, chỉ muốn diệt trừ tất cả những người bị xâm nhiễm dưới tay anh. Mạc Phàm nheo mắt nói. Những người này dám đi tập kích Mạc gia, lại làm bàn tử, chị họ và Moria bị thương. Tuy hắn đã diệt tất cả huyết ma ở Giang Nam, lại mượn huyễn huyết thần thuật gậy ông đập lưng ông. Nhưng sao chuyện này đủ để phát tiết lửa giận trong lòng hắn? Người khác mượn hắn một giọt nước, hắn còn biển rộng sao? Phàm nhân thương tổn một ngón tay người bên cạnh hắn, dù thế nào hắn cũng phải tiêu diệt hết huyết ma. Vậy phải xem Mạc tiên sinh chúng huyết thần đao trong truyền thuyết còn mấy phần bản lĩnh, ha ha. Người thanh niên cười nham hiểm, trong mắt xuất hiện huyết quang, trong mỗi con mắt anh ta xuất hiện chữ lạng huyết sắc. Hai chữ lạng này vừa xuất hiện. Phốc, vài tiếng, một thanh huyết đao trên người Mạc Phàm chui từ trong cơ thể hắn ra, xỏ xuyên qua cả người hắn, ở bên cạnh chui đao, đao phong lại ở một mặt khác cơ thể. Cùng lúc đó, mấy chữ truyền từ miệng người thanh niên ra. Thế gian chi sự, phi tung ký hoành. Hai thanh trường kiếm trong tay người thanh niên nhảy lên, bay vút lên cao chém về phía Mạc Phàm. Hai đạo kiếm khí huyết sắc dài 10 trượng giao thoa thành một chữ thập vĩ đại, lập tức bay về phía Mạc Phàm, kiếm khí đến chỗ nào, cho dù là nhu như hồ nước, hay là cứng như bàn thạch, toàn bộ đều bị dập nát. Ở phía đối diện, Mạc Phàm giống như không cảm nhận được huyết đao trên người Hoành Thất Thụ Bát, hắn giơ tay lau mau tươi ở khóe miệng. Hắn vươn một tay ra, bạch ngọc kiếm xuất hiện trong tay hắn. Xèo xèo, một hình vòng tròn xuất hiện trước người hắn. Hắn giẫm thẳng lên hình tròn, thập tự kiếm khí diệt sạch tứ phương cũng tới trước người hắn. Thập tự kiếm khí đến trước kiếm khí hình tròn, giống như vật thể xuyên qua một tầng thủy kính hoàn hảo không tổn hao gì, thập tự kiếm khí như ném đá vào trong biển rộng biến mất không thấy, Mạc Phàm lạnh nhạt đi từ trong thủy kính ra. Ngoại trừ huyết đao trên người nhìn có hơi đáng sợ, không có một chút thương tổn. Người thanh niên nhíu mày, lộ ra vẻ nghi ngờ. Thế nào, đường đường là Mạc tiên sinh chỉ biết ngăn cản, không còn sức tấn công nữa à? Mạc Phàm đỡ công kích của anh ta không kỳ lạ gì, nếu như ngay cả một chiêu của anh ta cũng không đỡ được, đã không thành người đứng thứ hai hoa hạ sau người đứng đầu là anh ta, thần thoại đương thời. Nhưng cho dù Mạc Phàm bị huyết thần đao cản tay, rõ ràng khí tức trên người còn rất mạnh, nhưng Mạc Phàm chỉ ngăn cản không chống chọi với anh ta, chuyện này không bình thường. Tôi sợ vừa ra tay đã giết chết anh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, một tay nhấc kiếm lên lững thững đi về phía người thanh niên kia. Tuy người này không phải đầu nguồn, nhưng phía dưới anh ta cũng có tấm lưới rất lớn, trong lưới có rất nhiều người bị xâm nhiễm. Nếu hắn ra tay nhỡ đâu giết người thanh niên này, muốn diệt tấm lưới này thì hơi phiền phức chút. Hơn nữa, giết chết tôi, chuyện này cậu lo lắng hơi nhiều rồi, trước khi cậu chết tôi sẽ không chết. Người thanh niên nhíu mày, sau đó cười khinh thường. Trong mắt hắn lóe lên sắc bén, trên người chớp lóe huyết quang, tiếng sấm vang lên từ phía sau anh ta. Tiếng sấm tắt, anh ta cũng tới trước người Mạc Phàm, huyết khí trên trường kiếm trong tay xoay tròn theo hướng khác, giống như hai mũi khoan xoay tròn cực nhanh, như sấm điện đâm về phía Mạc Phàm. Lực vặn khủng bố vặn vỡ không gian, mang theo lực lượng khiến tâm thần người ta đều sợ hãi đâm về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu có thể đi chết đi. Người thanh niên cười gằn nói. Lúc nói chuyện, ý niệm của anh ta lại động. Bong bong, bốn trường đao huyết sắc lộ ra trong tay chân Mạc Phàm.
Chỉ trong chớp mắt, tay chân Mạc Phàm như đao luân bên trong máy xay thịt, tràn đầy huyết đao. Một màn đẫm máu khiến cho người ta có cảm giác toàn thân nổi da gà. Cách đó không xa, Trương Siêu và Tống Uyển Nhi cười đắc ý. Như vậy là được rồi, nếu Mạc Phàm trực tiếp bị sư phụ bọn họ giết thì lợi cho Mạc Phàm quá, nên hành hạ Mạc Phàm một lát rồi giết Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn không nhăn mày như trước, nhưng giống như không còn hứng thú chơi tiếp nữa. Tuy tôi không muốn giết anh, nhưng anh sống đủ rồi đó. Nói xong hắn không thèm nhìn trường kiếm như mũi khoan trong tay người thanh niên, một tay đi sau tới trước nắm lấy cổ áo người thanh niên, xách người thanh niên lên cao. Tôi ở ngay trước người anh, kiếm của anh lại đâm tôi thử xem, anh thử khống chế huyết thần đao ở trong cơ thể tôi nữa xem. Mạc Phàm nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi. Người thanh niên nhíu mày, hai trường kiếm trong tay muốn đâm về phía Mạc Phàm, nhưng trong tay anh ta như bị hai ngọn núi to đè, không thể nhúc nhích được. Anh ta lại khu động huyết thần đao ở trong cơ thể Mạc Phàm, huyết thần đao cũng giống như mất đi liên hệ với anh ta. Chỉ trong phút chốc sắc mặt anh ta khó coi, trong mắt lóe lên hung quang, nhìn về phía Tống Uyển Nhi và Trương Siêu ở phía xa. Hai người dừng lại cho tôi, còn dám dĩ hạ phạm thượng, tôi diệt hai người. Không phải thực lực của Mạc Phàm biến mạnh, mà không chỉ Tống Uyển Nhi và Trương Siêu đang phản vệ anh ta, hai người này còn giúp Mạc Phàm ngăn cản anh ta khống chế huyết thần đao. Phản vệ rất thường thấy trong huyết tu, một khi thực lực thuộc hạ vượt qua đầu nguồn mình, sẽ có thể phản vệ. Cho nên tu vi của huyết tu đầu nguồn đảm bảo địa vị của mình, sẽ lấy lực lượng của nô bộc thuộc hạ theo kỳ, làm mình cường đại, cũng suy yếu thực lực của thuộc hạ. Thực lực của anh ta kém hơn Mạc Phàm không trúng huyết thần đao một chút, hiện giờ anh ta không khống chế được huyết thần đao, lại bị hai tên đồ đệ phản vệ, thực lực sẽ kém hơn Mạc Phàm nhiều. Anh ta như vậy. Quả thật Mạc Phàm có thể giết anh ta. Chúng con. Vẻ mặt Tống Uyển Nhi và Trương Siêu tràn đầy vô tội và bối rối. Mạc Phàm, có bản lĩnh thì dựa vào bản lĩnh đấu với sư phụ tôi, đừng dùng loại mánh khóe vô liêm sỉ này, như vậy cậu xứng với danh xưng Mạc Tiên Sinh sao, cậu như vậy tôi khinh thường cậu. Trương Siêu tức giận quát Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu cười, hắn vốn tưởng rằng tu luyện huyết thần công sẽ khiến Trương Siêu thành thục hơn. Bây giờ xem ra chỉ có Tống Uyển Nhi là thành thục, Trương Siêu vẫn có tâm tính đứa bé như trước. Lúc này anh ta cảm thấy những mánh khóe này là vô liêm sỉ, hai người vụng trộm tiến vào Mạc gia, lại khống chế chị họ và Moria khiến hắn trúng huyết thần đao, sao lúc đó hai người không cảm thấy mình rất vô liêm sỉ. Mạc Phàm không để ý tới Trương Siêu, trong mắt chớp lóe sắc bén, ánh mắt nhìn về phía người thanh niên. Anh còn cảm thấy tôi không giết được anh sao? Một tay còn lại của hắn vung lên, một loạt huyết đao trên tay bay ra, tay hắn chậm rãi đẩy về phía trước. Phốc, tất cả huyết đao rơi lên huyệt Cảnh Kiên, huyệt Thừa Sơn, huyệt Thiên Tông và huyệt Vị Nội. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết truyền từ miệng người thanh niên ra. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, phàm là huyết thần đao trong cơ thể xuất hiện thành huyết đao đâm hết vào mỗi huyệt vị của người thanh niên không có lực lượng chống cự lại, cả người như con nhím. Những huyết đao này hạ xuống, lực lượng khiến tim người ta đập nhanh trên người người thanh niên xuống dốc không phanh, yếu hơn Tống Uyển Nhi và Trương Siêu rất nhiều. Mạc Phàm, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Người thanh niên giận dữ hét. Tôi nói rồi, tôi muốn dùng anh diệt tất cả huyết ma phía dưới anh. Mạc Phàm lặp lại. Phù phù, cậu đừng mơ, cho dù tự bảo tôi cũng không để cậu thành công. Người thanh niên cười hung dữ, huyết quang trên cơ thể tăng vọt. Giống như khí tức xuất hiện trước khi vũ khí tiên tiến nổ mạnh. Mạc Phàm nhìn thoáng qua người thanh niên, hai mắt như mặt trên hồ nước, không có một chút gợn sóng. Tự bạo sao, anh có thể thử vài lần, nhìn xem có tự bạo thành công hay không. Mạc Phàm không ngăn cản, trái lại còn đề nghị. Vẻ mặt người thanh niên sửng sốt, trong chớp mắt khuôn mặt hung dữ vô cùng khó coi. Lực lượng trong cơ thể anh ta mới lên tới đỉnh phong. Chuẩn bị sắp nổ tung thì những huyết đao sau lưng anh ta như thoát khí, cũng sáng lên theo, lực lượng trong cơ thể anh ta đều thoát ra ngoài. Anh ta thử liên tục vài lần, đều là như vậy. Cậu đã làm gì tôi? Người thanh niên nghiến răng tức giận nói, hỏa diễm huyết sắc giấy lên ầm ầm trên người. Tuy anh ta chỉ là một phân thân, nhưng cũng coi như là đầu nguồn của huyết thần công. Tồn tại dưới một người trên vạn người. Đợi một thời gian nữa. Tất cả sinh linh trên địa cầu đều trở thành nô lệ của anh ta. Anh ta mới xuất hiện không lâu,
không chỉ không thể dẫm Mạc Phàm dưới chân, trái lại giống như món đồ chơi bị Mạc Phàm đùa giỡn. Nếu Mạc Phàm nguyện ý, có khả năng những vết thương trên người Mạc Phàm do huyết thần đao tạo ra đã không có. Không có gì, chỉ dùng đồ dính chút máu của tôi, che lại một số huyệt vị của anh, mở một số huyệt vị của anh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Phần lớn huyết tu luyện sẽ cực đoan, cho dù không cực đoan tu luyện lâu sẽ thành kẻ điên. Nếu người thanh niên này không bị hắn khống chế, phần lớn sẽ lựa chọn tự bạo. Bởi vì tự bạo, có khả năng anh ta sẽ được đầu nguồn cứu sống lại. Nếu như vì anh ta mà tổn thất hàng loạt huyết nô, cho dù sống lại cũng sống không bằng chết. Nếu hắn không trúng huyết thần đao, trái lại hắn không cần phải băn khoăn gì, người thanh niên này tự bạo, ngăn cản là được. Nhưng với thực lực của hắn hiện giờ, có chút không đủ. Nếu dụ người thanh niên này tới, không thể xuất hiện thêm bất cứ sai lầm gì. Nếu không hắn tiếp tu luyện huyết hải ma kinh, vậy thì tu luyện uổng phí rồi. Huyết đao dính máu của hắn đâm vào huyệt vị cố định, trừ phi hắn không phải y tiên bất tử, nếu không người thanh niên này muốn tự bạo cũng khó có khả năng. Mạc Phàm, cậu dám làm như vậy, bản tôn của tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Người thanh niên như ác quỷ nguyền rủa, tức giận quát, không cần anh ta bỏ qua cho tôi sẽ diệt cả anh ta luôn. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Hắn chẳng muốn nhiều lời với người thanh niên này, hắn thu hồi bạch ngọc kiếm. Một tay trực tiếp xuyên vào trong cơ thể người thanh niên, khi rút ra, một tảng đá đầy máu tươi được hắn kéo ra. Tảng đá này to bằng lòng bàn tay, toàn thân đỏ như máu, có hình dạng như một người, chỉ không có ngũ quan. Thứ này là thứ rất quan trọng của huyết tu, bình thường có tên là huyết đan, cũng có tên là huyết hạch. Nếu là huyết hạch của đầu nguồn, huyết đan này sẽ giống bản tôn anh ta như đúc, không giống hình người không có tai mắt mũi miệng như vậy. Mạc Phàm cũng không chần chừ, hắn nheo mắt lại ném huyết đan về phía không trung. Hai tay hắn vũ động, một đám pháp ấn huyết sắc không ngừng ngưng kết trong tay hắn. Cùng lúc đó, chú ngữ đau khổ truyền từ miệng hắn ra, mỗi một âm phù bay ra, thì có một ấn ký màu vàng xuất hiện. Một phù một ấn, một cái tà dị một cái thánh khiết, trang nghiêm, đan vào với nhau, vờn xung quanh huyết đan, càng tụ càng nhiều, huyết quang nhàn nhạt xuất hiện trên huyết đan. Một phút sau, cả bầu trời đều che kín phù ấn. Cũng đúng lúc này, chú thần huyết đồ, hiện. Mạc Phàm quát lớn một tiếng. Tất cả phù ấn chen chúc tiến vào trong huyết đan. Theo ấn phù tiến vào huyết đan giống như núi lửa bùng nổ, chấn động một lát. Bùm một tiếng, một đạo cột sáng màu vàng cỡ lu nước, mang theo hồng quang phóng lên trời. Cột sáng đến giữa không trung thì tản ra như hoa lê, biến thành từng sợi tơ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tốc độ rất nhanh. Những sợi tơ này nửa hồng nửa vàng, mới đầu thô như cánh tay người, số lượng chỉ có mấy cái, kế tiếp càng ngày càng mảnh, giống như là sợi tóc, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, gần như không thể đếm xuể, giống như một cây đại thụ cao vút trời. Một mặt những sợi tơ này nối với tầng phía dưới, một mặt khác thì hoành thất thụ bát vươn về phía bầu trời xa xa. Trong đó hai sợi thô nhất nối lên đầu Tống Uyển Nhi và Trương Siêu, dính bọn họ vào với nhau. Nhìn thấy đồ án như vậy, cho dù là người thanh niên hay Tống Uyển Nhi và Trương Siêu, sắc mặt đều khó coi tới cực hạn. Bọn họ có thể cảm ứng được đồ án này, cũng có thể dùng đồ án này giết bất kỳ một ai, nhưng chưa từng dùng pháp thuật khiến đồ án này hiện ra. Vậy mà Mạc Phàm hiện những đồ án này ra, nhưng có chút khác. Lẽ ra đồ án này đều có màu đỏ, nhưng đồ án Mạc Phàm làm hiện ra thì nửa vàng nửa hồng. Bọn họ không biết màu vàng là gì, nhưng có cảm giác rất chán ghét. Mạc Phàm, cậu không biết bản tôn của tôi là ai, tôi khuyên cậu lập tức dừng lại. Người thanh niên nhíu chặt mày, trầm giọng nói. Bản tôn của anh là ai, tôi xem anh ta có thể khiến tôi dừng lại hay không. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút tò mò. Trên địa cầu này không có mấy người có thể lọt vào mắt hắn. Không biết người này có thể khiến hắn dừng lại hay không, nhưng khả năng này còn nhỏ hơn cả hạt cát vàng trong sa mạc. Tôi sẽ không nói cho cậu biết bản tôn của tôi là ai, nếu cậu có thể sống sót dưới tay thế lực ngoại quốc, tông môn ẩn thế và hội ngũ lão, cậu sẽ biết việc cậu làm ngu ngốc đến mức nào. Người thanh niên nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, lạnh lùng nói. Huyết tu các anh không cùng đến à, hay là huyết tu các anh muốn thừa dịp cháy nhà đi hôi của? Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi. Một khi hắn đấu với những thế lực nước ngoài, hội ngũ lão,
tông môn ẩn thế, cho dù kết quả thế nào đều là cơ hội tốt nhất của huyết tu. Bọn họ có thể nhân cơ hội nuốt thế lực ngoại quốc, tông môn ẩn thế, hội ngũ lão thậm chí là hắn, như vậy có khả năng cả địa cầu thành thiên hạ của huyết tu. Đây cũng là nguyên nhân hắn ra tay với huyết tu trước, so với những thế lực khác, huyết tu càng nguy hiểm hơn. Cậu! Sắc mặt người thanh niên xanh tím bất định, giống như bị người ta vạch trần bộ mặt thật. Bản tôn của anh tới hay không đều không quan trọng, anh ta tới tôi sẽ diệt anh ta không tới, tôi diệt thế lực khác xong sẽ diệt anh ta, trước đó anh và tấm lưới này cũng biến mất luôn đi. Bỗng nhiên huyết quang trong mắt Mạc Phàm thu lại, kim quang lóe lên bên trong. Đốt! Một chữ vang lên, bùm một tiếng, hỏa diễm màu vàng giấy lên trên huyết đan, chậm rãi lan tràn lên phía trên. Hỏa diễm giống vậy cũng xuất hiện trên người trong tai mắt mũi miệng người thanh niên, trong chớp mắt đã lan tới toàn thân. A, âm thanh như vạn lệ quỷ đang khóc lập tức truyền từ miệng người thanh niên ra. Không chỉ người thanh niên, hỏa diễm màu vàng cũng đến mỗi nhánh, hỏa diễm đang giấy lên trên người Tống Uyển Nhi và Trương Siêu, sau đó lan xuống dưới. Trong lúc này, sau hỏa giấy Giang Nam, đến lượt hỏa diễm màu vàng giấy lên trong phạm vi toàn cầu. Sắc mặt không ít người kỳ lạ, ngay sau đó trên người bốc cháy, rất nhanh liền biến mất trong hỏa diễm màu vàng. Cũng đúng lúc này, trong cung điện huyết sắc ở một nơi hoa hạ, bỗng nhiên có đôi mắt mở ra. Đôi mắt này vừa mở to, một đôi mắt vĩ đại xuất hiện trên tấm lưới lớn bị hỏa diễm màu vàng bao trùm, ép về phía Mạc Phàm. Năng lượng rời núi lấp biển lan ra bốn phương tám hướng, trên bầu trời đầy khói mù lập tức có huyết phân chuyển động. Cậu là tiểu tử tầm thường, Mạc Phàm đúng không? Giọng nói trầm thấp uy nghiêm, vang lên từ trong hư không. Phân thân của anh ta nhận được huyết lạc thư của Tống Uyển Nhi, tất nhiên không thể gạt được anh ta. Có ai ngờ phân thân của anh ta ra tay không thể chế phục được Mạc Phàm, còn thêm tất cả huyết tu dưới tay phân thân của anh ta đều bị giết chết. Anh ta không để vào mắt những lực lượng của đám huyết tu này, nhưng dù sao cũng là chó của anh ta. Chó của anh ta bị giết nhiều như vậy, là ai cũng không thể chịu được. Chắc anh ta là đầu nguồn. Mạc Phàm nheo mắt lại, trên mặt không có chút e sợ, nhìn thoáng qua giữa hai con mắt nói. Ở giữa hai con mắt này có một vùng huyết văn, hẳn là ngọn nguồn của huyết độc rồi. Định nơi đi, tôi sẽ đi tìm cậu. Giọng nói thích chữ như vàng. Rõ ràng chỉ có 8 chữ, nhưng mang theo uy áp và phẫn nộ rất lớn, giống như thiên thần đang nói chuyện truyền ra rất xa. Cho dù lúc này cách rất xa nhưng Lý Thi Vũ và Moria cũng có thể nghe thấy và cảm nhận được, hai người không tự chủ được xoay người lại, nhìn về phía Mạc Phàm. Người nào có khí tức cường đại như vậy? Lý Thi Vũ lo lắng hỏi. Moria nhíu chặt mày, vẻ mặt thận trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm bầu trời ở phía xa, không nói gì. Khí tức này đâu chỉ cường đại, cô có cảm giác còn lợi hại hơn Mạc Phàm. Mạc Phàm nhướn mày, nhìn đôi mắt trên bầu trời với vẻ đầy hứng thú. Huyết tu này hoàn toàn có thể trốn tới khi hắn đại chiến tứ phương xong, huyết tu này có thể chỉ định địa điểm cho hắn, cuối cùng hắn cũng gặp được người dám nhất chiến với hắn rồi. 3 ngày sau, đỉnh Hoa Sơn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt nói. Đỉnh Hoa Sơn, hy vọng có thể gặp cậu ở đỉnh Hoa Sơn, còn nữa trong 3 ngày. Tôi hy vọng có thể thấy huyết thần đao trên người cậu đã được giải, nếu không cậu sẽ thành huyết nô mới của tôi. Giọng nói kia lạnh lùng nói. 3 ngày sau anh sẽ biết, người nào sẽ biến mất hoàn toàn. Mạc Phàm cười nhạt nói. Không biết sau khi cậu nhìn thấy Lâm Thiên Nam tôi, còn có thể nói những lời này hay không? Đôi mắt kia tới gần Mạc Phàm hơn, tiếp tục nói. Những lời này vừa vang lên, vẻ mặt Moria ở phía xa sửng sốt. Trong mắt hiện lên vẻ khó mà tin được. Lâm Thiên Nam đệ nhất thiên hạ. Trước khi Mạc Phàm chưa quật khởi, cái tên này không chỉ như sấm bên tai ở Hoa Hạ, cũng có thanh danh hiển hách trên thế giới. Lâm Thiên Nam giống như một ngọn núi cao, khiến người ta phải ngẩng đầu lên nhìn, không ai có thể vượt qua anh ta. Sau khi thanh danh Mạc Phàm lên cao, người này liền mất tích một cách thần bí, vẫn chưa từng xuất hiện. Có người nói Lâm Thiên Nam bế quan. Cũng có người nói Lâm Thiên Nam biến thành người bình thường, cho dù thế nào quang mang ngày xưa của Lâm Thiên Nam đều bị Mạc Phàm che khuất. Ai biết Lâm Thiên Nam không chỉ không biến mất khỏi thế gian, trái lại thực lực đã khủng bố như vậy. Mắt Mạc Phàm mở to, trong mắt xuất hiện bất ngờ. Ở trên địa cầu, không có mấy người hắn chưa từng gặp nhưng có thể khiến hắn nhớ kỹ tên,
Lâm Thiên Nam là một trong số đó. Nhưng đã từng là đệ nhất thiên hạ, vậy mà thu lực lượng thông qua tu luyện huyết thần công. Chỉ trong phút chốc hắn thoải mái hơn. Lực lượng là thứ khiến người ta điên cuồng, có rất nhiều người vì đạt được lực lượng mà không tiếc nhập ma đạo, không chỉ mình Lâm Thiên Nam. Lâm Thiên Nam, được lắm, gặp ở Hoa Sơn. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, không nói nhiều. Trong mắt hắn chớp lóe kim quang, hỏa diễm màu vàng đốt sạch cả tấm lưới, đôi mắt trên tấm lưới lớn cũng đóng lại. Lúc này, trong sơn động chỗ Lâm Thiên Nam, vù vù, hỏa diễm huyết sắc giấy lên trên cột xung quanh, thắp sáng toàn bộ trong cung điện. Lâm Thiên Nam đang ngồi trên một tế đàn cổ xưa, cả tế đàn đều do đầu người trồng lên mà thành, không biết qua bao nhiêu năm, phần lớn đầu lâu không chỉ không có bất luận góc cạnh gì, còn tràn đầy vết rạn, có khả năng vỡ nát bất cứ lúc nào. Xung quanh giàn tế là một huyết trì, ngăn cách tế đàn và hành lang xung quanh. Ba mặt hành lang dựng thẳng từng cái cột hai người ôm không hết, trên cột điêu khắc một người bị buộc ở bên trên, nam nữ đều có, máu tươi không ngừng chảy từ miệng người điêu khắc ra, nhập vào trong huyết trì. Hỏa diễm sáng lên, chỉ nghe hai tiếng vù vù, hai người đàn ông mặc tây trang một đỏ một trắng quỳ gối xuống đất, xuất hiện trên hành lang đối diện Lâm Thiên Nam. Chủ nhân, ngài đây là... Hai người không dám ngẩng đầu, cung kính nói. Hai người theo tôi tới Hoa Sơn một chuyến. Tôi muốn đi gặp Mạc Phàm một lần. Vẻ mặt Lâm Thiên Nam không thay đổi, ra lệnh. Chẳng lẽ Tiểu Hắc không đối phó được Mạc Phàm? Người đàn ông mặc đồ đỏ nhíu mày hỏi. Tên tiểu tử kia lợi hại hơn hai người nghĩ một chút. Lâm Thiên Nam thản nhiên nói. Không phải chúng ta đợi Mạc Phàm đại chiến tứ phương xong mới ra tay sao? Người đàn ông mặc tây trang màu trắng nheo mắt, do dự một lát mới nói. Sở dĩ bọn họ nhìn Mạc Phàm bước từng bước ngồi đến địa vị như bây giờ, vẫn không chịu ra tay. Là muốn lấy Mạc Phàm làm vũ khí, nhờ vào lực lượng của Mạc Phàm khiến cao thủ đỉnh cao trên địa cầu thành huyết nô của bọn họ. Lần này Mạc Phàm hấp dẫn tam đại thế lực, nếu Mạc Phàm có thể đánh bại những người này, bọn họ sẽ nhân cơ hội chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, gần như địa cầu thành của bọn họ rồi. Không cần thiết, hai người không nên ra tay với Mạc gia. Lâm Thiên Nam lắc đầu nói, nếu Mạc Phàm không biết đến sự tồn tại của bọn họ còn có cơ hội làm vậy. Nhưng bọn họ ra tay với Mạc Phàm, không chỉ khơi dậy lửa giận với Mạc Phàm, còn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mặc kệ Mạc Phàm có phải đối thủ của những thế lực này hay không, Mạc Phàm đều sẽ không để bọn họ thực hiện được. Những tính toán của bọn họ, không nên ra tay nữa thì hơn. Chuyện này, sắc mặt hai người khó coi, nhìn thoáng qua nhau. Chúng ta cứ ra ngoài như vậy, có thể không ổn hay không, có cần chuẩn bị thêm nữa không? Người đàn ông mặc tây trang màu trắng do dự, vẫn mở miệng hỏi. Một khi bọn họ bại lộ, rất có khả năng sẽ thành người bị mọi người chỉ trích. Không cần, chúng ta ở đây đủ lâu rồi, cũng đến lúc đi ra ngoài, hiện giờ tôi có thể san bằng tất cả rồi. Lâm Thiên Nam chậm rãi đứng dậy, vô cùng bình tĩnh nói. Theo anh ta đứng dậy. Từng viên huyết đan bay từ trong huyết chỉ ra, có không biết bao nhiêu viên, chi chít ở bên trong cung điện. Vẻ mặt hai người đàn ông kia lập tức sửng sốt, không nói nên lời. Huyết tu không khác tu sĩ bình thường lắm, đến thần cảnh trong cơ thể chỉ có một viên tương tự kim đan, bọn họ gọi là huyết đan. Nhưng chủ nhân bọn họ có nhiều huyết đan như vậy, chuyện này cũng quá khủng bố rồi. Đi thôi. Vẻ mặt Lâm Thiên Nam như thường, dẫm lên máu loãng ra khỏi cung điện. Một vùng huyết sắc xuất hiện trong không trung, nhuộm đỏ nửa vùng trời, di chuyển về phía Hoa Sơn Hoa Hạ. Huyết phân này vừa xuất hiện, lập tức khiến không ít người chú ý. Mây hồng sao? Một người thanh niên trừng mắt nhìn, mở miệng nói. Bây giờ mấy giờ rồi? 12 giờ trưa. Cậu từng thấy mây hồng vào giữa trưa rồi à? Một người ở bên cạnh anh ta vỗ gáy anh ta nói. Vậy đó là gì? Thứ này càng lúc càng to. Chỉ sợ không phải thứ tốt gì, mọi người chạy mau. Cách thứ này càng xa càng tốt. Một người đàn ông trung niên híp mắt nói. Ông ta xuất thân từ bộ đội đặc chủng, không chỉ biết chút công phu, tính cảnh giác đối với nguy hiểm cũng mạnh hơn người khác rất nhiều. Huyết phân này không chỉ mang theo khí tức khiến người ta cảm thấy không thoải mái, theo quá trình di chuyển, còn có từng thứ như sao băng bay từ mặt đất lên, nhập vào trong huyết phân, khiến huyết phân này càng ngày càng mạnh hơn. Hơn phân nửa là có người đang thi pháp, còn là pháp thuật không tầm thường.
Cho dù pháp thuật này là chính hay tà, bọn họ đều nên tránh xa thì hơn. Một đám người nhanh chóng rời đi, còn dùng di động quay chụp lại dị cảnh trên bầu trời. Huyết phân này vừa xuất hiện, rất nhanh đã bị rất nhiều vệ tinh trên bầu trời quan sát. Thông tin huyết phân nhanh chóng lan truyền ra như gió, có vô số người ở trên địa cầu đang bàn tán về nó. Phía Tây, là người của gia tộc Wiki phái tới sao? Gia tộc Wiki tuyên bố muốn tiến vào Hoa Hạ từ phía Tây, tuy mấy lần trước cao thủ của gia tộc Wiki thua Mạc Phàm, nhưng không ai có thể khinh thường sự tồn tại của gia tộc Wiki. Gia tộc Wiki truyền thừa lâu như vậy, cho dù là một số lãnh đạo cấp cao quốc gia đều nói gì nghe nấy với bọn họ, cao thủ bí mật cũng sâu như động không đáy. Người dạng gì đi từ gia tộc Wiki ra, đều không hề hiếm lạ. Chắc chắn huyết phân này là cao thủ của gia tộc Wiki đưa tới. Có người nói chắc như đinh đóng cột. Huyết phân từ phía Tây tới, cuối cùng cuộc chiến cũng sắp bắt đầu rồi sao? Có người trong mắt tràn đầy chờ mong, hỏi. Thế lực mấy phương tuyên bố ở Lỗ Châu sẽ tiến vào Hoa Hạ từ bốn phương, có lẽ không có mấy người biết. Nhưng tin tức này đối với những đại thế gia, tông phái và những kẻ yêu thích chuyện này mà nói, vốn dĩ không tính là bí mật gì. Huyết phân này vừa xuất hiện, ánh mắt không ít người nhìn về phía khác. Trên biển cả phía đông, trong biển rộng mênh mông, một bóng người yểu điệu lâm không mà đứng, đi về phía tây Hoa Hạ. Bóng người này mặc bộ đồ da bó sát, chân đi đôi ủng dài tới đầu gối, bên ngoài là áo gió màu đen, dáng người nóng bỏng đều lộ ra hết. Mái tóc dài màu đỏ buông xuống mông, mái tóc được vén sang một bên, chỉ lộ ra gương mặt lạnh như băng. Tuy chỉ hơi lộ ra, nhưng có thể khiến vô số người ái mộ và truy đuổi. Bước đi của vị mỹ nữ này rất nhanh, mỗi khi chân hạ xuống đều vượt qua 100 mét, giống như là thuấn di. Bà ta đến chỗ nào, trên bầu trời sẽ có một hỏa diễm hình phượng hoàng vĩ đại đi theo. Hỏa diễm này lấy thế đốt thiên, đến chỗ nào sẽ để lại một đạo hắc sắc trong không trung, giống như bầu trời bị đốt. Bà ta rời đi rất lâu, hắc sắc ở trên bầu trời còn chưa tản đi. Thông qua vệ tinh nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc này, không ít người cao giọng hoan hô. Phượng hoàng của Nguyệt Hạ Chi Dực, đúng là điên cuồng, phượng hoàng đến từ phía đông. Phía bắc, tuy lúc này còn chưa tới mùa đông, nhưng trên Siberia mặt đất không chỉ sớm bị bông tuyết bao phủ, nhiệt độ cũng giảm xuống âm 3-40 độ. Ở trong này cho dù là sói rất thích ứng với nơi này cũng sẽ bị lạc đường, sau đó bị băng tuyết bao trùm. Nhưng trên vùng hoang vắng mênh mông vô bờ, một người đàn ông thân cao chừng hơn 20 thước, tóc màu rám nắng để xõa sau lưng, mặc trên người bộ da thú, cả người giống như cự nhân đi từ trong rừng rậm nguyên thủy ra. Một tay ông ta cầm thiết bổng còn to gấp đôi ông ta, bàn tay còn lại cầm một thùng rượu bằng gỗ sồi cao cỡ nửa người, mỗi khi đi một đoạn ông ta lại uống một ngụm, mỗi khi đi một bước, đất đai đều chấn động một lúc, giống như rất sợ đại hán này. Hải thần đi về phía bắc. Phía nam, ở một nơi tên là Đế Vương Hạp Gốc, trong này có không ít phần mộ của pha, gia, ông. Ngay tận cùng hạp gốc này, trong bóng tối vô tận, một đạo kim quang phóng lên trời, trực tiếp chiếu vào nơi không biết trên bầu trời, một tinh đồ lập tức xuất hiện trong không trung. Sau đó, dầm âm thanh đất rung núi chuyển vang lên, vô số ma thú như sư tử, báo, sói điên cuồng chui từ trong bóng tối ra, giống như thấy thứ gì đó đáng sợ. Một lát sau, một chiếc phi thuyền rất to bên ngoài giống như kim tự tháp chưa bao giờ được phát hiện, chậm rãi tiến vào không trung theo đạo kim quang kia. Cùng lúc đó, bên bờ sông Nin cổ xưa, tượng Sphinx nằm bên cạnh pha, ra, ông Khufu cũng chấn động theo, cát đá rơi từ trên người nó xuống, lộ ra cơ thể Sphinx quái vật Ai Cập cổ. Giống giống, tiếng gầm giận dữ vang lên, một đôi như cánh chim dang rộng trên người Sphinx, cánh khẽ vỗ, gió bão nổi lên trong sa mạc, Sphinx bay lên trời, bay về phía kim tự tháp trong không trung. Một thú một tháp, trong chớp mắt hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trên thế giới. Pháp thần phía nam. Ngoại trừ huyết phân, phượng hoàng, hải thần và pháp thần, mấy động tính khác cũng có động tính kinh thế hãi tục do người tạo ra, tiến về phía Hoa Hạ. Trong lúc này khắp nơi trên thế giới gió nổi mây phun, hoành kích Hoa Hạ. L. Úc thế giới sôi trào, Mạc Phàm ngồi khoanh chân trên huyết hồ ở Thú Sơn, lông mày hắn nhíu chặt lại. Dựa vào huyết thần lực của huyết thần đao, hắn tu luyện thành huyết hải ma kinh. Quả thực mượn lực này diệt được tất cả huyết ma ở dưới tay người thanh niên kia. Nhưng thứ này không thể ở trong cơ thể hắn nữa.
Người thanh niên kia có thể khống chế huyết thần đao trong cơ thể hắn, Lâm Thiên Nam đầu nguồn của huyết ma thì càng khống chế được dễ dàng, cho dù Tống Uyển Nhi và Trương Siêu còn sống cũng không có tác dụng. Bởi vì đối với đám Tống Uyển Nhi mà nói, đầu nguồn giống như thần. Cho nên trước khi tới đỉnh Hoa Sơn, nhất định phải xử lý xong huyết thần đao trong cơ thể hắn, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Ý niệm của hắn vừa động, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, một cái cối xay vĩ đại trôi nổi trên đỉnh đầu hắn. Cối xay chuyển động, huyết thần chi khí trong cơ thể hắn do tu luyện huyết hải ma kinh tạo ra lập tức bị rút đi, tụ tập về phía cối xay gió kia, dưới cối xay này, từng dòng linh lực tinh thuần hối nhập vào trong cơ thể hắn. Theo những huyết thần chi khí được cối xay chuyển hóa, huyết tinh chi khí nồng đậm trên người hắn nhanh chóng biến mất, huyết quang thu lại trong mắt hắn, cả người khôi phục thành dáng vẻ lúc trước. Nhưng đợi tất cả huyết thần chi khí được chuyển hóa, Mạc Phàm nhìn thoáng qua trong cơ thể hắn, lông mày nhíu lại. Vậy mà cửu chuyển hỗn nguyên công không có biện pháp chuyển hóa huyết thần đao này sao? Hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, cho dù được gọi là công pháp bá đạo nhất ở tu chân giới cũng không đủ. Cho dù là linh, yêu, ma, tà, huyết, thánh và lực lượng, đều có thể được cửu chuyển hỗn nguyên công chuyển hóa thành linh khí tinh thuần nhất. Đây cũng là lý do vì sao hắn bí quá lóa liều, tu luyện huyết hải ma kinh. Một khi tu luyện công pháp này, thì sản sinh nhân quả với huyết hải, tuy huyết tổ đã chết, huyết hải cũng biến thành một vùng biển chết, nhưng nhân quả này không có thì không có tốt hơn. Nhớ đâu huyết tổ sống lại, không biết sẽ sản sinh ra hậu quả đáng sợ gì. Nhưng huyết thần đao này, hắn vươn một tay ra, một pháp ấn lóe lên trong lòng bàn tay hắn. Một thanh đoản đao huyết sắc dâng lên từ trong lòng bàn tay hắn. Trong mắt hắn chớp lóe lam quang, nhìn chằm chằm đoản đao huyết sắc này. Chỉ trong phút chốc, lam quang trong mắt hắn thu lại. Hóa ra là như vậy. Huyết thần đao chỉ là một loại huyết thuật cấp thấp, chỉ hơi phiền phức một chút, còn chưa tới mức không có biện pháp diệt trừ. Với cấp bậc của cửu chuyển hỗn nguyên công, hoàn toàn đủ để phá hủy huyết thần đao. Sở dĩ không bị phá hủy. Là vì huyết thần đao này thành hạch tâm để hắn tu luyện huyết hải ma kinh, huyết thần đao này đã không còn là huyết thần đao bình thường, do huyết hải ma kinh ngưng tụ thành hạch tâm. Huyết thần đao cấp thấp, nhưng huyết hải ma kinh là công pháp cùng cấp bậc với cửu chuyển hỗn nguyên công, cửu chuyển hỗn nguyên công muốn diệt huyết hải ma kinh không dễ như vậy. Có thể nói như vậy, huyết thần đao bản thăng cấp bị người ta khống chế, đã trở thành một phần của cơ thể hắn. Lần này phiền phức rồi. Mạc Phàm nhíu mày lẩm bẩm. Huyết thần đao xuất bất trừ diệu, Lâm Thiên Nam hoàn toàn có thể đối phó hắn thông qua chuôi đao này. Làm sao bây giờ? Mạc Phàm nhíu mày, suy nghĩ một lát. Hắn không ngờ tới kết quả này, không gian trước người hắn xuất hiện gợn sóng, Moria dẫn theo Lý Thi Vũ đi từ trong ra. Tiểu Phàm, em không sao chứ? Lý Thi Vũ đến bên cạnh Mạc Phàm, lo lắng hỏi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ đều là tự trách. Vốn đã đủ phiền phức rồi, một đao của cô lại khiến Mạc Phàm càng phiền phức hơn. Chút chuyện này, sao có thể làm khó được em họ chị, chẳng qua cần chút thời gian thôi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Chỉ hơi phiền phức mà thôi, kiếp trước hắn gặp không biết bao nhiêu chuyện, đều phiền phức hơn chuyện này nhiều, so với những chuyện đó huyết thần đao không tính là gì. Tuy Mạc Phàm nói vậy, lo lắng và tự trách trên mặt Lý Thi Vũ cũng không giảm bớt đi. Chị có thể giúp em chuyện gì không? Hai người hộ pháp giúp em là được rồi, có khả năng em cần bế quan mấy ngày, đợi em đi ra sẽ không có chuyện gì nữa. Mạc Phàm cười nói. Được, chị họ sẽ không để người khác quấy rầy em. Lý Thi Vũ gật đầu, lùi sang một bên với Moria. Thú Sơn chìm xuống, Mạc Phàm tiến vào trong sơn động ở Thú Sơn, lông mày hắn nhíu chặt. Trái lại hắn có biện pháp diệt trừ huyết thần đao. Ví dụ như dùng dược, nhưng lúc này đi thu thập những dược liệu đó sẽ không kịp, hơn nữa phần lớn dược liệu sẽ không có trên địa cầu. Ý niệm hắn vừa động, trên tay ngưng tụ ra từng sợi khí châm. Hắn ném những khí châm này về phía không trung, khí châm phập một cái đâm vào trong cơ thể hắn. Trên tay còn lại của hắn, quang mang trên huyết thần đao lập tức nhạt màu, như huyết dịch ngưng kết. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng kim quang, nhìn chằm chằm huyết thần đao nhạt đi một lát. Nhưng lắc đầu. Châm thuật có thể tạm khống chế huyết thần đao, nhưng phương pháp này như khâu lại túi tiền, chỉ cần lực trong túi tiền đủ mạnh, có thể phá tan dây thừng trói buộc. Ngân châm cũng không được. Mạc Phàm lắc đầu nói.
Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Xem ra chỉ có thể như vậy rồi. Giữa ngón tay hắn sáng lên, bốn thanh kiếm Chu Tuyệt, Chu Sát, Chu Tà, Chu Diệt xuất hiện xung quanh hắn. Bốn thanh kiếm này đều là pháp bảo hắn tế luyện, nhưng cấp bậc thấp hơn những pháp bảo khác của hắn một chút, cho nên tác dụng càng ngày càng nhỏ đối với hắn. Hắn sớm có dự định luyện bốn thanh kiếm này thành một thanh kiếm tuyệt thế, nhưng vẫn chưa có thời gian rảnh, nhân cơ hội này không chỉ diệt trừ huyết thần đao trong cơ thể, cũng luyện bốn thanh kiếm này thành pháp bảo cấp cao. Ý niệm của hắn vừa động, huyết châu bay từ bốn thanh kiếm ra. Huyết châu này vừa xuất hiện từ trong kiếm, ánh sáng rực rỡ trên thân kiếm vẫn như cũ, chỉ là ít đi linh tính hơn so với vừa rồi. Từ khi hắn luyện bốn thanh kiếm này, trận pháp ban đầu bên trên đã hoàn toàn hỗ trợ lẫn nhau. Hắn chỉ cần sửa trận pháp ban đầu trên bốn thanh kiếm này sẽ hợp nhất, uy lực sẽ gia tăng gấp bội. Phóng huyết thần đao vào bên trong, chỉ là tạm thời. Bốn huyết châu này chính là kiếm linh, dùng máu tươi của hắn ngưng kết mà thành, chính vì vậy mà hắn mới khống chế được bốn thanh kiếm này. Hiện giờ huyết thần đao đã trở thành một phần của hắn, đan dược và châm cứu không thành, vậy thì chuyển huyết thần đao lên phân thân của hắn. Phân thân của hắn ở Giang Nam có thể cấy ghép huyết thần đao, nhưng so với cấy ghép lên phân thân của hắn, cấy ghép lên pháp bảo càng tốt hơn. Mấy huyết châu này là tinh huyết của hắn ngưng tụ lại, coi như là một phần cơ thể hắn. Chỉ cần tốn một chút sức, hắn có thể cấy ghép huyết thần đao vào trong kiếm. Cho dù Lâm Thiên Nam có thể khống chế huyết thần đao, không chỉ không làm sao cả, trái lại còn càng tốt hơn. Hắn có thể thêm mấy trận pháp trên pháp bảo, một khi huyết thần đao được sử dụng, lực lượng sẽ bị pháp bảo hấp thu, hóa thành lực lượng của pháp bảo. Thậm chí hắn luyện chế pháp bảo lần nữa, huyết thần lực sẽ thành lực lượng chi nguyên của thanh kiếm, phàm là thần lực đều bị pháp bảo hắn luyện chế lần nữa hấp thu. Tán, hắn khẽ quát một câu, trận pháp trên bốn thanh kiếm cùng sáng lên. Ngay sau đó bốn thanh kiếm giống như món đồ chơi vỡ ra thành từng mảnh theo quy tắc, trôi nổi trong không trung. Hắn vươn một tay ra, đầu ngón tay lóe lên ngân quang, từng bút khắc họa vào lâm không. Hai tiếng sau, một hư ảnh thanh trường kiếm xuất hiện trước người hắn. Hư ảnh này dài 9 thước, rộng hơn trường kiếm bình thường một chút, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm đều khắc đầy trận pháp. Chỉ một hư ảnh nhìn giống như là tác phẩm nghệ thuật. Ngưng. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe thần quang, ý niệm vừa động. Kiếm biến thành mảnh nhỏ trôi nổi trong không trung, bay vào trong hư ảnh hình kiếm theo trình tự. Keng keng, âm thanh kim khí va vào nhau vang lên, một thanh kiếm nhanh chóng tạo thành từ chuôi kiếm tới mũi kiếm. Chỉ trong phút chốc, bốn thanh kiếm dung hợp vào nhau. Trên hư ảnh hình kiếm chớp lóe ngân quang, biến mất vào trong cơ thể thanh kiếm mới tổ hợp ra, hoa văn tinh xảo xuất hiện ở mặt ngoài thân kiếm màu bạc. Khí tức sắc bén khác với bất luận một trong bốn thanh kiếm Chu Sát, Chu Tuyệt, Chu Diệt, Chu Tà, ngân sắc trên trường kiếm tỏa ra, bỗng nhiên nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Mạc Phàm nhìn trường kiếm mới, khóe miệng hắn hơi nhếch lên rồi nhanh chóng khôi phục như thường, vẻ mặt hắn nghiêm trọng nhìn về phía huyết thần đao và bốn huyết châu trong không trung. Cho dù kiếm đúc thành, có thể loại trừ huyết thần đao hay không thì phải nhìn kế tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.